Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 1926. Mua quần áo tắm. Lão nhị, căn phòng kia không phải của ta. Chân mày của Thẩm Hạo cau lại, quan hệ giữa hắn với người em trai này không tốt, điều đấy sớm đã không phải là bí mật gì, mà đột nhiên Thẩm Hàn chạy tới đây bảo phải dùng căn phòng của hắn, nói khó nghe, thật ra chính là cố ý muốn tới cướp. Từ nhỏ đến lớn, em trai của hắn thích cướp đồ của hắn, từ lễ vật của ba đến bạn gái, quả thực là cái gì cũng cướp, mà càng làm cho Thẩm Hạo căm tức là, hầu như mỗi lần đều thành công, lần này hắn vốn vì bị em trai mình đoạt lấy một công ty, trong lòng bực bội, mới đến nơi đây nghỉ phép. Nhưng Thẩm Hạo như thế nào cũng không nghĩ tới là, em hắn lại còn đuổi tới làng du lịch. Anh hai, căn phòng kia làm sao lại không phải ngươi? Ta đã tra qua, ngươi bao căn phòng kia trong vòng nửa tháng, tiền cũng đã giao. Thẩm Hàn không tin, vừa nói vừa trực tiếp đi vào trong phòng, sau đó, hắn liếc mắt đã thấy được Ninh Nhụy Nhụy. À, chính xác nói, đây là lần đầu tiên hắn được thấy đôi chân dài của Ninh Nhụy Nhụy, quá bắt mắt. Bảo sao anh hai ngươi lại ở đây nửa tháng, hóa ra là Kim Ốc Tàng Kiều ý chỉ ngôi nhà đẹp, bên trong có dấu mỹ nhân hoặc người tình. Thẩm Hàn ngạc nhiên, ta nói này anh hai, bây giờ ngươi thật lợi hại, trái ôm phải ấp. Lão nhị ngươi câm miệng cho ta. Thẩm Hạo gầm một tiếng, ngươi nói hưu nói vượn cái gì vậy? Con mắt của ngươi có phải bị mù hay không? Đây là tiểu thư Ninh Nhụy Nhụy và Hạ Thần Y, bây giờ căn phòng này là của bọn họ, ngươi nhanh chóng đi ra ngoài cho ta. Không đợi Thẩm Hàn nói, Thẩm Hạo lập tức nhìn về phía Hạ Thiên, vội xin lỗi, Hạ Thần Y, thật xin lỗi. Ninh Nhụy Nhụy, nhưng Thẩm Hàn cắt đứt lời nói của Thẩm Hạo, hắn nhìn về phía Ninh Nhụy Nhụy, trong nháy mắt ánh mắt kia trở nên nóng bỏng, bảo sao có chút quen mặt. Chào ngươi Ninh tiểu thư, ta là Thẩm Hàn. Á! Nói còn chưa dứt lời, cả người Thẩm Hàn bay ra ngoài, đồng thời hắn còn nghe được một giọng nói, ngu ngốc. Thẩm Hàn nặng nề ngã trên mặt đất ở ngoài cửa, rất lâu cũng chưa đứng dậy. Ngại quá, Hạ Thần Y, quấy rầy ngươi, đó là em trai của ta, nhưng luôn có quan hệ không tốt với ta. Thẩm Hạo tiếp tục giải thích. Ta mặc kệ tên ngu ngốc kia là ai, dám đến quấy rầy ta với tiểu muội chân dài. Ta sẽ đánh hắn. Hạ Thiên lười biếng nói, ngươi cũng giống vậy, nhanh đi ra ngoài. Vâng, vâng, Hạ Thần Y, ta đi ngay. Thẩm Hạo vội vàng gật đầu, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Mà trong nháy mắt Thẩm Hạo đóng cửa, nhìn thấy Hạ Thiên ôm Ninh Nhụy Nhụy lên trên đùi, trong lòng nhất thời thoải mái, chẳng thể trách vị Hạ Thần Y kia lại vội vã đuổi người như vậy. Này, tên lưu manh chết tiệt, ngươi làm gì vậy? Nàng có chút bất mãn. Gia hỏa này thấy không người lại bắt đầu làm loạn đúng không? Tiểu muội chân dài, nàng nhìn cái bể bơi kia có vẻ không tệ, bãi cát cũng rất được. Hắn trực tiếp ôm Ninh Nhụy Nhụy đến bên bể bơi, thực tế bãi cát nhân tạo tốt hơn bãi cát bên ngoài, mặc dù hơi ít một chút, nhưng những hạt cát đều được tuyển chọn tỉ mỉ, dẫm lên trên rất thoải mái, mà cho dù là trực tiếp nằm, cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Rất rõ ràng. Một trong các cách bố trí khi thiết kế bãi cát này, chính là giúp cho người ta không mặc quần áo vẫn có thể nằm lên, nếu không, người khác tiêu nhiều tiền ở nơi đây, không lẽ chỉ cảm nhận ngủ trên giường. Bây giờ, Hạ Thiên đang trực tiếp nằm trên bờ cát, mà rất rõ ràng, không phải chỉ có một người, Ninh Nhụy Nhụy cũng bị hắn ôm dựa vào trên người. Mà điều đấy càng làm cho nàng lại cảm thấy vô cùng nguy hiểm, nàng phát hiện sau khi gia hỏa này nhìn thấy nàng lần nữa, thái độ với nàng không giống như trước. Lúc trước tên lưu manh đó còn thỉnh thoảng ghét bỏ dáng người nàng không tốt, mà bây giờ, hắn lại hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống nàng. Ninh Nhụy Nhụy nhớ tới những lời Y Tiểu Âm nói với nàng, trong lòng có chút không quá thoải mái, cái tên biến thái chết tiệt, lại xem nàng là vật thay thế của Dạ Ngọc Mị. Cho dù hắn không thừa nhận, thậm chí hắn cảm thấy nàng không thể thay thế Dạ Ngọc Mị, nhưng trong lòng của hắn, vẫn rời sự si mê với Ngọc Mị kia tới trên người nàng. Này, tên háo sắc chết tiệt. Có phải ngươi nhất định muốn ta mặc đồ tắm hay không? Tâm trạng của Ninh Nhụy Nhụy thay đổi rất nhanh, sau đó đã có chủ ý. Tiểu muội chân dài, cô không mặc thì tốt hơn. Hạ Thiên cười hì hì nói. Nghĩ hay quá ha, Ninh Nhụy Nhụy hừ nhẹ một tiếng, người buông ta ra trước, ta đi lấy quần áo, ở đây cũng không có đồ tắm. Ồ, tiểu muội chân dài cô chờ ta ở đây, ta đi mua quần áo cho cô. Ngay lập tức, hắn cảm thấy rất hứng thú, nói xong đã vội vàng biến mất. Ninh Nhụy Nhụy có chút trầm mặt, cái tên lưu manh chết tiệt kia, bây giờ lại hăng hái. Chuyện mua quần áo cho vợ,
Hạ Thiên luôn luôn rất tích cực, mà mua áo tắm cho Ninh Nhụy Nhụy, thậm chí hắn trực tiếp rời khỏi cái làng du lịch này, bởi vì hắn cảm thấy nơi đây có quá ít kiểu áo tắm. Nên hắn tốn khá nhiều thời gian cho việc mua quần áo, không phải sao, cỡ nửa tiếng sau, hắn mới trở lại khách sạn một lần nữa. Tiểu muội chân dài, ta mua rất nhiều quần áo cho ngươi. Hạ Thiên đi thẳng tới trên bờ cát, trong tay xách theo mấy chục cái túi, đi đến bãi cát rất nhanh, hắn đã phát hiện tình huống không đúng. À, sao tiểu lừa gạt Thuần Thuần ngươi cũng tới? Bây giờ trên bờ cát có thêm hai người không hề xa lạ, Thạch Thuần và bạn cùng phòng Tôn Vân của nàng cũng ở đó, điều đấy khiến hắn có chút buồn bực, hắn chỉ muốn nhìn tiểu muội chân dài mặc đồ tắm mà thôi. Qua, anh rể ngươi mua quần áo gì thế? Ồ, bộ đồ tắm này vẫn tương đối bình thường. Bộ kia, bộ đó giống như nội y. Qua, còn có bộ nọ, khẩu vị của anh rể ngươi có chút nặng. Thạch Thuần lại bắt đầu lấy ra từng bộ quần áo, thỉnh thoảng còn phát ra giọng nói khoa trương. Ninh Nhụy Nhụy có chút trầm mặt, cái tên biến thái chết tiệt, quả nhiên sẽ không mua quần áo bình thường, nhìn những bộ đồ đấy, sao nàng lại cảm thấy rất thiếu vải vậy? Chương 1927, anh rể, ngươi chớ làm loạn nha. Tuy phần lớn đồ tắm rất ít có vải, nhưng rõ ràng Hạ Thiên đã chọn những bộ đồ ít vải nhất, phải biết, trước đó mặc dù Ninh Nhụy Nhụy thường xuyên mặc đồ tắm, nhưng trên cơ bản là loại một mảnh liền người, không phải là loại đồ tắm không khác với không mặc đồ. Tuy nhiên, nàng biết rõ, đây chính là mong muốn của hắn, tên lưu manh kia muốn ngắm nàng mấy bộ đó. Nhụy Nhụy tỷ, người mau mặc bộ này thử xem, người mặc chắc chắn nhìn rất đẹp. Thạch Thuần lại có vẻ hăng hái hơn so với Hạ Thiên, nàng lập tức cầm mấy món đi tới bên cạnh Ninh Nhụy Nhụy, còn có bộ đó cũng không tệ, người mặc lên trên chắc chắn sẽ cực kỳ gợi cảm. Nàng trừng mắt với Thạch Thuần, thật ra nàng đã gọi điện thoại kêu Thạch Thuần tới, vì nàng cảm thấy mình ở riêng một chỗ với Hạ Thiên thật sự quá nguy hiểm. Chỉ là, bây giờ nàng bắt đầu hoài nghi quyết định của mình, căn bản ở đây chỉ có Hạ Thiên là một tên háo sắc, bây giờ lại tăng thêm một nữ lưu manh Thạch Thuần. Sao ngươi không tự mặc đi? Ninh Nhụy Nhụy nhìn Thạch Thuần, tức giận nói. Nhụy Nhụy tỷ, bộ đồ này không vừa với cơ thể ta, vẫn là ngươi mặc sẽ thích hợp hơn. Thạch Thuần cười hì hì. Sau đó bắt đầu đi sờ chân nàng, Nhụy Nhụy tỷ, tới đây, ta tới giúp ngươi thay quần áo. Thuần Thuần ngươi đi theo ta sang một bên. Hạ Thiên không vui, quả nhiên tiểu nha đầu lừa đảo kia muốn cướp vợ của hắn, lẽ nào lại như vậy? Anh rể sao ngươi có thể như vậy chứ, Nhụy Nhụy tỷ là chân dài tỷ của chúng ta, không phải của một mình ngươi. Thạch Thuần nói một chút đột nhiên thì im lặng, nàng rất nhanh phát hiện tình huống không đúng, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn lập tức có chút hoảng sợ. Sau đó, nàng muốn nói mà không thể phát ra âm thanh. Này, ngươi làm gì với nàng ấy rồi? Ninh Nhụy Nhụy ngay lập tức nhìn ra tình huống không thích hợp. Thuần Thuần quá không nghe lời, ta muốn cho nàng 3 ngày không thể nói. Hạ Thiên thuận miệng nói, hắn quyết định cho Thuần Thuần nhận một vài trừng phạt, mà hắn không thể thật sự đánh nàng, mấu chốt là cho dù đánh nàng, hơn nửa là nàng không sợ, nên quyết định dùng phương thức Thuần Thuần rất sợ mà trừng phạt nàng. Quả nhiên nàng rất sợ. Cho nên trong 3 phút đồng hồ sau đó, nàng đã bắt đầu diễn kịch câm, không thể không nói, thật ra nàng diễn rất tốt, đầu tiên nàng cầu xin Hạ Thiên, làm bộ đáng thương, thật khiến người ta rung động. Đáng tiếc là Hạ Thiên không có rung động, sau đó nàng lại chạy tới cầu xin Ninh Nhụy Nhụy, ôi, Ninh Nhụy Nhụy bị nàng cầu xin tới mềm lòng, bắt đầu nói giúp nàng. Nhưng cũng không có tác dụng. Tiểu muội chân dài, nàng không cần nói giúp nhóc lừa đảo Thuần Thuần kia. Nếu không ta sẽ làm nàng không thể nói chuyện ngay bây giờ. Hắn lười biếng nói, sau đó lại nhìn về phía Thuần Thuần, ngươi cũng không cần cầu xin ta, qua 3 ngày ngươi sẽ có thể khôi phục bình thường. Thạch Thuần trừng mắt với Hạ Thiên, dáng vẻ không vui, sau đó, nàng đột nhiên quay người, cầm lấy mấy bộ đồ tắm, xoay người rời đi. Tôn Vân đã vội vàng đi theo, nàng ở bên cạnh luôn không nói nên lời, trên thực tế, trên cơ bản nàng bị Hạ Thiên làm lơ như không khí. Này! Ngươi thật sự muốn cho Thạch Thuần 3 ngày không thể nói chuyện sao? Ninh Nhụy Nhụy vẫn không nhìn được lại hỏi, với tính cách không thích ở yên của nàng ấy, ngươi làm như vậy thì nàng ấy sẽ điên mất. Tiểu muội chân dài, nàng nên đi thay quần áo. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Ninh Nhụy Nhụy đang muốn nói chuyện, hắn lại nói, tiểu muội chân dài, nếu không thì ta giúp nàng thay đồ nhỉ. Không cần ngươi giúp, Ninh Nhụy Nhụy vội vàng nói, sau đó cầm mấy cái túi lên, xoay người rời đi. Nói đùa gì vậy, nếu như nàng cho tên háo sắc kia thay quần áo, đến lúc đó nói không chừng vừa cởi đồ ra sẽ không có cách nào mặc vào. Hạ Thiên nằm ở trên bờ cát, vẻ mặt thích ý,
cuối cùng tiểu muội chân dài đã nghe lời đi thay quần áo, điều đó khiến hắn rất cao hứng, xem ra người vợ nhỏ này cũng rất nghe lời. Vài phút trôi qua, Hạ Thiên nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, nhưng hắn không có quay đầu, vẫn nằm trên mặt đất như cũ, rất nhanh, có người đi tới trước mặt hắn. Một mỹ nữ mặc bikini, mỹ nữ bikini có dáng người vô cùng tốt. Hạ Thiên ngồi dậy từ dưới đất, nhìn chằm chằm mỹ nữ bikini ở trước mặt, ước chừng một phút, hắn mới hơi mất hứng nói, Thuần Thuần ngươi thật sự là một tiểu lừa gạt. Vì mỹ nữ bikini kia chính là Thạch Thuần, mà bây giờ trang phục đó của nàng, đủ để Hạ Thiên đánh giá, trước đó hắn nhìn thấy nàng tự vẽ thân thể của mình là thật, dáng người của Thuần Thuần thật sự rất tốt. Thạch Thuần chua mỏ, sau đó dùng ngón tay chỉ vào miệng của mình, dáng vẻ nàng muốn nói chuyện. Hạ Thiên suy nghĩ, đã lấy ra ngân châm, trên người Thạch Thuần nhanh chóng nhói lên. Anh rể ngươi nhìn vóc người ta có đẹp không? Quả nhiên, nàng có thể nói chuyện, mà nàng vừa nói vừa cố ý đi một vòng trước mặt Hạ Thiên. Thuần Thuần mặc dù ngươi là tiểu lừa gạt, nhưng ngươi thật sự rất lớn, lớn hơn cả tiểu muội chân dài. Vẻ mặt của hắn thành thật nói. Hừ, ta vốn lớn hơn mà. Thạch Thuần có chút đắc ý, anh rể ngươi có muốn ta làm vợ của ngươi không? Thuần Thuần ngươi không làm vợ ta được, ngươi tối đa chỉ có thể làm vợ nhỏ số 2. Hạ Thiên lắc đầu, tiểu muội chân dài là số 1, ngươi chỉ có thể là số 2, à, cũng có thể là số 3, số 2 ta đang xem xét có thể sẽ để dành cho bối nha đầu. Anh rể đối với ta không tốt, ta mới không làm vợ nhỏ của ngươi đâu. Thạch Thuần bĩu môi, ta không chơi với ngươi nữa, ta đi đây. Thạch Thuần nói đi là đi, quay người rồi rời đi. Mới đi mấy bước, đâm đầu vào mỹ nữ mặc đồ tắm đi tới, mà cái chân dài của nàng, cái eo nhỏ, lập tức làm cho Thạch Thuần nhanh chóng chảy nước bọt. Qua, nhụy nhụy tỷ, thật sự ngươi mặc đồ tắm vào nhìn rất đẹp. Thạch Thuần nhào tới, cái chân này lớn lên thật dễ nhìn, ta muốn sở thử một chút. Thạch Thuần lại bắt đầu tái máy tay chân, khí chất nữ lưu manh lộ rõ không sót trong nháy mắt. Thạch Thuần ngươi có thể nói chuyện rồi. Nhất thời Ninh Nhụy Nhụy có chút sững sờ, mà lần này sững sờ, nàng đã trúng chiêu, trong nháy mắt bị Thạch Thuần chiếm không ít tiện nghi. Đúng vậy, anh rể nhìn thấy vóc người ta đẹp, lập tức cho ta nói chuyện. Thạch Thuần cười hì hì, Nhụy Nhụy tỷ ngươi xem, vóc người ta có phải cực tốt hay không? Anh rể chính là một tên vô cùng biến thái, hắn phát hiện vóc dáng ta thật sự rất tốt, nên lập tức đối xử tốt với ta một chút. Ninh Nhụy Nhụy âm thầm cắn răng. Tên lưu manh chết tiệt kia, đúng là hết thuốc chữa. Mà hiện tại, nàng cũng không nhìn được nhìn kỹ Thạch Thuần, lập tức có chút phiền muộn, nhà đầu đáng chết này, làm sao chỗ kia lại lớn như vậy chứ? Này, Thạch Thuần, lấy tay ngươi ra cho ta. Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói, nữ lưu manh đó, dáng người của nàng ấy tốt như vậy thì làm gì phải nhất định dán lên người nàng chứ? Nhụy Nhụy tỷ ngươi đừng nhỏ mọn như vậy, ngược lại ngươi sẽ bị anh rể chiếm tiện nghi, ngươi để ta chiếm tiện nghi một chút đi. Ta tốt xấu gì cũng là chị em tốt của ngươi, anh rể vừa mới nói để ta làm vợ nhỏ số 2 đó, ngươi là số 1, ta là số 2, chúng ta vừa vặn xem như hàng xóm. Thạch Thuần lại bắt đầu không chút kiêng kỵ, sau đó nàng kêu lên sợ hãi, a, anh rể ngươi làm gì vậy? Thuần Thuần ngươi chiếm tiện nghi của vợ ta không thể bị thua thiệt, ta phải bù lại trên cơ thể ngươi. Hạ Thiên có lý chẳng sợ, hơn nữa ta còn muốn thu lợi. A, anh rể ngươi chớ làm loạn nha. Ngươi lấy tay ra, không được, ta không sợ chỗ đấy của Nhụy Nhụy tỷ, ngươi đây là thừa cơ chiếm tiện nghi của ta. Thạch Thuần đã bị Hạ Thiên ôm trong ngực, lập tức bị hắn chiếm biết bao nhiêu tiện nghi. Ninh Nhụy Nhụy ở bên cạnh nhìn trong im lặng, hai người kia đều không bình thường, nàng cảm thấy hai người bọn hắn thật sự rất xứng đôi. Chỉ là nàng nhìn dáng vẻ hai người bọn họ làm càn, lại có chút không thoải mái, trong lòng thầm mắng hắn là tên biến thái chết tiệt, trước đó còn có ý kiến với Thạch Thuần. Bây giờ thấy vóc người nha đầu đó đẹp, lập tức bắt đầu làm loạn. Nhưng, nghĩ lại, nghe nói bây giờ gia hỏa này thích nhất là Dạ Ngọc Mị kia, người đã từng là kẻ thù lớn nhất của hắn, hắn ngay cả kẻ thù của mình có thể mê luyến thành như thế, bây giờ đối với Thạch Thuần dường như cũng không có gì kỳ lạ lắm. Chương 1928, tiệc đồ tắm. Nhụy Nhụy tỷ ngươi vẫn tự chơi với anh rể đi, ta đi đây, nơi này quá nguy hiểm rồi. Mấy phút sau, Thạch Thuần có chút bối rối chạy mất. Nàng cảm thấy nếu mình không đi, cũng sẽ bị anh rể ăn mất. Rất nhanh Thạch Thuần thật sự mang theo Tôn Vân rời khỏi, mà trên bờ cát, Hạ Thiên nhìn Ninh Nhụy Nhụy, còn làm ra vẻ an ủi, tiểu muội chân dài, hiện tại không cần tức giận, ta đã đòi lại những thua thiệt mà ngươi bị chiếm rồi. Trong nháy mắt,
nàng xúc động muốn đạp Hạ Thiên vào trong bể bơi, cái tên háo sắc chết tiệt, chiếm tiện nghi của nha đầu kia nhiều như vậy, lại còn có dáng vẻ giúp nàng, không biết xấu hổ. Nhưng cuối cùng Ninh Nhụy Nhụy chẳng hề làm gì, nguyên nhân rất đơn giản, nàng biết mình không có cách nào đạp Hạ Thiên vào trong bể bơi, cho nên, nàng lựa chọn tự mình nhảy vào bể bơi. Ninh Nhụy Nhụy tự mình chơi trong hồ bơi, chơi đến rất thoải mái, thậm chí quên rằng còn có Hạ Thiên đang ở bên cạnh, mà hắn cũng rất khác thường không có đi quấy rầy nàng, chỉ ngắm nàng bơi qua bơi lại, ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt, giống như thấy vợ đại yêu tinh của mình. Nhưng trên thực tế, luận về kỹ thuật bơi, thật ra Ninh Nhụy Nhụy cao hơn nàng ấy một bậc, đặc biệt cách nàng bơi ngược, dùng đôi chân dài kia thay đổi đủ loại tư thế, càng lộ ra hết sức mê người, thế là từ từ, Hạ Thiên đã trở về thực tế, không còn xem nàng thành vợ đại yêu tinh, mà chân chính bắt đầu thưởng thức đôi chân dài của tiểu muội chân dài. Ngay lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, chuông cửa ở nơi đây bảo đảm người ở bên trong, bất kể ở nơi nào đều có thể nghe được, không phải sao, tất nhiên Ninh Nhụy Nhụy cũng nghe thấy. Này, người đi xem là ai vậy? Ninh Nhụy Nhụy không còn biểu diễn nữa, lại ngâm mình ở trong bể bơi, là một câu với Hạ Thiên. Lần này, hắn tương đối nghe lời, trực tiếp biến mất từ bên cạnh bể bơi. Nhưng qua mấy phút, Hạ Thiên không có trở về, mà điều đấy khiến Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy có chút không ổn, dựa theo lẽ thường, lâu như vậy mà gia hỏa kia còn chưa trở lại. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng rời khỏi bể bơi, sau đó còn bọc cái khăn tắm quanh mình, sau đó đi tới cửa phòng, lại phát hiện Hạ Thiên đang đứng ở cửa, mà nàng dò đầu ra nhìn lối đi nhỏ, lập tức có chút mơ màng, đây là tình huống gì? Trong lối đi nhỏ đều là người. Có nam có nữ, nhìn qua toàn là người trẻ tuổi, hơn nữa tất cả đều mặc đồ tắm. Nhiều nam nữ mặc đồ tắm xuất hiện cùng lúc, trông như muốn tham gia một party bể bơi nào đó, nhưng vấn đề hiện tại ở chỗ, hiện tại những người kia đều nằm trên đất. Có vài người cố gắng bỏ dậy, vài người nằm tại chỗ kêu rên, còn có một số người trông rất tức giận, trường hợp nhìn qua có chút hỗn loạn. Chuyện này là sao vậy? Ninh Nhụy Nhụy không khỏi hỏi thăm, những người đó đều là bị ngươi đánh à? Ngoại trừ Hạ Thiên thì Ninh Nhụy Nhụy nghĩ không ra còn ai có thể lập tức đánh ngã nhiều người như vậy. Mặc dù nàng cũng có năng lực đó nhưng bình thường thì nàng sẽ không có khả năng làm ra hành vi mạnh bạo đến thế. Tiểu muội chân dài, những người đấy nói muốn tới đây tham gia cái gì mà buổi tiệc bể bơi. Vốn dĩ ta cảm thấy không sao, nhưng vấn đề là các nàng lớn lên quá xấu. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ai xấu, ta mà xấu à, có một giọng nói không phục vang lên. Một mỹ nữ mặc bikini lồm cồm bò dậy, ngươi nhìn cho rõ ràng, ta xấu chỗ nào hả? Đúng đó, rõ ràng là các ngươi mời, nói ai cũng có thể tới cho nên chúng ta mới đến đây. Một mỹ nữ mặc đồ tắm khác phụ họa, còn dám nói chúng ta xấu, nè, dù gì thì ta cũng là người mẫu đấy, làm sao ta có thể xấu được? Đúng vậy, ta còn là người mẫu đồ bơi nơi nha. Dám mặc áo tắm chạy tới đây thì có ai sẽ xấu chứ? Không sai. Ngươi dựa vào cái gì mà đánh người khác hả? Lại còn đánh cả nữ nhân của chúng ta. Rất nhiều mỹ nữ đồ tắm bỏ dậy, hiện tại các nàng rất tức giận, hiển nhiên là vô cùng bất mãn với Hạ Thiên. Các ngươi vốn dĩ xấu mà, không tin các ngươi nhìn tiểu muội chân dài nhà ta xem, các ngươi có đẹp bằng cô ấy không? Hạ Thiên quyết định lấy lý phục người, cho nên hắn thuận tay ôm Ninh Nhụy Nhụy ra khoe. Các mỹ nữ đồ tắm vốn dĩ đang rất không vui. Nhưng khi nhìn thấy Ninh Nhụy Nhụy thì các nàng đều ngẩn ngơ, có vài cô người mẫu còn muốn so kè chiều cao với nàng ấy, nhưng khi nhìn thấy cặp chân của đối phương thì các nàng lập tức từ bỏ. Người kia, đây không phải là Ninh Nhụy Nhụy sao? Thực sự là nàng ta. Cái gì chứ, sao lại lấy Ninh Nhụy Nhụy so sánh với chúng ta, quá không công bằng. Nè nè, người này là ai vậy, hắn là bạn trai của nàng ấy sao? Hắn còn không cao bằng Ninh Nhụy Nhụy đâu. Đúng vậy đó, thấp nhiều như vậy, dựa vào cái gì mà làm bạn trai của Ninh Nhụy Nhụy chứ? Không thể không nói chuyện đấy thật đúng là rất thần kỳ, sau khi các mỹ nữ đồ tắm nhận ra Ninh Nhụy Nhụy thì cả đám lại bắt đầu bất bình cho nàng, đến nỗi trước đó có tin tức nói nàng ấy có bạn trai, việc đó các nàng đều biết, nhưng hiển nhiên cũng không thèm để ý. Mà lời bàn tán của các nàng hiển nhiên bị Hạ Thiên nghe được, đương nhiên, Ninh Nhụy Nhụy cũng nghe thấy, mà nàng đã dự cảm được hắn lập tức muốn nổi bão. Thế là trước khi hắn mắng chửi người hoặc động thủ đánh người thì nàng nhanh chóng lên tiếng. Xin lỗi, ta là Ninh Nhụy Nhụy, đây là bạn của ta thay hắn xin lỗi các ngươi trước, xem ra việc này có hiểu lầm gì đó. Mặt khác ta cũng muốn hỏi một chút, vì sao các ngươi lại tới đây?
Ninh Nhụy Nhụy nhìn về phía đám người, nàng cảm thấy những người đó sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới nơi đây. Ninh tiểu thư, đây là do các ngươi mời chúng ta tới nha. Đúng vậy, chúng ta nhìn thấy thông báo nên mới đến. Bên kia khách sạn có tấm bảng nói rằng ở đây đang mở tiệc, ai cũng có thể tham gia. Ta thì nhìn thấy trên WeChat. Ta cũng vậy, làng du lịch này có tài khoản công chúng, họ mới vừa đẩy một hoạt động, nói nơi đây có một bữa tiệc đồ tắm miễn phí. Một đám người mồm năm miệng 10, mà không bao lâu thì Ninh Nhụy Nhụy cuối cùng đã biết rõ, những người kia thật sự cho rằng ở đây tổ chức tiệc đồ tắm, mà bọn hắn đều mê chơi cho nên mới chạy tới nơi này. Chương 1929. Không quá thích hợp để vào. Xin lỗi, ta cho rằng có người nghĩ sai rồi, ở đây không có bữa tiệc nào cả. Ninh Nhụy Nhụy giải thích, các ngươi có hỏi trước chưa, rốt cuộc thì hoạt động đấy là do ai khởi xướng? Chúng ta không rõ ràng lắm. Ta cũng không biết, ta còn tưởng rằng là do bên làng du lịch tổ chức đấy. Chuyện đó ta biết, ta có nghe nói căn phòng này là do anh em Thẩm Hạo đặt, Thẩm Hạo là một phú nhị đại rất có tiền, nghe nói buổi tiệc nọ là do hắn tổ chức cho nên ta mới tới. Ta cũng là nghe nói Thẩm đại thiếu tổ chức tiệc, hơn nữa còn nghe nói bạn gái của hắn ăn sinh nhật gì đó. Một đám người lại là ngươi một câu ta một câu, cảnh tượng khá hỗn loạn. Nè, tóm lại ở đây không có buổi tiệc đồ tắm gì cả, các ngươi có thể lăn rồi. Hạ Thiên có chút không vui, những người này quá ầm ĩ. Nè, ngươi nói như vậy là sao? Cái gì gọi là lăn? Đúng thế, ngươi có biết nói chuyện không hả? Ách, mẹ nó, tên vương bát đản kia lại đánh người. Đậu xanh, đau quá. Một đám người bắt đầu tỏ vẻ không vui, tiếp theo bọn hắn lại bị đánh. Kết quả là, những người khác cuối cùng cũng an phận, thấy tình hình không đúng, bọn hắn chuẩn bị chạy lấy người, cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, vẫn là đi trước rồi nói sau. Mọi người không cần đi đâu cả. Lúc này một giọng nói truyền đến, xin lỗi, ta không ngờ mọi người lại đến sớm như vậy, vốn dĩ buổi tiệc đồ tắm sẽ được bắt đầu lúc 5 giờ chiều, ta tới chậm một chút. Mọi người nghe vậy thì quay lại, tiếp đó bọn hắn thấy một nam nhân trẻ tuổi, mà sau lưng người kia còn đi theo một đám người, nhìn cách ăn mặc thì có vẻ là bảo vệ ở đây. Tại sao lại là tên ngu ngốc nhà ngươi nữa? Hạ Thiên nhận ra người tới, đối phương tên là Thẩm Hàn, em trai của Thẩm Hạo. Trước đó hắn một cước đá bay tên Thẩm Hàn đó ra ngoài rồi không thèm để ý tới, nào biết cái tên ngu ngốc này lại tới gây sự. Mà hiển nhiên, cái gọi là buổi tiệc đồ tắm chính là do tên kia làm ra, chắc không liên quan gì tới Thẩm Hạo. Làm phiền mọi người tránh ra một chút, phòng đó vốn dĩ là do anh trai của ta đặt, nhưng bây giờ lại bị hai người kia cưỡng ép chiếm dụng, nhưng khách sạn đã an bài bảo vệ tới xử lý chuyện này, cho nên mọi người không cần phải gấp gáp, việc đó sẽ nhanh chóng được giải quyết. Thẩm Hàn bày ra dáng vẻ trong lòng đã có dự tính, tiếp đó hắn mới nhìn về phía Hạ Thiên, bây giờ ngươi muốn tự rời đi hay muốn bảo vệ mời ngươi đi? Không đợi Hạ Thiên nói chuyện, Thẩm Hàn lại nhìn về phía Ninh Nhụy Nhụy, đương nhiên, vị Ninh tiểu thư này có thể lưu lại, buổi tiệc đồ tắm bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh ngươi tham gia. À, xem ra Ninh tiểu thư đã chuẩn bị kỹ càng để tham gia party rồi. Ngay cả đồ tắm cũng đã mặc xong. Ách, Thẩm Hàn bỗng dưng hét thảm một tiếng. Hạ Thiên đột ngột xuất hiện trước mặt rồi gạt ngã hắn bằng một cước. Ngu ngốc, hắn rất không vui, tiếp theo lại là một cước đá bay Thẩm Hàn tới cuối lối đi nhỏ. A, à, tên đấy hoảng sợ kêu to, tiếp đó nặng nề ngã xuống đất, ách. Một âm thanh ngắn ngủi vang lên, sau đó không còn tiếng động gì nữa, lần này Thẩm Hàn đã hôn mê bất tỉnh. Một đám người trợn tròn mắt há hốc mồm, tiếp đó trong lòng đều nói thầm, xem ra lần này không tổ chức buổi tiệc đồ tắm được rồi. Vị tiên sinh này, mong ngươi đừng gây chuyện ở khách sạn. Hiện tại, đám bảo vệ mới phản ứng lại, một tên bảo vệ trong đó vừa nói vừa đi về phía Hạ Thiên. Không phải chúng ta gây sự, Ninh Nhụy Nhụy hơi nhíu mày, hiện tại gian phòng này là của chúng ta, nếu như ngươi cảm thấy có vấn đề thì có thể đi hỏi Thẩm Hạo. Tối nay, chúng ta sẽ bảo người kia chuyển nhượng căn phòng này cho chúng ta, đến lúc đó sẽ đăng ký dưới danh nghĩa của ta. Ninh tiểu thư, vừa rồi Thẩm tiên sinh đã nói rất rõ ràng với chúng ta, gian phòng này là của bọn hắn. Tên bảo vệ kia chưa kịp nói xong thì cả người đã bay lên. Đương nhiên là Hạ Thiên một cước đạp bay. Tiểu muội chân dài, cô nói nhiều lời vô dụng như vậy với đám đần đó làm gì? Hạ Thiên có chút phiền chán, nè, đám kém thông minh kia, ta mặc kệ các ngươi là ai, hiện tại lập tức cút cho ta, nếu không thì ta sẽ vứt các ngươi xuống dưới. Tiến lên! Một tên bảo vệ la to rồi lao về phía Hạ Thiên,
mà những tên bảo vệ khác cũng vội vàng vọt tới. Tiếp đó toàn trường đều là những tiếng hô kinh ngạc, bởi vì bọn hắn nhìn thấy những người bảo vệ kia bay lên, tiếp đó bay ra ngoài khỏi cửa sổ cuối lối đi nhỏ. Chuyện đó, bọn hắn thật sự bị ném xuống. Phải biết rằng, mặc dù khách sạn này không cao lắm, nhưng cũng có mười mấy tầng lầu. Điên rồ, tên này là kẻ điên. Đây, đây là giết người mà. Đi mau. Chạy mau. Thoáng một cái, ai nấy đều bị dọa giật mình, tiếp theo nhao nhao xoay người bỏ chạy. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không muốn bị ném xuống lầu, bị ném như vậy hơn phân nửa là ngã chết. Kết quả là chốc lát sau, một đám người chạy sạch sành sanh, tầng cao nhất cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Việc này là do tên Thẩm Hàn quấy rối sao? Hiện tại, Ninh Nhụy Nhụy lên tiếng, nếu không bây giờ chúng ta đi tìm Thẩm Hạo đi. Bảo hắn thay đổi thủ tục đăng ký phòng, chính chúng ta trả tiền là được, hoặc chúng ta đổi một căn phòng khác. Tiểu muội chân dài, gian phòng này khá tốt, chúng ta không đổi. Hạ Thiên rất hài lòng nơi đây, cho nên chắc chắn sẽ không đổi sang chỗ khác. Ừm, nhưng mà cô nói đúng, chúng ta đi tìm cái tên Thẩm Hạo kia đi. Thẩm Hạo ở lầu dưới, muốn tìm hắn cũng không khó. Được rồi, ta đi thay quần áo. Ninh Nhụy Nhụy quay người đi vào, nàng hiển nhiên không muốn mặc đồ tắm đi ra ngoài. Một phút sau. A, Hạ Thiên, tên biến thái chết tiệt này, ngươi làm gì vậy? Ninh Nhụy Nhụy kinh hô một tiếng, nàng vừa mới cởi đồ tắm thì ra hỏa kia đã tiến vào, chuyện đó tuyệt đối là cố ý. Tiểu muội chân dài, thân hình của ngươi thật sự vẫn không tốt bằng tiểu lừa gạt thuần thuần nha. Hạ Thiên nói rất chân thành, ừm, ta cảm thấy ngươi mặc quần áo vẫn đẹp hơn. Ninh Nhụy Nhụy có chút hỏng mất, tiếp đó cẩn thận suy nghĩ, mà nàng càng nghĩ càng tức giận, ý của tên lưu manh đáng chết đó là nàng cởi quần áo ra rất khó coi. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm tức giận, nàng nhanh chóng thay quần áo sau đó thở phì phò đi ra ngoài. Hai người xuống lầu đi tới phòng của Thẩm Hạo, khi Ninh Nhụy Nhụy giơ tay định gõ cửa thì bị Hạ Thiên cản lại. Tiểu muội chân dài. Tình huống bên trong có chút kỳ quái, hình như không quá thích hợp để vào nha. Hắn nói rất chân thành. Chương 1930, gặp nhiều phiền phức. Có cái gì kỳ quái? Ninh Nhụy Nhụy sững sờ, nàng nghĩ thầm, chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt mà hai người kia làm chuyện không thể miêu tả. Nàng vốn đang dự định vận công nghe xem tình huống bên trong, nhưng khi nghĩ đến đó thì nàng vội vàng từ bỏ, nàng không muốn nghe thấy loại âm thanh không thể miêu tả kia. Tiểu muội chân dài. Cô cũng là người thu tiên, nên vận dụng năng lực của mình, sau này không có gì thì nghe trước một chút. Hạ Thiên bày ra dáng vẻ nghiêm túc dạy nàng. Nhưng nói đến đây, hắn lại chuyển sang chuyện khác, tiểu muội chân dài, cô cũng đừng tùy tiện nghe, cái khách sạn này ban ngày ban mặt có không ít người kêu la ỏm tỏi, hơn nữa còn kêu rất khó nghe. Cái gì là kêu la ỏm tỏi? Ninh Nhụy Nhụy nghe không hiểu, vốn dĩ nàng còn không muốn nghe, cuối cùng nghe hắn nói vậy, không khỏi tập trung công lực nghe một chút. Mà sau khi nghe xong, gương mặt xinh đẹp của nàng hơi hơi ửng hồng, tiếp theo hung ác trợn mắt nhìn Hạ Thiên, cái tên háo sắc chết tiệt này, không thể nói rõ ràng một chút sao. Nàng vốn dĩ cho rằng có ai thật sự kêu la, nào biết tiếng kêu la này lại chính là một số người làm chuyện ấy giữa ban ngày ban mặt. Nhưng sau khi nghe xong thì Ninh Nhụy Nhụy lại phát hiện một sự kiện, đó chính là hiện tại Thẩm Hạo và bạn gái của hắn tuyệt đối không có làm loại chuyện không thể miêu tả kia, nhưng bên trong quả thật có chút âm thanh kỳ quái. Nhưng rốt cuộc đó là âm thanh gì thì nàng lại không rõ, giống như có người bị che miệng. Chờ đã, bị che miệng. Ninh Nhụy Nhụy đột nhiên cảm giác tình huống không đúng, vội vàng giơ tay gõ cửa. Tiểu muội chân dài, thật ra cô chỉ cần nghe động tĩnh trong phòng này thôi, không cần phải nghe hết tất cả các phòng khác đâu. Lúc này Hạ Thiên ở bên cạnh nhắc nhở Ninh Nhụy Nhụy. Biết rồi, Ninh Nhụy Nhụy cho Hạ Thiên một ánh mắt xem thường, mà đồng thời thì nàng cũng thật sự đang lắng nghe động tĩnh bên trong. Bây giờ, bên trong đã có thêm tiếng bước chân, tiếp theo Ninh Nhụy Nhụy nghe được có người đang đi về phía cửa phòng. Cửa nhanh chóng được kéo ra một kẽ hở nhỏ, lộ ra một khuôn mặt nam nhân. Người tìm, khi nhìn thấy Ninh Nhụy Nhụy, ánh mắt của nam nhân kia lóe lên một tia dị sắc, nhưng hắn vừa mới hỏi được hai chữ thì Hạ Thiên đã đá văng cửa bằng một cước. Mà nam nhân kia cũng bị cửa đụng bay rồi nặng nề ngã xuống đất, tình huống trong phòng lập tức xuất hiện trong mắt Ninh Nhụy Nhụy. Thẩm Hạo và cô bạn gái tóc vàng Lily của hắn đều ở trong phòng, nhưng tình huống hiện tại của bọn hắn không tốt cho lắm. Hai người đều bị trói, miệng cũng bị chặn, mà ngoại trừ hai người bọn hắn ra thì trong phòng còn có hai người khác, một người chính là nam nhân vừa mở cửa, người còn lại là một nữ nhân khác.
Nữ nhân đó mặc quần áo của nhân viên phục vụ khách sạn, nhưng rất rõ ràng nàng ta cũng không phải là nhân viên ở đây, bởi vì hiện tại trên tay nàng ta là một khẩu súng. Hiện giờ nòng súng đang đối diện cửa ra vào. Đi vào, đóng cửa lại. Nữ nhân thấp giọng quát, rất rõ ràng là nàng đang ra lệnh cho Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, mà sở dĩ nàng cảm thấy mình có thể lên tiếng ra lệnh đương nhiên vì khẩu súng trên tay mình. Nè, tên đó để cho ta. Ninh Nhụy Nhụy kích động, đã rất lâu rồi nàng không có động thủ, dù sao nàng lại không phải Hạ Thiên, tùy tiện thấy người không vừa mắt là ra tay. Bây giờ vất vả lắm mới gặp được một đối tượng có thể ra tay một cách đúng lý hợp tình như vậy, nàng đương nhiên là nóng lòng muốn thử. Tiểu muội chân dài, để ta đóng cửa giúp cô. Hạ Thiên cười hì hì rồi thuận tay đóng cửa lại, mà Ninh Nhụy Nhụy đã lao tới nữ nhân kia. Chân dài bay lên, nữ nhân kia còn không kịp phản ứng lại thì đã cảm thấy cổ tay tê dần, súng bay mất. Ninh Nhụy Nhụy giơ tay tiếp nhận khẩu súng, tiếp đó lại là một cái đá nghiêng, nữ nhân kia ngã trên mặt đất. Sức chịu đựng quá tệ, Ninh Nhụy Nhụy hơi thất vọng, điều đấy hoàn toàn không có một chút tính khiêu chiến. Tiểu muội chân dài, cô có thể đánh nhau với ta nha. Hạ Thiên cười hì hì nói. Ninh Nhụy Nhụy liếc hắn một cái, còn lâu nàng mới đánh nhau với hắn. Ở trước mặt hắn cũng đồng dạng là không có một chút tính khiêu chiến, bởi vì dù nàng có khiêu chiến như thế nào cũng đều đánh không lại. Không tiếp tục để ý Hạ Thiên, nàng giúp Lily cởi dây trước, tiếp theo Lily lập tức cởi dây thừng giúp Thẩm Hạo. Hạ thần y, Ninh tiểu thư, thực sự là rất cảm ơn các ngươi. Thẩm Hạo lộ ra vẻ mặt cảm kích, mà hiện giờ hắn lại ý thức được, không chỉ Hạ Thiên không phải người bình thường, ngay cả Ninh Nhụy Nhụy cũng rất lợi hại, thế mà có thể thu phục bọn cướp dễ dàng như vậy. Thẩm tiên sinh, hai người kia là chuyện gì vậy? Bọn hắn bắt cóc các ngươi có mục đích gì sao? Nàng hỏi. Hình như bọn hắn chỉ muốn tiền, cụ thể thì ta còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Thẩm Hạo lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, ta vốn dĩ chỉ là tới đây nghỉ phép, ai mà ngờ lại gặp phải nhiều chuyện như vậy, ai ra? Thẩm Hạo im lặng một chút, tiếp tục nói, để ta báo cảnh sát trước, làm bọn hắn tới xử lý chỗ này, khách sạn ở đây quá không an toàn, ta nghĩ là mình nên đổi sang chỗ khác. Nói đến đây, Thẩm Hạo đột nhiên phản ứng lại, đúng rồi, Ninh tiểu thư, Hạ thần y, các ngươi tới đây là có việc gì à? Là có chút việc, Ninh Nhụy Nhụy đơn giản nói về mục đích mình đến đây. Lại là Thẩm Hàn, Thẩm Hạo vô cùng căm tức, sắc mặt cũng có chút âm trầm, xem ra ta liên tục gặp rắc rối ở đây hơn phân nửa cũng là do tên tiểu tử kia quấy rối ở sau lưng. Nếu tên em trai ngu ngốc của ngươi lại đến chọc ta thì ta sẽ đánh chết hắn. Hạ Thiên lười biếng nói, tóm lại bây giờ ngươi đi trả phòng, chúng ta đặt phòng một lần nữa. Vậy được rồi, Hạ thần y, ta lập tức đi đổi tên đăng ký phòng, anh đi cùng ta là được. Thẩm Hạo gật đầu, thật ra vốn dĩ hắn cũng có ý tốt muốn an bài chỗ ở cho Hạ Thiên, nào biết bởi vì hắn mà đứa em trai ngu ngốc kia thỉnh thoảng chạy tới gây sự với người này, điều đấy hiển nhiên không phải là kết quả hắn mong muốn. Thẩm Hạo gọi điện thoại báo cảnh sát trước, tiếp theo đi ra ngoài với Hạ Thiên, đi tới trước quầy tiếp tân. Làm phiền ngươi giúp chúng ta đổi tên đăng ký phòng một chút. Thẩm Hạo lấy thẻ căn cước ra, tiếp đó Hạ Thiên lại nhớ ra một vấn đề, hắn không có thẻ căn cước. Người đợi ta một chút, ta mang tiểu muội chân dài xuống đây. Hạ Thiên nói xong thì biến mất, một phút sau thì Ninh Nhụy Nhụy xuất hiện, nhưng là ở trong ngực Hạ Thiên. Hạ Thiên ôm Ninh Nhụy Nhụy xuống dưới, mà nàng đã có chút hiểu biết tác phong của hắn, mặc dù nàng muốn mắng hắn nhưng vẫn nhịn xuống. Chương 1931, Trung Chiết. Thẩm tiên sinh, xin lỗi. Anh có thể trả phòng trước sau đó để vị tiên sinh này đăng ký vào ở một lần nữa, ở đây chúng ta không thể đổi tên người đăng ký được. Hiện tại, nhân viên tiếp tân giải thích cho Thẩm Hạo. Tốt thôi, vậy cũng được. Thẩm Hạo khẽ nhíu mày nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng trả phòng rồi nhìn về phía Hạ Thiên, Hạ thần y, anh xử lý việc vào ở đi. Tiểu muội chân dài, cần thẻ căn cước của cô, Hạ Thiên nói với Ninh Nhụy Nhụy. Biết rồi, thẻ căn cước ở trên người Ninh Nhụy Nhụy. Nàng lấy ra đưa cho tiếp tân. Nhưng tiếp tân lại không tiếp nhận thẻ căn cước của Ninh Nhụy Nhụy, mà là nhìn Thẩm Hạo, Thẩm tiên sinh, thủ tục trả phòng của anh đã làm xong, tiền phòng anh ứng trước đó cũng đã trả về tài khoản của ngài. Cảm ơn, bây giờ làm phiền ngươi giúp vị Ninh tiểu thư này xử lý thủ tục vào ở. Thẩm Hạo thúc giục. Xin chào tiểu thư, xin hỏi cô có đặt trước không? Hiện tại, tiếp tân mới nhìn về phía Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy nhíu mày. Mà Thẩm Hạo lập tức cảm thấy tình huống không thích hợp, chậm đã, các ngươi nói vậy là có ý gì?
Vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng, ta nhường phòng đó cho vị Ninh tiểu thư này. Thẩm tiên sinh, phòng tổng thống phải cần đặt trước, sao anh còn có vài vị khách nhân ở sau, bây giờ anh trả phòng, chúng ta sẽ dựa theo trình tự sắp xếp cho khách nhân tiếp theo. Nếu như vị Ninh tiểu thư vừa vặn là vị khách hàng xếp sau anh thì tất nhiên là chúng ta sẽ xử lý cho nàng vào ở. Nhưng nếu như nàng không có đặt trước, vậy chúng ta chỉ có thể sắp xếp cho người khác. Nhân viên tiếp tân nói chuyện với giọng điệu rất là khách khí. Các ngươi muốn chơi ta à? Thẩm Hạo lập tức nổi giận, nếu vừa rồi ngươi không nói thì ta cũng sẽ không trả phòng, bây giờ ta trả phòng rồi thì các ngươi mới nói không được, các ngươi cảm thấy chơi ta vui lắm à? Thẩm Hạo dừng một chút, lại nói, hơn nữa cho tới bây giờ ta chưa từng nghe về việc không thể thay đổi tên người đăng ký, chẳng lẽ ta đặt phòng cho người khác cũng không được sao, nhất định phải chính ta vào ở. Cuối cùng thì khách sạn các ngươi có ý gì hả? Thật xin lỗi, Thẩm tiên sinh, đây là quy định của khách sạn chúng ta chỉ là một nhân viên làm công bình thường mà thôi. Nhân viên tiếp tân bắt đầu đổ lỗi, bày ra dáng vẻ việc đó không liên quan gì tới mình. Gọi quản lý các ngươi tới đây, Thẩm Hạo nổi giận, điều đấy hiển nhiên là cố ý gây khó dễ với hắn. Nè, rốt cuộc ngươi có cho chúng ta ở hay không? Nếu không thì để ta phá hủy cái khách sạn rác rưởi này cho rồi. Hạ Thiên có chút không kiên nhẫn, nếu không phải ở đây không có khách sạn tốt hơn thì hắn đã phá hủy nơi đây lâu rồi. Tiên sinh, ngươi như vậy ta sẽ gọi bảo vệ. Nhân viên tiếp tân khẽ biến sắc. Mau gọi đi, Hạ Thiên đập bàn một cái, rầm, cái bàn sụp đổ trong nháy mắt. A, tiếp tân kinh hô một tiếng, tiếp đó lập tức cầm bộ đàm, bảo vệ mau tới chỗ tiếp tân, nơi này có người gây sự. Một đám bảo vệ lập tức vào tới từ cửa chính, tên đi đầu khẩn cấp hỏi ai gây sự. Ở đâu? Ngu ngốc, là ta đây. Hạ Thiên không nhịn được nói tiếp, đám ngu đần các ngươi có tin ta lại ném các ngươi xuống lầu không hả? Hơn nữa lần này nhất định sẽ ném ngã chết các ngươi. Là ngươi, một đám bảo vệ đột nhiên biến sắc, bởi vì vừa rồi bọn hắn thật sự bị người đó ném xuống lầu, mà đến giờ cả đám đều nghĩ mãi không ra vì sao bọn hắn chẳng những không chết mà cũng không bị thương. Các ngươi cút hết sang một bên cho ta. Hạ Thiên lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn. Nếu không thì ta thật sự sẽ động thủ đó. Một đám bảo vệ đưa mắt nhìn nhau, tiếp đó tên đội trưởng bảo vệ cầm bộ đàm, ở đâu có người gây chuyện. Bên ngoài, được rồi, chúng ta tới ngay. Người này vừa nói vừa nhanh chóng chạy ra ngoài, mà những tên bảo vệ còn lại cũng rất ăn ý, lập tức nối đuôi nhau phóng ra ngoài. Điều đấy khiến cho nhân viên tiếp tân lập tức trợn tròn mắt, sao lại thế này? Tại sao bảo vệ khách sạn có vẻ rất sợ người này? Thẩm đại thiếu rất uy phong. Bây giờ, có một giọng nói truyền đến, nhưng mà ta nói này Thẩm đại thiếu, trông ngươi bây giờ chẳng ra làm sao cả, lại còn sa đọa đến mức đi nịnh bợ một nữ nhân. Dù Ninh tiểu thư này đến từ nhà họ Ninh, nhưng tình huống bây giờ của nàng hình như cũng không tốt hơn ngươi là bao nha. Cùng với câu nói đó, một nam nhân khoảng 30 tuổi đi tới, dáng dấp nam nhân này cũng không tệ, thân hình cao lớn. Hiện tại, hắn còn đang ôm một mỹ nữ mặc áo tắm. Mỹ nữ kia cũng rất cao, chỉ kém vài cm là có thể đuổi kịp Ninh Nhụy Nhụy. Nói về thân hình của Mỹ nữ đó cũng coi như không tồi, so với Ninh Nhụy Nhụy thì vẫn có chút ưu thế nhất định. Nhưng xét về tổng thể dung mạo và khí chất thì đương nhiên không thể sánh bằng nàng. Mà thực ra tổng thể vóc dáng cũng không bằng Ninh Nhụy Nhụy, còn không phải sao, bây giờ ánh mắt của nam nhân cao lớn kia vẫn đang rơi trên người nàng chưa rời. Rất rõ ràng, so với Mỹ nữ trong ngực. Hắn có hứng với Ninh Nhụy Nhụy nhiều hơn. Ninh Nhụy Nhụy hơi nhíu mày, người đó rõ ràng là biết nàng, hắn còn biết nàng là người nhà họ Ninh, thậm chí biết nàng ở nhà họ Ninh không mấy hạnh phúc, nhưng vấn đề là nàng không biết người nọ là ai. Đương nhiên, nhìn người kia chắc là có quen biết Thẩm Hạo, hơn nữa quan hệ giữa hắn và Thẩm Hạo cũng không tốt. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Trung Thiếu. Thẩm Hạo cười nhạo một tiếng, một màn kịch vui vừa rồi là chuyện tốt mà Trung Thiếu làm ra sao? Không không không, có thể Thẩm đại thiếu đã hiểu lầm chuyện đó rồi. Chỉ là ta cũng tình cờ đặt phòng trên sân thượng thôi. Vị Trung thiếu kia lắc đầu, nhắc mới nhớ, Thẩm đại thiếu, ta thực sự hơi tò mò. Đối với tình trạng hiện tại của ngươi, ngươi cảm thấy đi tìm vị Ninh tiểu thư giúp đỡ là ngươi có thể khởi tử hồi sinh được sao? Trung thiếu, ta thấy ngươi có chút hiểu lầm rồi. Đầu tiên, bây giờ tình trạng của ta rất tốt, không cần khởi tử hồi sinh gì đó. Thứ hai, ta cũng không đi xin Ninh tiểu thư giúp đỡ. Thứ ba, ta tin rằng trên thế giới này không có vấn đề nào mà Ninh tiểu thư không giải quyết được. Thẩm Hạo hừ lạnh một tiếng, cuối cùng,
ta cũng khuyên Trung thiếu một câu, tốt nhất người ngoài như ngươi không cần nhúng tay vào. Thẩm đại thiếu, ta cũng không có hứng thú nhúng tay vào chuyện tài sản của các ngươi, nhưng Thẩm Hàn có quan hệ tốt với ta, giữa chúng ta đã có nhiều lần hợp tác. Còn ngươi nói tình trạng của ngươi rất tốt, vậy thì quá tốt rồi, ta rất thích dáng vẻ lừa mình dối người như thế của Thẩm đại thiếu. Trung thiếu khẽ lắc đầu một cái, còn về vị Ninh tiểu thư này. Trung thiếu kia lại nhìn về phía Ninh Nhụy Nhụy, trên mặt nở một nụ cười mập mờ, Ninh tiểu thư, để ta tự giới thiệu về mình một chút. Ta tên là Trung Chiết, có thể ngươi không quen với ta, nhưng ông của cô, Ninh Vọng Hải lão tiên sinh và ta đã gặp mặt vài lần. Hơn nữa, thật ra ta và nhà họ Hồ bên kia cũng đã từng quen biết, nói đến đây, nếu như Ninh tiểu thư muốn lên tầng cao nhất, ta rất hoan nghênh. Dù sao thì ở đây có rất nhiều phòng, ta cũng không ngại nhiều hơn một người. Ta không biết ngươi, ta cũng không có hứng thú làm quen với ngươi. Ninh Nhụy Nhụy không có cảm tình gì với người nọ, sau đó nàng nhìn về phía Hạ Thiên, nếu không thì như vậy, chúng ta chuyển sang nơi khác nha, đến chỗ lúc trước ta và Thuần Thuần ở, thực ra nơi đó cũng không tệ lắm, gian phòng bên kia vẫn chưa có người, hay chúng ta đi thẳng đến đó. Tiểu muội chân dài, ta quyết định sẽ đuổi hết người của khách sạn tồi tàn này đi, sau đó chúng ta ở đây là được rồi. Hạ Thiên nói đến đây thì nhìn về phía Thẩm Hạo, ngươi và bạn gái ngươi nên rời đi đi, sau đó ta sẽ đuổi tất cả mọi người ra khỏi đây. Này, ngươi đừng có gây chuyện nữa, ở đây có rất nhiều khách bình thường vô tội, ngươi đuổi bọn hắn ra ngoài làm gì? Ninh Nhụy Nhụy liếc nhìn Hạ Thiên một cái, bọn hắn không đắc tội với ngươi, ngươi đừng làm hại người vô tội. Tiểu muội chân dài, bọn hắn có thể tìm cái khách sạn tồi tàn này đòi bồi thường. Đó không phải lỗi của ta, đó là lỗi của bọn họ. Hạ Thiên có lý do rất đầy đủ, bởi vì tên ngốc của khách sạn tồi tàn đã đắc tội với ta, cho nên bọn hắn mới bị đuổi ra ngoài. Đương nhiên, khách sạn phải bồi thường cho bọn hắn. Chương 1932, mua lại cả khách sạn. Ta nói vị này, giọng nói của ngươi cũng thật lớn a, ngươi muốn ngươi tất cả mọi người ra ngoài ư. Hay ngươi ném ta ra trước thử xem, ta xem ngươi có dám né. Có vẻ như bây giờ, Trung Chiết mới để ý tới Hạ Thiên, nhưng hắn còn chưa nói hết lời. Cả người đã bay lên. A, à, bên ngoài khách sạn vang lên một tiếng đau đớn, Trung Chiết đã ngã ở cửa khách sạn. Ở đó Trung Chiết có một chút choáng váng, hắn thực sự bị ném ra ngoài. Chuyện đấy, thật sự có người dám ném hắn ra ngoài. Ông chủ Trung, người không sao chứ? Một giọng nói thận trọng vang lên từ bên cạnh, người nói chuyện chính là một nhân viên bảo vệ, sở dĩ bọn hắn gọi Trung Chiết là ông chủ Trung thực ra bởi vì Trung Chiết cũng là một trong những cổ đông của khách sạn này. Cho nên hắn cũng được coi như ông chủ ở đây. Nói nhảm, tất nhiên là ông đây có chuyện rồi. Cuối cùng Trung Chiết khôi phục lại tinh thần, sau đó hắn giận tím mặt nói, tới đây, các ngươi với lão tử đi tới, ta nhất định phải giết chết tên kia. Hắn còn chưa kịp dứt lời, từ bên trong lại bay ra một người rồi rơi chúng vào người Trung Chiết, người đó không ai khác, chính là mỹ nữ hắn vừa ôm, còn hắn lại bị nện ngã xuống đất lần nữa. Tiểu muội chân dài, vậy mà tên ngốc đó lại xin ta ném hắn ra ngoài, có phải đầu óc hắn bị bệnh rồi không? Hiện giờ, một giọng nói lười biếng truyền đến, sau đó mọi người nhìn thấy Hạ Thiên đứng ở cửa khách sạn, à, bên cạnh hắn còn có một người chân siêu dài, chính là Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy không thèm để ý đến hắn, đầu óc hắn mới có bệnh, đó là do người ta nghĩ rằng ngươi không dám ném mà thôi. Chính là tên nhóc đó, các ngươi đều lên hết cho ta, giết tên khốn kia cho ta. Trung Chiết còn chưa kịp bò dậy từ dưới đất thì đã ở đó thở hổn hển hét lớn. Nhưng hắn lập tức phát hiện ra sắc mặt của những nhân viên bảo vệ kia rất kỳ lạ, không ai có hành động nào. Các ngươi đang làm gì vậy? Nhanh lên, có tin là lão tử sẽ đuổi tất cả các ngươi hay không? Trung Chiết rất tức giận, sao lại như thế? Hắn thậm chí không thể chỉ huy mấy bảo vệ đang đứng bất động. Bảo vệ vẫn không nhúc nhích, rõ ràng là hiện tại bọn hắn thà bị đuổi việc cũng không muốn xung đột với Hạ Thiên. Được rồi, hiện tại các người đều bị đuổi việc, Trung Chiết tức giận nói cút, cút ngay cho ta. Nghe thấy vậy, một đám bảo vệ định quay xoay người rời đi, đối với bọn hắn mà nói, chỉ là tiền lương mấy ngàn một tháng mà thôi, không đáng để liều mạng. Về việc bị đuổi việc, thật ra bọn hắn cũng không lo lắng, dù sao ở làng du lịch này bọn hắn cũng không khó để tìm lại được việc làm. Lý do rất đơn giản, dù gì đây cũng là một hòn đảo, không phải ai cũng đồng ý đến làm việc trên đảo. Tóm lại, bảo vệ trên đảo tương đối thiếu, không phải sao, những người đó hiện đang định đổi sang khách sạn để làm việc, nếu như không tìm được việc làm trên đảo, vậy thì cùng lắm bọn hắn sẽ rời khỏi hòn đảo này.
Này, các ngươi chờ một chút. Lúc này một giọng nói vang lên, mà nghe thấy giọng nói đó, mấy nhân viên bảo vệ vô thức dừng lại. Chỉ vì người đang nói chuyện chính là Hạ Thiên, bọn hắn không sợ Trung Chiết mà là sợ người đó. Các ngươi đừng vội đi, trước tiên đánh cho tên ngốc đó một trận đã. Nhìn tên đần ấy có vẻ cũng rất muốn ăn đòn, nhưng ta lười đánh hắn, các ngươi tới đánh đi. Hạ Thiên bình tĩnh nói. Chuyện đó, anh nói là, đánh hắn ư. Bảo vệ xăm đầu kia thận trọng chỉ ngón tay về phía Trung Chiết. Đúng vậy, chính là tên kém thông minh ấy. Hạ Thiên gật đầu một cái. Nhân viên bảo vệ liếc nhìn Trung Chiết một cái, có chút do dự. Này, các ngươi nhanh lên cho ta, nếu không ta sẽ đánh các ngươi đấy. Hạ Thiên có chút bất mãn. Các ngươi dám đánh ta, các ngươi dám đánh ta một lần, con mẹ nó chứ, a. Trung Chiết còn chưa nói dử lời đã bị đòn. Một đám nhân viên bảo vệ xông tới, quyền đấm cước đá đối với Trung Chiết, thực ra bọn họ đã có chút không vui, bây giờ Hạ Thiên lại muốn bọn hắn đánh, kết quả là, bọn hắn điên cuồng đánh tên kia một trận. Trung Chiết không ngừng kêu rên, còn chưa đến một phút hắn đã hoàn toàn hôn mê. Tên đần đó thực sự bị thiếu đòn nha. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó xoay người bước vào khách sạn, sau đó hắn quay người ôm Ninh Nhụy Nhụy đi vào khách sạn. Những bảo vệ kia nhìn thấy Hạ Thiên rời đi cũng nhanh chóng dừng tay. Sau đó, bọn hắn đều cấp tốc rời khỏi, chỉ để lại Trung Chiết đang ngất trên mặt đất. Lúc này, mỹ nữ đi chung với Trung Chiết trước đó đã sớm biến mất không tăm tích, hình như đã bí mật chạy mất. Hiện tại, ở quầy lễ tân của khách sạn, Thẩm Hạo vẫn lộ vẻ tức giận, gọi ông chủ thật sự của các ngươi tới đây, nếu hôm nay không giải quyết xong chuyện kia, ta sẽ không rời khỏi. Thẩm Hạo vừa nói dứt lời, một nam nhân trung niên chạy tới phía bên này. Nhân viên quầy lễ tân nhìn thấy nam nhân trung niên thì vội vàng chào hỏi hắn, ông chủ, ông đã tới, vị Thẩm tiên sinh này. Ngươi là ông chủ thật sự ở đây? Thẩm Hạo nhìn nam nhân trung niên. Đúng vậy, ta là, ta, không đúng, bây giờ ta không phải nữa. Trước đây ta từng là cổ đông lớn nhất ở nơi này, ta tên là. Nam nhân trung niên nhìn qua có chút bối rối, nhưng hắn không nói ra tên của mình, hắn lo lắng liếc nhìn xung quanh rồi nói, đúng rồi. Xin hỏi vị nào là Hạ Thiên tiên sinh vậy? Thẩm Hạo và Ninh Nhụy Nhụy có chút buồn bực, người đó lại đến tìm Hạ Thiên sao? Này, ta chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên lười biếng nói. À, Hạ tiên sinh, xin chào, thật xấu hổ, là ta có mắt không biết Thái Sơn, hình như trên mặt nam nhân trung niên đang đổ mồ hôi. Có chuyện gì thì nói mau, đừng nói nhảm. Hạ Thiên có chút không kiên nhẫn. Vâng vâng vâng, Hạ tiên sinh, là như vậy. Khách sạn này đã là của anh, bây giờ anh mới là ông chủ của nơi đây, cho nên bây giờ anh muốn làm gì đều được, anh có thể sa thải bất kỳ người nào đang ở đây, anh cũng có thể đuổi bất cứ khách nào cũng được. Tạm thời ta sẽ giúp anh quản lý nơi này, cho dù anh có phân phó gì cũng có thể nói cho ta biết. Nam nhân trung niên nói không ngừng. Ồ, vậy thì sa thải hết tất cả mọi người đi, đuổi hết những người khác, ta muốn ở một mình với tiểu muội chân dài. Hạ Thiên lười biếng nói. Này! Ngươi đừng có làm loạn, ngươi đuổi tất cả mọi người đi, vậy ai sẽ cung cấp phục vụ cho chúng ta? Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói. Tiểu muội chân dài, ngươi không cần lo lắng, hơn phân nửa là người vợ nào đó của ta đã mua lại khách sạn cho ta, chắc chắn nàng đã thu xếp tốt cho ta rồi. Đối với chuyện đấy, Hạ Thiên không lo lắng chút nào, bây giờ hắn chỉ muốn đuổi hết người ở trong khách sạn mà thôi. Được được, Hạ tiên sinh, ta sẽ đi làm ngay. Nam nhân trung niên kia lập tức gật đầu rồi nhanh chóng quay người rời đi vừa lau mồ hôi, hình như hắn bị dọa đến mức rất sợ hãi, nhưng tạm thời Hạ Thiên cũng không biết. Bé ngoan, ai mua khách sạn vậy? Hắn lập tức gửi tin nhắn cho bé ngoan. Chương 1933, bây giờ còn sớm. Lần này, bé ngoan lập tức nhắn cho Hạ Thiên, chỉ là câu trả lời đó giống như chưa nói vậy. Người mua khách sạn, đây chính là câu trả lời của bé ngoan. Hạ Thiên phiền muộn, sau đó lại nhắn lại, bé ngoan, là ngươi giúp ta mua khách sạn sao? Không phải, bé ngoan rất nhanh đã trả lời. Hạ Thiên có chút buồn bực, ai đã mua dùm chứ? Chắc chắn vợ y sẽ không giúp hắn làm chuyện như vậy, chẳng lẽ là mỹ nữ đồ đệ Triệu Thanh Thanh sao? Hắn suy nghĩ, cảm thấy điều đó có khả năng, nhưng theo lý thuyết, nếu như Triệu Thanh Thanh mua khách sạn cho hắn, nàng chắc sẽ gọi điện thoại cho hắn mới đúng. Có thể muội muội chân dài còn chưa đi chăng? Hạ Thiên lại hiện lên ý nghĩ kia, nhưng rõ ràng muội muội chân dài sẽ không vụng trộm mua khách sạn của người ta, ngược lại nàng có thể trực tiếp đánh chết ông chủ khách sạn.
hắn lại suy nghĩ, quyết định mặc kệ chuyện kia, hắn cũng không có gọi điện thoại hỏi Triệu Thanh Thanh, với hắn mà nói, mua một cái khách sạn không phải là chuyện lớn gì. Người nam nhân trung niên kia, cũng chính là ông chủ khách sạn có hành động rất nhanh, lập tức bắt đầu đuổi người, mà tất nhiên chuyện đó gây nên rất nhiều bất mãn, chỉ là Hạ Thiên lười quan tâm nhiều như vậy, hắn đã mang theo Ninh Nhụy Nhụy trở lại trên lầu lần nữa, đến nỗi Thẩm Hạo, cũng mang theo bạn gái hắn Lily rời khỏi. Có thể nói Hạ Thiên đối xử với mọi người như nhau, Thẩm Hạo cũng không thể ở lại khách sạn. Mà nửa tiếng sau đó, khách sạn thật sự chỉ còn lại hai người Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, người nam nhân trung niên kia cũng rất thức thời chủ động rời khỏi khách sạn. Nhưng, lại qua nửa tiếng, Ninh Nhụy Nhụy lại ngạc nhiên phát hiện, khách sạn lại nhiều thêm một nhóm phục vụ và bảo vệ, mà những người đó nhìn qua rõ ràng chính là cố ý tới phục vụ cho bọn hắn. Ai, cuối cùng là ai mua khách sạn này cho ngươi vậy? Ninh Nhụy Nhụy nhìn không được hỏi. Không biết, hắn thật sự không biết, trước đó phần lớn là mỹ nữ tỷ tỷ phụ trách mua đồ, có đôi khi Tiểu Kiều cũng sẽ mua, nhưng, bình thường mỹ nữ tỷ tỷ sẽ không tự do phóng khoáng như vậy, sẽ là ai chứ? Ta có suy nghĩ, có thể là vợ đại yêu tinh, trong nhà vợ đại yêu tinh rất có tiền, nàng mua đồ chắc chắn tương đối bốc đồng, nhưng vợ đại yêu tinh cũng không ở đây, cho nên, cũng có thể là Thanh Thanh. Bây giờ, Hạ Thiên ngồi trên bãi cát nhân tạo, chỉ là, bây giờ Ninh Nhụy Nhụy không có mặc đồ tắm, điều đấy khiến hắn càng ngày lại thêm thất vọng. Tiểu muội chân dài, cô không chơi trong nước sao? Vẻ mặt của hắn có chút hoảng hốt, vợ đại yêu tinh thích nhất bơi lội, ta còn có chút nhớ nàng ấy. Này, người cái tên biến thái chết tiệt, người muốn nàng ấy thì đi tìm nàng ấy, nói với ta có tác dụng không? Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói, đây là loại người gì vậy, ở trước mặt nàng lại nghĩ cái này nghĩ cái kia. Tiểu muội chân dài cô thật là ngốc. Nếu ta tìm được vợ đại yêu tinh, đã sớm đi tìm nàng ấy. Hắn lười biếng nói, nhưng nói với cô cũng vô dụng, cô không có cách nào trở thành vợ đại yêu tinh. Người từ từ suy nghĩ về vợ đại yêu tinh của ngươi đi nha, ta đi tìm đám Thạch Thuần. Nàng có chút tức giận, đứng dậy muốn rời khỏi, đáng tiếc, nàng còn chưa có đứng thẳng người, cảm thấy cơ thể nghiêng một cái, sau đó ngã vào trong ngực Hạ Thiên. Tiểu muội chân dài, cô đi tìm tiểu lừa gạt Thuần Thuần làm gì? Rõ ràng hắn không muốn cho nàng rời khỏi, bây giờ nàng ấy đang đi lừa người ta đó. Làm sao ngươi biết nàng ấy đang lừa người ta? Ninh Nhụy Nhụy hơi kinh ngạc. Tiểu muội chân dài, ta đã nói cô rất ngốc, chúng ta là người thu tiên, chỉ cần chúng ta nguyện ý, chúng ta có thể biết động tĩnh của cả hòn đảo. Hạ Thiên lười biếng nói. Ngươi mới kém thông minh. Ninh Nhụy Nhụy tức giận, bây giờ ta không lợi hại như ngươi. Tiểu muội chân dài, thật ra cô có thể trở nên lợi hại hơn một chút. Hạ Thiên cười hì hì, chỉ cần cô trở thành vợ nhỏ số một chân chính của ta, cô sẽ lập tức sẽ trở nên càng thêm xinh đẹp và lợi hại hơn. Người vẫn dùng loại phương thức đó đi lừa những người vợ kia của ngươi sao? Nàng tức giận nói. Đương nhiên không phải, các nàng thích ta, là vì ta là người đẹp trai nhất thế giới. Hạ Thiên nói rất chân thành. Ninh Nhụy Nhụy lại nhìn không được liếc mắt, loại chuyện hoang đường đấy, có quỷ mới tin. Này, Lily gửi tin nhắn cho ta. Hỏi buổi tối chúng ta có thời gian đi ăn cơm với bọn họ không? Nàng nhìn điện thoại, sau đó nói với hắn. Tiểu muội chân dài, thật ra ta không thích ăn cơm chút nào. Hạ Thiên nghiêm túc nói, chúng ta có thể ăn cái khác, ví dụ như ta sẽ ăn sạch cô, hoặc cô sẽ ăn sạch ta. Tên lưu manh ngươi nghĩ hay lắm. Ninh Nhụy Nhụy dùng sức giãy giụa, muốn tránh khỏi cái ôm của hắn, ngươi không muốn đi thì thôi, ta sẽ đi ăn cơm với bọn hắn. Vốn Ninh Nhụy Nhụy không có bao nhiêu hứng thú đi ăn cơm với hai người Thẩm Hạo, chỉ là nàng cảm thấy luôn ở chung với Hạ Thiên trong khách sạn quá nguy hiểm, vẫn nên ra ngoài thì tốt hơn. Chỉ là, nàng không có tránh thoát cái ôm của Hạ Thiên, bây giờ, hắn đang ôm nàng rất chặt, không nỡ buông nàng ra. Mặc dù Hạ Thiên thường xuyên ghét bỏ dáng người của Ninh Nhụy Nhụy không tốt, nhưng trên thực tế, bất kể là vòng eo thon gọn mềm dẻo của nàng, hay đôi chân dài nghịch thiên, đều làm hắn yêu thích không buông tay. Tiểu muội chân dài, bây giờ còn sớm, tối nay chúng ta mới đi ăn cơm. Hạ Thiên lười biếng nói. Đúng là bây giờ còn sớm, vừa tới 6 giờ tối, tất nhiên ăn cơm chiều ở khoảng thời gian này là không có vấn đề, nhưng đợi thêm 2 tiếng rồi ăn cơm, cũng không có vấn đề. Cái tay kia của ngươi chớ lộn xộn. Ninh Nhụy Nhụy cắn răng, cái tên sắc lang chết tiệt đó, không thể đứng đắn dù chỉ là một lúc thôi sao. Tiểu muội chân dài, cô thật sự rất đần. Lúc nào thì tay của ta chạm bậy chứ? Hạ Thiên có chút buồn bực, ta đã nói với cô, ta không phải là chạm bậy, ta là cố ý chạm như thế.
Nàng không phản bác được, hình như cái tên lưu manh chết tiệt này đã nói như vậy. Này, tóm lại bây giờ ta muốn đi ăn cơm. Ninh Nhụy Nhụy nhõng nhẽo hừ một tiếng, ta đói. Tiểu muội chân dài cô thật sự có đói à? Hình như hắn không quá tin tưởng, nhưng, một giây sau hắn đã ôm nàng nhảy lên từ trên bãi cát, tốt thôi, vậy chúng ta đi ăn cơm, cô phải ăn nhiều mới có thể làm cho dáng người thay đổi, chờ dáng người cô thay đổi tốt hơn, cô sẽ trở nên càng thêm thông minh. Đối với suy nghĩ lộn xộn của Hạ Thiên, Ninh Nhụy Nhụy đã lười nhác phản bác, tóm lại tên háo sắc này nguyện ý đi ăn cơm là được. Rất nhanh hai người đã ra khỏi phòng, trên quốc lộ, có bảo vệ và phục vụ chờ ở đó bộ dáng tùy lúc đều chuẩn bị phục vụ, nhưng bọn hắn đều không nói chuyện, chỉ là khom lưng hành lễ, tỏ ra hết sức cung kính. Khi hai người tới cửa thang máy, phát hiện thang máy cũng có bảo vệ và phục vụ, bọn hắn chủ động nhấn nút thang máy cho hai người, loại phục vụ nọ làm cho Ninh Nhụy Nhụy có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, mặc dù nàng cũng xuất thân từ hào môn, nhưng thật sự rất ít gặp phải loại tình huống như vậy. Không ít nhà hàng phục vụ rất tốt, nhưng tình huống toàn bộ khách sạn chỉ phục vụ cho hai người bọn hắn, thật sự là lần đầu tiên nàng gặp phải. Cũng may nàng vốn có kiến thức rộng rãi, những ngày qua càng là tăng thêm không ít kiến thức, mặc dù đối mặt loại tình huống như thế thì có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã có thể thích ứng. Chương 1934, cái này là để cho cô đấy. Hai người rất nhanh đã ra ngoài khách sạn, sau đó đi tới một nhà hàng cách đó mấy trăm mét. Tất nhiên là nơi Thẩm Hạo và Lily đã đặt trước, mà bây giờ bọn hắn đang chờ ở nhà hàng. Đây là một nhà hàng Tây, không có phòng, nhưng đều là ghế dài độc lập. Nhìn thấy Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy tới, Thẩm Hạo và Lily nhanh chóng đứng dậy chào đón. Hạ Thần Y, Ninh Tiểu Thư. Bây giờ, Thẩm Hạo càng tỏ vẻ khách khí, bởi vì cuối cùng hắn đã ý thức được một việc. Người kia không chỉ có y thuật thần kỳ, thân phận của hắn cũng vượt qua tưởng tượng của hắn. Thẩm Tiên Sinh. Lily tiểu thư, các ngươi không cần quá khách khí. Ninh Nhụy Nhụy ngồi xuống, mở miệng nói. Ninh tiểu thư, ta đây không phải là khách khí, chỉ là sự tôn kính phát ra từ nội tâm. Thẩm Hạo cười ngượng ngùng, không nói dối với cô, mặc dù lúc trước ta có biết Ninh tiểu thư, nhưng đối với chuyện của Ninh tiểu thư, không biết quá nhiều, chủ yếu vẫn vì mấy ngày trước thông qua tin tức mới biết ngươi, còn có Hạ Thần Y, trước đó cũng chưa từng nghe nói qua. Ồ, đó là do ngươi có kiến thức nông cạn. Hạ Thiên lười biếng nói. Đúng vậy, Hạ Thần Y anh nói đúng, ta thật là có kiến thức quá hạn hẹp. Thẩm Hạo gật đầu một cái, ta vừa mới hỏi thăm về chuyện quá khứ của Ninh Tiểu Thư, phát hiện Ninh Tiểu Thư thật không hổ là người được xưng là thần thoại, mà ta còn thử đi nghe ngóng chuyện của Hạ Thần Y, sau đó, xảy ra một việc rất thần kỳ. Chuyện gì, Ninh Nhụy Nhụy có chút hiếu kỳ. Ninh Tiểu Thư, trước mặt cô và Hạ Thần Y, thật ra ta không giấu giếm cái gì. Nhà họ Thẩm chúng ta coi như là đại gia tộc, trong những người Hoa ở nước ngoài, chúng ta cũng coi như là hào môn, sau đó bên trong cái hào môn đó, cuối cùng là có chút tranh chấp. Thẩm Hạo thở dài, mặc dù ở trên mặt nổi, ta là người thừa kế thứ nhất của nhà họ Thẩm, nhưng thật ra, rất nhiều người đều biết, ta sống ở nhà họ Thẩm cũng không tốt lắm, mà căn bản nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu nữa, cha ta sẽ giao gia tộc cho em trai ta Thẩm Hàn xử lý. Mà ta, đoán chừng chỉ có thể có mấy công ty không có giá trị gì. Hít một hơi thật sâu, Thẩm Hạo tiếp tục nói, có thể nghĩ không đến, ngay lúc ta định nghe ngóng bối cảnh Hạ Thần Y, cha ta gọi điện thoại cho ta, hắn hỏi ta có biết Hạ Thần Y hay không, mà sau khi hắn biết được ta biết Hạ Thần Y, không có bất cứ do dự nào ra quyết định, từ giờ trở đi, toàn bộ nhà họ Thẩm, đều giao cho ta phụ trách. Ồ, đối với chuyện đấy Ninh Nhụy Nhụy cũng không có cảm thấy quá ngạc nhiên. Nếu như cha Thẩm Hạo biết thân phận thật của Hạ Thiên, làm như vậy thì thật là bình thường, giống như ông nội của nàng luôn hận không thể nàng làm người thứ ba của tên đó. Tóm lại, Hạ Thần Y, ta biết lời cảm ơn của ta với anh không có giá trị gì, nhưng ta thật sự rất biết ơn anh. Thẩm Hạo bưng chén rượu lên trước mặt mình, Hạ Thần Y, ta mời anh một ly, ta uống, anh không cần uống. Nói xong lời đấy, hắn đã đưa chén rượu đến bên miệng, còn Hạ Thiên thì tiện tay đập đũa vào trên chén rượu. Dầm, cái chén bể. Rượu đỏ văng ra khắp nơi trên người Thẩm Hạo, hắn mơ màng, đây là thế nào? Làm gì vậy? Ninh Nhụy Nhụy nhìn Hạ Thiên, chẳng lẽ trong chén rượu kia có vấn đề? Ừ, cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ là có ít chất độc ở bên trong. Hạ Thiên lười biếng nói. Hả, Lily ở bên cạnh kinh hô. Chuyện đó, lại có người muốn ám sát ta. Sắc mặt của Thẩm Hạo biến đổi, tuy nhiên, nói tóm lại. Bây giờ hắn coi như đã bình tĩnh. Dù sao,
Hôm nay hắn không phải lần thứ nhất gặp phải ám sát, đã chuẩn bị tâm lý. Ngươi cũng quá dễ bị người ám sát, Hạ Thiên lười biếng nói. Sắc mặt của Thẩm Hạo có chút âm trầm, hắn biết Hạ Thiên nói không sai, hắn thật sự quá không cẩn thận, nói theo một ý nào đó, loại không cẩn thận, cũng là một loại vô năng. Mà hắn, thật ra không muốn cho Hạ Thiên thấy hắn vô dụng, nhưng, chỉ sợ bây giờ hắn không có cách nào thay đổi ấn tượng kia. Thẩm tiên sinh, nếu như ngươi cần phải đi xử lý chuyện riêng, ngươi có thể rời đi bây giờ. Lúc này, Ninh Nhụy Nhụy mở miệng nói ra, ta nghĩ bây giờ ngươi đang đứng ở thời kỳ mấu chốt. Hạ thần y, Ninh tiểu thư, ta đi gọi điện thoại trước, hai vị xem menu trước đi. Thẩm Hạo đứng lên, hắn đi rất nhanh ra ngoài nhà hàng Tây, sau đó lấy ra điện thoại, gọi điện thoại. Thế nào, bên kia rất nhanh chóng nhận điện thoại. Ta đang đi ăn cơm với Hạ thần y ở nhà hàng, ngay vừa rồi, Hạ thần y lại cứu ta một mạng, vì có người âm mưu hạ độc trong rượu của ta. Giọng nói của Thẩm Hạo rất bình tĩnh, hiện tại ta có thể đi về xử lý chuyện kia, nhưng ta nghĩ, ta càng nên ở lại nơi đây với Hạ thần y, ta nói không sai chứ. Không sai, cứ duy trì liên hệ thích hợp với vị Hạ thần y đó mới là quan trọng nhất. Giọng bên đầu điện thoại kia trầm thấp, chuyện có người ám sát ngươi, ta sẽ xử lý. Cha, thật ra ta rất rõ là ai muốn giết ta, ta nghĩ ngươi vô cùng rõ ràng, cho nên, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt. Thẩm Hạo nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó, hắn xoay người đi vào phòng ăn. Bên cạnh bàn ăn, Hạ Thiên đang gọi món ăn. Món này, món kia, còn có món đó, ừ, còn có hai món đấy, mỗi món đều hai phần. Hạ Thiên một hơi chọn 5 phần bò bít tết, hơn nữa mỗi món đều là 2 phần. Ngươi là heo sao, ăn nhiều như vậy, Ninh Nhụy Nhụy nhìn không được chửi bậy. Tiểu muội chân dài, cô làm gì phải tự mắng mình chứ? Đây đều là cho cô đó. Hạ Thiên cười hì hì, cô phải ăn nhiều mới có thể làm cho dáng người cô thay đổi. Này, ta không có ăn nhiều như vậy, Ninh Nhụy Nhụy có chút tức giận, cái tên lưu manh chết tiệt coi nàng như heo sao. Tiểu muội chân dài. Không nên kén ăn, hai từ kén ăn thì không thông minh, cô chính là vì kén ăn mới trở nên ngu ngốc. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Vị tiên sinh này, anh thật sự muốn gọi nhiều như vậy sao? Người phục vụ đứng ở bên cạnh bây giờ mới nhịn không được hỏi. Hình như thiếu một chút, mấy món ta vừa chọn, mỗi món đều mang ra 3 phần. Hạ Thiên suy nghĩ lại nói. À, dạ, được, cuối cùng phục vụ không nói gì nữa, mà Ninh Nhụy Nhụy có chút câm nín. Cái tên háo sắc tiệt kia có phải cảm thấy nàng ăn nhiều một chút là có thể làm ngực lớn hơn không? Đợi lát nữa một mình ngươi ăn hết đi. Ninh Nhụy Nhụy hừ một tiếng, nàng không muốn nói nhiều như vậy đâu, mặc dù bây giờ lượng cơm nàng ăn cũng rất lớn, thật sự muốn ăn cũng ăn không hết. Tiểu muội chân dài, ta sẽ đút cho cô ăn. Hạ Thiên cười hì hì. Ninh Nhụy Nhụy lập tức có chút buồn bực, ý cái tên biến thái chết tiệt kia không phải là nếu như nàng không ăn, hắn sẽ ép nàng ăn. Khoan hãy nói, nàng thực sự tin rằng tên bệnh thần kinh Hạ Thiên có thể làm ra loại chuyện đó. Lily, cô là người nước ngoài sao? Ninh Nhụy Nhụy quyết định không để quan tâm hắn nữa, bắt đầu nói chuyện phiếm với Lily. Chương 1935, tối nay ta sẽ đi tìm nàng ta để đòi lại. Tiếng Trung của Lily thực sự không tốt, mà tiếng Anh của Ninh Nhụy Nhụy rất tốt, không phải sao, hai người trò chuyện một chút đã đổi thành tán gẫu bằng tiếng Anh, thế là đến phiên Hạ Thiên nghe không hiểu. Cũng may đối với nội dung khắp trời đất của cuộc nói chuyện của hai nàng, hắn vốn không có hứng thú gì, cũng lười đi quản họ, nhưng, hắn nhàm chán nên tìm một chút chuyện để làm, không phải sao, hắn tiện tay ôm cái eo nhỏ mịn màng của Ninh Nhụy Nhụy, trở nên không thành thật. Gương mặt xinh đẹp của nàng ửng đỏ, quay đầu hung ác trợn mắt nhìn Hạ Thiên, kết quả lại phát hiện, thế mà hắn lại không nhìn nàng, bây giờ ánh mắt của gia hỏa kia có chút lơ đãng, trôi dạt đến trên người một mỹ nữ khác. Đại mỹ nữ đấy chính là Thạch Thuần, nàng mới vừa đi vào với Tôn Vân, hình như cũng tới ăn cơm, đến nỗi nàng cố ý tới đây hay trùng hợp, chuyện đó hắn cũng không biết. Nhìn ánh mắt của Hạ Thiên, Ninh Nhụy Nhụy có hơi tức giận, cái tên lưu manh chết tiệt, trước đó vẫn cho rằng Thạch Thuần là tên lừa đảo, nói dáng người Thạch Thuần không tốt, nhưng bây giờ, sau khi hắn phát hiện dáng người nàng ấy thật sự rất tốt, lập tức thay đổi, không phải sao, nhìn hắn bây giờ như vậy, quả thực là hận không thể biến Thạch Thuần thành bữa tối. Thạch Thuần tìm một chỗ ngồi xuống, mà sau khi ngồi xuống, nàng quét mắt nhìn bốn phía, sau đó đã thấy Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy. Anh rể, nhưng Thạch Thuần không có trốn, lập tức chạy tới, a, anh rể, vị soái ca kia là ai vậy? Người Thạch Thuần hỏi tất nhiên là Thẩm Hạo,
bây giờ Thẩm Hạo lại có chút ngẩn người, dung mạo gợi cảm của nàng làm hắn nhìn có chút ngây người. Ai, soái ca, ta là vợ nhỏ tương lai của anh rể, ngươi cũng đừng đánh chủ ý lên ta. Thạch Thuần vừa nói vừa ngồi xuống trên đùi Hạ Thiên. A, ngại quá, Thẩm Hạo lập tức tỉnh táo lại, siêu cấp đại mỹ nữ đó, thì ra cũng thuộc về người kia. Này, ngươi cũng không cần ngại, ta chính là người ai thấy cũng thích như vậy. Thạch Thuần cười hì hì, đúng rồi, soái ca, ngươi có bạn gái rồi sao? À, vị tiểu thư này, ta đã có bạn gái. Thẩm Hạo phản ứng lại. Đây chính là bạn gái của ngươi sao? Ồ, vẫn là mỹ nữ tóc vàng, dáng người cũng không tệ. Ừ, ngươi muốn chia tay với nàng ấy sao? Thạch Thuần lại hỏi. Chuyện này, Thẩm Hạo có chút lúng túng. À, ta tên là Thạch Thuần, Thạch là đá, Thuần trong rất đơn thuần, anh rể đều gọi ta là Thuần Thuần, ngươi có thể gọi ta Thạch Đại Tiểu Thư. Thạch Thuần cười hì hì nói. Thạch Đại Tiểu Thư, ngại quá, đây là bạn gái của ta, tên là Lily, nếu thuận lợi, ta sẽ cưới nàng ấy. Mặc dù Thẩm Hạo không biết cuối cùng Thạch Thuần muốn làm gì, nhưng vẫn bày tỏ một chút trung thành trước mặt bạn gái. Bộ dạng đó, Thạch Thuần bĩu môi, sau đó xoay người nhìn Hạ Thiên, anh rể, ta đáp ứng giúp Tôn Vân tìm Phú Nhị Đại làm bạn trai, người có đối tượng thích hợp để giới thiệu không? Người bảo Thẩm Hạo giúp người giới thiệu, hắn chắc chắn quen biết không ít Phú Nhị Đại. Hạ Thiên thuận miệng nói. Thạch Đại Tiểu Thư, đúng là ta quen biết không ít bạn Phú Nhị Đại, bản thân ta cũng coi là một Phú Nhị Đại, cho nên, nếu như cô cần ta giúp tìm mấy Phú Nhị Đại thích hợp, vẫn không khó. Thẩm Hạo vội vàng nói. Ồ, ngươi nhìn người kia chính là bạn cùng phòng của ta, tên là Tôn Vân, dáng dấp không tính là đặc biệt xinh đẹp, nhưng cũng là mỹ nữ rồi, hơn nữa nàng vẫn rất đàng hoàng, mấu chốt nhất là, nàng là bạn của đại mỹ nữ Thuần Thuần ta, ngươi giúp nàng giới thiệu bạn trai Phú Nhị Đại đáng tin cậy đi. Thạch Thuần nhìn Thẩm Hạo, lấy tay chỉ vào Tôn Vân cách đó không xa. Thẩm Hạo nhìn Tôn Vân một chút, phát hiện nàng không nói lung tung, dáng dấp Tôn Vân kia đúng là cũng không tệ lắm, nhưng, thời đại này muốn tìm một Phú Nhị Đại đáng tin cậy, thật ra không phải là chuyện đặc biệt dễ dàng. Thạch Đại Tiểu Thư, chuyện kia không có vấn đề, chuyện đó ta sẽ để ý tới. Thẩm Hạo vẫn một lời đồng ý như cũ, Thạch Thuần gọi Hạ Thiên là anh rể, hơn nữa còn tự xưng là vợ nhỏ tương lai của hắn, cũng biểu hiện thân mật với người đấy, rõ ràng có quan hệ không tầm thường với Hạ Thiên, tất nhiên Thẩm Hạo muốn nhận nhiệm vụ đó. À, quá được, tối nay ta bảo Tôn Vân tới tìm ngươi, ta đi qua kia trước. Thạch Thuần nói xong, lập tức rời khỏi người Hạ Thiên, chỉ là trước khi rời khỏi, lại nhanh chóng sờ soạng một cái trên người Ninh Nhụy Nhụy. Thạch Thuần ngươi lại làm gì vậy? Ninh Nhụy Nhụy tức điên lên, nữ lưu manh thật sự là quá đáng. Nhụy Nhụy tỷ, anh rể vừa mới chiếm tiện nghi của ta, ta đương nhiên muốn chiếm tiện nghi của ngươi, nếu không thì ta quá thua thiệt rồi. Thạch Thuần cười hì hì nói một câu, lại nhanh chóng chạy mất. Ninh Nhụy Nhụy chán nản, nhà đầu Thuần Thuần đó, quả thật rất hợp với Hạ Thiên. Tiểu muội chân dài, không sao, tối nay ta lại đi tìm Thuần Thuần lấy lại chút chỗ tốt. Hạ Thiên an ủi Ninh Nhụy Nhụy. Nàng âm thầm cắn răng, cái tên biến thái đó ước nàng bị Thạch Thuần chiếm tiện nghi nhiều hơn sao. Thẩm Hạo và Lily ở một có chút mơ màng, bọn hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống, cũng chỉ có thể dứt khoát không nói câu nào. Cũng may hiện tại phục vụ tới. Chào anh, vị này, bò bít tết anh chọn chúng ta đã làm xong, xin hỏi là muốn đưa lên toàn bộ sao? Phục vụ nhìn Hạ Thiên, rất khách khí hỏi thăm, nếu như cần mang lên toàn bộ, chúng ta đề nghị anh đổi chỗ, bởi vì cái bàn này quá nhỏ, không đặt được nhiều phần như vậy. Không cần, các ngươi cùng đưa hết tới là được. Hạ Thiên thuận miệng nói. Cái đó, vâng ạ. Phục vụ hơi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn không nói cái gì. Mấy phút sau, phục vụ đẩy xe tới, bắt đầu đem một phần bò bít tết phần chuyển lên trên bàn cơm, đặt xuống một phần trước mặt Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, mà lúc phục vụ bắt đầu chuẩn bị đặt xuống, hắn đã có hành động. Hắn một tay cầm dao một tay cầm nĩa, cái nĩa trên mâm vừa gõ, trong khay bò bít tết đã trực tiếp bay lên, mà dao bắt đầu bay múa, sau đó, bò bít tết được cắt thành từng khối, rơi vào trong mâm trước mặt Ninh Nhụy Nhụy. Phục vụ nhìn trợn mắt hốc mồm, mà sau đó hắn lại thao tác như vậy, cuối cùng, mười mấy phần bò bít tết, đều bị cắt thành khối chồng chất trong mâm trước mặt Ninh Nhụy Nhụy, càng thần kỳ là, còn hợp thành một hình. A, à, là một người. Trên người người này, còn có hai chữ, Hạ Thiên. Tiểu muội chân dài, cô nhìn ta có đẹp trai không? Hạ Thiên cười hì hì với Ninh Nhụy Nhụy, nhanh ăn đi.
ngươi có thể thay thành hình khác đẹp hơn chút hay không? Ninh Nhụy Nhụy cũng không sợ đả kích hắn một cái, nhìn tên của ngươi, ta ăn không vô. Chương 1936, biến thành người câm. Tiểu muội chân dài, ta đã nói cô kén ăn quá. Hạ Thiên trông như quả là thế, nào, để ta đút cô ăn. Hạ Thiên nói đút là đút, vừa nói xong, hắn xiên một miếng bít tết đưa đến miệng Ninh Nhụy Nhụy. Này, ngươi lợi hại như vậy, có bản lĩnh thì làm miếng bít tết y như ta đi. Ninh Nhụy Nhụy không ăn mà nói với giọng điệu tức giận. Ồ, chuyện đấy thì đơn giản. Hắn cười hì hì, sau đó đập nĩa lên dĩa của mình, miếng bít tết bay lên rồi rơi thành từng mảnh tạo thành một tiểu mỹ nhân trước mặt. Cha, tiểu mỹ nhân với đôi chân siêu dài trông rất giống nàng. Sau đó, Hạ Thiên ăn hết miếng bít tết trên đĩa trong một hơi, cả quá trình không đến một phút, cuối cùng, hắn trông rất hài lòng, tiểu muội chân dài, cô ăn khá ngon đấy. Ninh Nhụy Nhụy tức giận, sau đó đâm một cái nĩa vào ngực Hạ Thiên, tất nhiên là với miếng bít tết được bày theo hình dạng hắn. Nàng vô cùng tức giận với hắn, đã xem miếng bít tết trông giống hắn này như một vật để trút giận, đâm xuyên ngực và đầu hắn, sau đó ăn vào bụng. Mà cuối cùng khi quét sạch Hạ Thiên, tâm trạng của nàng có vẻ tốt hơn một chút, nhưng Thẩm Hạo và Lily ở bên cạnh lại sững sờ, Ninh đại tiểu thư đó thật sự không phải là một người có sức ăn bình thường. Tiểu muội chân dài, cô muốn ăn thêm không? Ta cảm thấy nếu cô ăn nhiều hơn, cô có thể nhanh chóng làm cho vóc dáng của mình đẹp hơn. Hạ Thiên rất hài lòng với biểu hiện của Ninh Nhụy Nhụy. Này, ăn nhiều hơn bồi bổ cho não của ngươi đi. Nàng tức giận nói. Tiểu muội chân dài, ta vốn đã rất thông minh rồi nên không cần bổ não gì nữa. Hắn cười hì hì, nhưng cô vừa ăn nhiều như vậy, hay chúng ta đi tập thể dục một chút đi. Không đi, Ninh Nhụy Nhụy khẽ hừ một tiếng. Nàng nhìn Thẩm Hạo và Lily ở đối diện, lại nói, chà, anh Thẩm, Lily, hai người cũng ăn đi, đừng sợ chúng ta. À, không sao, không sao đâu. Thẩm Hạo lấy lại tinh thần, đúng rồi, Hạ Thần Y, ta thực sự có chút tò mò, anh sống ở đâu? Nếu sau này ta muốn đến thăm anh, ta nên tìm anh ở đâu? Vợ ta ở đâu, ta ở đó. Hạ Thiên uể oải nói, ngươi có thể tìm tiểu muội chân dài, sau đó là có thể tìm thấy ta. Ôi, được được, Hạ Thần Y, ta hiểu ý anh rồi. Thẩm Hạo vội vàng gật đầu, thật ra hắn vốn dĩ hy vọng Hạ Thiên cho mình số điện thoại liên lạc, nhưng hình như người ta không có ý đó. Nhưng có thể gián tiếp thông qua Ninh Nhụy Nhụy liên lạc với Hạ Thiên cũng không tệ đối với Thẩm Hạo. Này, ta không muốn làm người truyền tin của ngươi. Ngươi tự mình cho hắn số điện thoại không phải là được rồi sao? Ninh Nhụy Nhụy hừ một tiếng, vợ của hắn nhiều như vậy, quỷ mới biết lúc đó hắn sẽ ở bên cô vợ nào. Nàng nghĩ xong, lại nói, Thẩm tiên sinh, ta sẽ cho ngươi số điện thoại của hắn, ngươi trực tiếp tìm hắn là được. Hạ Thần Y, anh xem như vậy, Thẩm Hạo nhìn Hạ Thiên, rõ ràng là đang hỏi ý kiến của người nọ. Được thôi, nhưng không có gì quan trọng thì đừng gọi cho ta. Hắn không quan tâm đến chuyện đấy. Được, được thôi, Hạ Thần Y, không phải vấn đề đặc biệt quan trọng, ta chắc chắn sẽ không làm phiền anh. Thẩm Hạo vui mừng khôn xiết, cũng cảm thấy có chút cảm kích Ninh Nhụy Nhụy, may mà có Ninh đại tiểu thư này. Thẩm Hạo đương nhiên không biết, nàng chỉ muốn bản thân bớt gặp phiền phức mà thôi. Soái ca, các ngươi vẫn chưa ăn xong à? Hiện tại, Thạch Thuần lại chạy lại, chủ động ngồi lên đùi Hạ Thiên, ta nghe nói ở đây buổi tối sẽ có vài bữa tiệc. Hay người đưa chúng ta đi chơi đi. Nhân tiện giới thiệu một người bạn trai cho Tôn Vân. Đúng, thực sự là có vài bữa tiệc. Thẩm Hạo gật đầu, thật ra vừa rồi hắn nhận được rất nhiều lời mời. Hiển nhiên, tin tức hắn trở thành người quản lý nhà họ Thẩm đã lan truyền, số người chủ động liên lạc với hắn tăng đột biến. Ta nghe nói, có một bữa tiệc mà những người tham gia đều là người giàu có, còn có rất nhiều ngôi sao người mẫu trẻ, hay chúng ta đến đó tham gia đi. Thạch Thuần rõ ràng đã nhận được vài tin tức, mà nha đầu đó rất ham chơi, một bữa tiệc rõ ràng không nghiêm túc như thế, nàng thế mà cũng muốn đến. Thạch đại tiểu thư, đúng là có bữa tiệc như vậy, nhưng bữa tiệc này, Thẩm Hạo do dự một chút, quyết định nói ra sự thật, nơi đó khá lộn xộn, không có mấy phú nhị đại thực sự đáng tin cậy như nơi đây, hơn nữa người xinh đẹp như Thạch đại tiểu thư, đi qua chắc chắn sẽ bị quấy rối, chuyện đấy có vẻ không ổn cho lắm. Thẩm Hạo vừa nói vừa nhìn Hạ Thiên, hắn cảm thấy người này cũng không muốn Thạch Thuần bị quấy rối. Nghe có vẻ vui đấy, ta muốn đi chơi. Ngược lại, Thạch Thuần trở nên càng thích thú hơn. Không đợi Thẩm Hạo nói chuyện, Thạch Thuần đã quay lại ôm cánh tay Hạ Thiên, anh rể,
chúng ta đi chơi đi, bữa tiệc thác loạn như thế nhất định sẽ rất vui, ngươi có thể dẫn Nhụy Nhụy tỷ đi cùng, có lẽ có người sẽ nhân cơ hội cho nàng ấy uống thuốc, ngươi có thể nhân cơ hội biến Nhụy Nhụy tỷ thành vợ thật của mình. Nói đến đây, Thạch Thuần lại ghé vào tai Hạ Thiên thì thầm, thật ra, anh rể, ngươi có thể bí mật hạ thuốc nàng ấy, nói là do người khác hạ, đến lúc đó ngươi muốn làm gì thì làm với Nhụy Nhụy tỷ rồi. Thạch Thuần, ngươi đang ra ý tưởng ngu ngốc gì vậy? Ninh Nhụy Nhụy tức điên rồi, nhà đầu đáng chết kia, nghĩ nàng không thể nghe thấy nàng ấy nói giọng nhỏ sao? Nhụy Nhụy tỷ, ta đang bảo ngươi đề phòng với anh rể. Biểu cảm của Thạch Thuần vô cùng vô tội, anh rể thực sự có thể làm như vậy, sau đó nếu anh rể không thừa nhận việc đấy, ngươi cũng không thể làm gì được. Tiểu muội chân dài, ngươi đừng lo, ta đẹp trai như vậy, cô lại thích ta thế kia, ta làm sao có thể cho cô uống thuốc được? Hạ Thiên lại bắt đầu an ủi Ninh Nhụy Nhụy, hay ta cho tiểu lừa gạt Thuần Thuần này uống thuốc nhé. Biến nàng ấy thành người câm để nàng ấy không nói lung tung nữa. Anh rể, ngươi nhìn, ta đáng yêu như vậy, ngươi sao nỡ lòng biến ta thành người câm chứ? Thạch Thuần lập tức làm nũng, với cách làm nũng lố như vậy, Ninh Nhụy Nhụy cũng có chút đỏ mặt, nhà đầu đáng chết đó, dụ dỗ anh rể thật là chịu dốc hết vốn liếng. Thẩm Hạo và Lily bên cạnh tiếp tục rối bời. Họ vẫn chưa hình dung ra mối quan hệ tay ba giữa Hạ Thiên, Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần, mà họ cũng không dám hỏi. Được thôi, nhìn ngươi ngoan như vậy, ta sẽ không biến ngươi thành đồ câm nữa. Quả nhiên Hạ Thiên đã bị dụ dỗ ngay lập tức. Anh rể, vậy bây giờ chúng ta đi dự tiệc đó được không? Thạch Thuần rèn sắt khi còn nóng. Được, Hạ Thiên cứ như vậy đồng ý. Thế là, cứ như vậy, 10 phút sau, một nhóm người đi đến bữa tiệc. Chương 1937, An Lộ. Bữa tiệc nọ kỳ thật diễn ra trên bãi biển, nói một cách chính xác, một phần nằm ở bờ biển, phần còn là ở trong biển, nhưng bữa tiệc như vậy không phải hình thức, mở, thực ra vùng biển này nửa kín nửa hở, chỉ có thể vào bằng một cánh cổng, về lý thuyết thì có thể vào từ biển, tuy nhiên, thực ra trên biển có vài loại lưới chặn. Mặc dù bữa tiệc chỉ mới bắt đầu nhưng đã khiến người ta cảm thấy khá hỗn loạn, chỉ cần nhìn trang phục của những mỹ nữ đó. Mặc nhiều chỉ để lộ tay và chân như Ninh Nhụy Nhụy Thạch Thuần thì hầu như không có. Những người mặc bikini bảo thủ đã được tính là mặc nhiều nhất rồi. Vài nữ nhân dường như còn không mặc chúng, chỉ dán thứ gì đấy lên những bộ phận quan trọng của cơ thể. Nơi đây quá hỗn loạn. Thạch Thuần ở đó thốt lên, nàng nắm lấy cánh tay Hạ Thiên như một con chim non. Không phải ngươi muốn đến sao? Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói, thật ra nàng không muốn tới, vấn đề là nàng bị Hạ Thiên cưỡng ép ôm chầm đến. Nhụy Nhụy tỷ, dù sao chúng ta cũng là đại tiểu thư hào môn, không phải nên đến mở mang kiến thức một chút sao? Thạch Thuần cười hì hì, dù sao cũng có anh rể ở đây bảo vệ chúng ta không cần phải lo lắng sẽ chịu thiệt thòi. Tất nhiên ngươi không lo lắng, Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn Thuần Thuần, nàng lo lắng nhất là Hạ Thiên. Wow, nhìn họ đi xuống nước kìa, có vẻ như họ sắp làm chuyện gì đó không thể diễn tả được. Thạch Thuần lại hét lên, dưới nước quả thật có mấy nam nữ. Dưới nước cũng có nhiều cánh hoa trôi nổi, nếu có nam nữ làm hành động gì dưới nước, khẳng định là không thấy được. Thạch đại tiểu thư, bữa tiệc kiểu này là như vậy, muốn làm gì thì phải đi xuống nước, ai cũng biết họ đang làm gì, nhưng không thể nhìn thấy, nói thế nào nhỉ, cách làm nửa công khai kia khiến nhiều người cảm thấy rất thú vị. Thẩm Hạo hiển nhiên vẫn có chút hiểu chuyện ấy. Thẩm đại thiếu, ngươi đến rồi. Thẩm đại thiếu, đến đây chơi cùng đi. Mọi người lần lượt đi tới chào hỏi Thẩm Hạo. Những người đấy còn không nhìn được liếc nhìn Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần, tuy nhiên có lẽ bởi vì hai người họ mặc nhiều quần áo nên vẫn chưa có ai tới quấy rầy họ. Thạch Thuần, hay chúng ta quay về đi. Hiện tại, Tôn Vân thì thào nói, không hề nghi ngờ, nàng hoàn toàn không thích ứng được loại tình huống này. Đừng, Tôn Vân, đi chơi với Thẩm Soái ca đi, bảo hắn giới thiệu bạn trai cho ngươi. Thạch Thuần nói nhanh, ta chơi với anh rể và Nhụy Nhụy tỷ là được rồi. Tôn Tiểu Thư. Hay trước tiên ta đưa ngươi đến gặp mọi người trước nhé. Thẩm Hạo đã tiếp nhận nhiệm vụ đó, tất nhiên hắn vẫn phải hành động, mà mặc dù hắn cảm thấy ở đây không có mấy phú nhị đại thực sự đáng tin cậy, nhưng để Tôn Vân tiếp xúc với vòng tròn này trước cũng không phải chuyện xấu. Vậy, được, được thôi. Mặc dù Tôn Vân có chút lo lắng nhưng nàng vẫn quyết định nghe lời Thạch Thuần. Cứ như vậy, 6 người chia thành 2 nhóm, Hạ Thiên và Thẩm Hạo mỗi bên đều đang kéo 2 người. Nhưng rõ ràng Thẩm Hạo không thể so với Hạ Thiên, giờ Hạ Thiên trái ôm phải ấp, trông quá khiến người ta ghen tị. Này, tên biến thái, hay ngươi và Thạch Thuần ở đây chơi đi, để ta về khách sạn.
Ninh Nhụy Nhụy thực sự không thích nơi đây, đặc biệt thính giác của nàng rất tốt, có thể nghe thấy đủ loại âm thanh linh ta linh tinh. Không ngờ Ninh đại tiểu thư của chúng ta cũng chơi được như thế. Lúc này, một giọng nói âm dương quái khí vang lên, rõ ràng là Ninh Nhụy Nhụy lại bị nhận ra. Ninh Nhụy Nhụy quay đầu nhìn, đã nhìn thấy một nữ nhân đi tới chỗ nàng, thật ra nữ nhân đó đã không còn trẻ, chừng 30 tuổi, dáng người thật ra không có kiểu gì, không nói chỉnh thể, một phần cũng không sánh nổi nàng, tương đối bình thường. Nhưng, thế mà nữ nhân đó lại ôm một nữ nhân khác trong ngực, nữ nhân bị ôm kia, ngược lại hơn 10 phần, dáng người coi như không tệ. Là ngươi, Ninh Nhụy Nhụy hơi nhíu mày, nàng nhận biết nữ nhân đó. Tiểu muội chân dài, ngay cả xấu người như vậy cô cũng biết. Hạ Thiên có chút ngạc nhiên hỏi. Nàng ta tên là An Lộ, An trong an toàn, lộ trong con đường, thật ra trước đó tên của nàng là chữ Vương khác với chữ Lộ, nhưng về sau nàng công khai xu hướng giới tính của mình, còn sửa lại tên. Ninh Nhụy Nhụy nhỏ giọng nói, nàng thích nữ nhân, trước đó thích ta, còn bày tỏ với ta, bị ta từ chối, hình như về sau lại ghi hận ta. Ồ, dung mạo của nàng ta xấu như vậy, chắc chắn không có nam nhân nào thích, cho nên nàng thích nữ nhân cũng rất bình thường. Hạ Thiên không chút hoang mang nói. Ninh đại tiểu thư, người bây giờ lại càng thêm làm ta thấy ngoài ý muốn, đầu tiên là xích mích với nhà họ Hồ, sau đó lại bộc lộ công khai, nhưng ta càng không nghĩ tới là, người dám nhận là song tính luyến. An Lộ nhìn Ninh Nhụy Nhụy, trong mắt lập lòe thần thái kỳ lạ, tuy nhiên, phẩm vị nam nhân của ngươi, có phải kém một chút hay không? An Lộ, phẩm vị của ta kém hay tốt, chuyện đó không có liên quan tới ngươi. Ninh Nhụy Nhụy không có hứng thú tranh chấp với An Lộ. Phải không? An Lộ lắc đầu, xem ra bây giờ Ninh đại tiểu thư chúng ta được tự do, đã bắt đầu buông thả bản thân, nhưng, nếu ngươi biết chơi như vậy, không bằng chúng ta cùng nhau tìm một nơi thú vị chơi. An Lộ, dù ta biết chơi, ta cũng không có tâm trạng đùa với ngươi. Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói, ngươi muốn chơi thì tìm người khác mà chơi. Xem ra bây giờ lá gan của Ninh đại tiểu thư chúng ta ngược lại rất nhỏ. Nữ nhân kia lắc đầu, mọi người đều nói ngươi là thần thoại thể dục gì đó, nói ngươi nguy hiểm gì cũng không sợ, qua mấy năm, ngươi cũng thường xuyên đi làm khiêu chiến cực hạn gì đó, ta còn tưởng rằng không có cái gì là ngươi không dám chứ. Này, người quái dị như ngươi muốn chơi cái gì? Hạ Thiên mất hứng, tiểu muội chân dài chỉ là lười chơi với người xấu xí như ngươi, nhưng bây giờ ta rất chán, ngươi muốn chơi cái gì ta có thể chơi với ngươi. Loại người như ngươi, còn không biết xấu hổ nói người khác là quái dị. An Lộ cười lạnh một tiếng, ngại quá, ta không có hứng thú chơi với nam nhân vừa xấu lại yếu sinh lý như ngươi. Qua, anh rể, không thể nhịn, đánh nàng đi. Bộ dáng của Thạch Thuần chỉ sợ thiên hạ không loạn, ở bên cạnh khuyến khích. Tiểu muội chân dài, người xấu xí này đang hoài nghi phẩm vị của cô không đánh nàng ta sao? Hạ Thiên rất nghiêm túc hỏi. Ta không muốn đi đến đâu cũng đánh nhau. Ninh Nhụy Nhụy cho Hạ Thiên một cái liếc mắt, thật ra hắn muốn ra tay, chỉ là, vừa nãy nàng đã bắt được tay hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn nữ nhân đó, tiếp tục nói, An Lộ, ta lại nói cho ngươi thêm một lần, ta không có hứng thú dây dưa với ngươi, ngươi thích nói cái gì đều được, tóm lại đừng đến trêu chọc ta. Xem ra bây giờ Ninh đại tiểu thư chúng ta đã thực sự thay đổi, nếu đã như thế, vậy ngươi chậm rãi chơi. An Lộ hừ nhẹ một tiếng, thế mà không có tiếp tục dây dưa. Mà ôm nàng mỹ nữ đấy quay người rời đi. Này, ta thật sự không muốn chờ ở nơi này, ngươi và Thạch Thuần ở đây chơi đi, ta thật sự muốn trở về khách sạn. Bây giờ, Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt với hắn, thật sự rất tức giận. Được thôi, tiểu muội chân dài, cô đi về trước, tối nay ta trở về tìm cô. Cuối cùng Hạ Thiên buông Ninh Nhụy Nhụy ra, mà nàng thật sự một giây cũng không muốn chờ ở đây, bước đi với đôi chân siêu cấp dài của nàng rồi xoay người rời đi. Chương 1938, trò chơi quái dị. Chân của Nhụy Nhụy tỷ thật dễ nhìn, thật hâm mộ. Thạch Thuần lẩm bẩm, thật ra nàng cũng coi là thiếu nữ chân dài xinh đẹp, đáng tiếc, chân dài của nàng chỉ là khái niệm chân dài bình thường, so sánh với đôi chân dài của Ninh Nhụy Nhụy, thì thành chân ngắn. Thật đẹp mắt, Hạ Thiên biểu thị tán thành với chuyện đó, nhưng đó là của ta, Thuần Thuần ngươi đừng suy nghĩ chiếm tiện nghi của ta. Anh rể ngươi quá hẹp hòi rồi. Ta đều nguyện ý làm vợ nhỏ cho ngươi rồi, ngươi nhường chân Nhụy Nhụy tỷ cho ta chơi không được sao? Thạch Thuần có chút bất mãn, ngươi nhỏ mọn như vậy sẽ mất ta. Sẽ không, ta cướp ngươi về là được rồi. Với sự uy hiếp đấy Hạ Thiên chẳng mảy may để ở trong lòng. Thạch Thuần có chút buồn bực, với sự hiểu biết của nàng về vị anh rể đó,
loại uy hiếp kia thật sự không có chút ý nghĩa nào. Đinh đinh đinh, có người dùng cái nĩa gõ chén rượu, hiển nhiên là vì hấp dẫn chú ý của mọi người, không phải sao, Hạ Thiên và Thạch Thuần cũng theo tiếng động đó mà nhìn lại, sau đó bọn hắn đều thấy một người nam nhân trẻ tuổi. Nam nhân đấy mặc quần bơi, lộ ra 8 khối cơ bụng, dáng người tương đối tốt. Các vị, ta có một đề nghị, mọi người cùng nhau tới chơi một trò chơi. Giọng nói của nam nhân trẻ tuổi cũng thật dễ nghe, đầu tiên, ta tin rằng mọi người đều cảm thấy, chúng ta là nhóm người được ông trời chiếu cố, theo lý thuyết, vận khí của chúng ta đều rất tốt, nhưng, đến cuối cùng ai có vận khí tốt nhất, ta cảm thấy chúng ta nên làm thí nghiệm một chút. Thử như thế nào, không phải là ném xúc sắc chứ? Ném xúc sắc cũng không tệ, thật đơn giản. Mọi người thảo luận, mà nam nhân trẻ tuổi nó cũng lập tức nói tiếp, không sai, đề nghị của ta chính là ném xúc sắc. Đương nhiên, số người của chúng ta tương đối nhiều, cho nên xúc sắc cũng nhiều thêm một điểm, chúng ta dùng 6 cục xúc sắc cùng ném một chỗ, điểm số lớn nhất chính là có vận may tốt nhất, nếu có người có điểm số lớn bằng nhau, vậy cứ tiếp tục ném xúc sắc, cuối cùng quyết định vua may mắn. Điều đấy giống như không chỉ là khảo nghiệm vận may, vạn nhất có người có kỹ thuật ném xúc sắc thì sao? Đúng vậy, có chút tương đối giống đánh bạc, mỗi lần đều có thể lắc hiện ra con số lớn nhất. Ta không có cái năng lực kia. Rõ ràng phương pháp nọ không được công nhận, dù sao loại chuyện ném xúc sắc đó, chính xác có thể tồn tại kỹ xảo. Xem ra mọi người rất không tiếp nhận loại phương thức này, vậy được rồi, chúng ta có thể đổi một loại phương thức khác, ta có một bộ bài poker, mỗi người có thể tùy tiện rút 3 tấm bài, ừ, vì công bằng, mỗi người chỉ rút 3 tấm trong bộ bài poker, tới lần cuối so sánh cân nhắc chữ lớn nhỏ, mọi người cảm thấy cái phương thức đấy được không? Nam nhân trẻ tuổi nọ lại nói ra một chiêu mới. Cái đó không tệ. Ta thấy được. Như vậy thực sự là xem vận may. Cứ như vậy đi, dù sao thì cũng chơi đùa mà thôi. Cái phương án này trên cơ bản nhận được rất nhiều đồng ý, giọng của nam nhân trẻ tuổi lại vang lên lần nữa, tốt lắm, chúng ta dùng loại phương pháp đó, nhưng, mọi người có cảm thấy, chúng ta có nên cho vua may mắn một phần thưởng hay không? Đó là đương nhiên, không có thưởng thì chúng ta chơi vui có gì? Đúng thế, cần thiết phải cho phần thưởng. Thưởng cái gì? Tất cả mọi người cảm thấy muốn nhận được thưởng, nhưng cụ thể muốn thưởng cái gì, nhất thời không nghĩ ra được. Ta có một đề nghị, đợi lát nữa vua may mắn có thể yêu cầu bất cứ người nào làm bất kỳ chuyện gì tại chỗ, nếu như không thể nào tiếp thu được điều kiện đó, có thể không cần tham gia cái trò chơi đó, nhưng một khi tham gia trò chơi, đến lúc đó không thể đổi ý. Nam nhân trẻ tuổi nói ra ý nghĩ của hắn, mà điều đấy lập tức nhận được phụ họa của một đám người. Đối với những người kia mà nói, muốn chơi tất nhiên là phải chơi đến kích thích, mà phần thưởng này, xem như là tương đối kích thích. Anh rể ta cảm thấy ta rất nguy hiểm, nếu như nam nhân trở thành vua may mắn, nhất định sẽ để mắt tới ta. Thạch Thuần nhỏ giọng nói. Trên thực tế, bây giờ đã không ít người chú ý tới Thạch Thuần, cứ việc nàng mặc đồ tương đối nhiều, nhưng gương mặt và dáng người của nàng, đủ để hấp dẫn mọi người vẫn như cũ. Không sao, ta có thể thắng. Hạ Thiên thuận miệng nói. A, à, Thạch Thuần nhấp nháy mắt, anh rể ngươi thắng chẳng phải là cũng muốn làm loạn với ta. Đáng tiếc tiểu muội chân dài đã đi, Hạ Thiên lẩm bẩm, nếu không, hắn có thể mang theo tiểu muội chân dài cùng chơi trò chơi đó. Anh rể nghĩ hay quá ha, dù nhụy nhụy tỷ ở đây, cũng sẽ không cùng ngươi tham gia loại trò chơi kia đâu. Thạch Thuần bĩu môi, đối với Ninh nhụy nhụy nàng coi như hiểu khá rõ, dù sao lăn lộn cùng một chỗ với nàng ấy lâu như vậy. Cũng đúng. Hắn tán đồng, chờ ta thắng, ta sẽ cho Thuần Thuần ngươi tối nay không thể nói chuyện. A, à, Thạch Thuần lập tức buồn bực, ta nói anh rể ngươi không có tâm lý gì nha, ngươi làm chút việc người bình thường làm với ta không được sao. Bên này Thạch Thuần vừa nói, một ánh đèn đột nhiên chiếu tới nàng. Mỹ nữ bên kia, ngươi nhất định tham gia trò chơi này sao? Nam nhân luôn chủ trì trò chơi dò hỏi, mà hắn hỏi một chút, càng làm tất cả mọi người đều nhìn về phía Thạch Thuần. Làm gì, các ngươi thấy ta xinh đẹp muốn chiếm ta tiện nghi à? Thạch Thuần bĩu môi, không sao, bản đại tiểu thư cho các ngươi cơ hội, tham gia thì tham gia. Có người không tham gia sao? Không tham gia thì bây giờ rút lui, một khi trò chơi bắt đầu, sẽ không thể rời đi. Chủ trì trò chơi tiếp tục hỏi thăm. Không có người rút lui. Thật ra vốn có mấy nữ nhân muốn rút lui, nhưng sau khi các nàng nhìn thấy Thạch Thuần, đã thay đổi chủ ý, bởi vì các nàng xác định một chuyện. Mặc kệ nam nhân kia có trở thành vua may mắn hay không, mục tiêu chắc chắn cũng là Thạch Thuần. Trên thực tế,
đã có người bắt đầu hoài nghi, cái trò chơi đó là ai đưa ra, mà mục tiêu chính là Thạch Thuần, vì lúc trước vốn không nói có loại trò chơi đấy. Ai, anh rể, hình như là An Lộ vừa rồi đang quấy rối đó. Thạch Thuần nhỏ giọng nói với Hạ Thiên, lỗ tai nàng cũng tương đối nhạy bén, nàng vừa mới nghe được một đoạn đối thoại. Không sao, ta nhất định sẽ thắng. Hạ Thiên không có để ý chuyện kia chút nào, bởi vì hắn từ đầu đến cuối là người có vận may tốt nhất. Thạch Thuần đương nhiên cũng không vấn đề gì, nếu thật sự thua, nàng trực tiếp chạy trốn, hoặc đánh những người có chủ ý lên nàng, nàng mới không có ngu ngốc nghe theo quy củ trò chơi gì đó đâu. Đương nhiên, Thạch Thuần cũng tiếc là Ninh Nhụy Nhụy không ở lại, nếu không, nếu nàng thắng, có thể tùy tâm sở dục chiếm tiện nghi của nàng ấy. Mà giờ phút này, thật ra Ninh Nhụy Nhụy còn ở bờ biển. Mỹ nữ, người có một người thôi sao? Theo giọng nói phát ra, mấy nam nhân vây quanh nàng. Chương 1939, Triệu Vũ Cơ. Ta biết An Lộ phái các ngươi tới đây, ta khuyên các ngươi là tốt nhất nên rời đi ngay. Ninh Nhụy Nhụy liếc nhìn mấy nam nhân đó một cái, giọng nói rất bình tĩnh. Sở dĩ nàng không trực tiếp trở lại khách sạn vì khi nàng rời đi đã phát hiện ra hành động nhỏ của An Lộ. Nàng định đi đến bờ biển để giải quyết vấn đề đấy trước. Mỹ nữ, chúng ta không biết người mà ngươi đang nói đến là ai, nhưng nhìn ngươi một mình rất cô đơn, hay đi chơi với bọn ta đi. Đúng vậy, mỹ nữ, chơi với nhau nhé. Ta nói này mỹ nữ, dáng dấp ngươi thật là đẹp mắt, a. Mấy nam nhân kia bày ra dáng vẻ tiểu lưu manh bắt đầu đùa giỡn Ninh Nhụy Nhụy. Cũng không rõ có phải gần đây nàng bị lây bệnh của Hạ Thiên hay không, dù sai bây giờ nàng đã mất hết kiên nhẫn, không phải sao, không chờ ba tên tiểu lưu manh nọ nói hết lời, nàng đã một cước đá bay người. Mỹ nữ, ngươi rất bạo lực, a. A. Hai nam nhân còn lại cũng nhanh chóng bị Ninh Nhụy Nhụy đá bay. Nàng quay người rời đi, rõ ràng nàng không hứng thú dây dưa với mấy người này. Hơn nữa, khoản nợ đó có nên tính toán với An Lộ hay không, nàng quyết định trở về khách sạn suy nghĩ một chút. Thế nhưng vừa mới đi được vài bước, nàng đã dừng lại, bởi vì ngay trước mặt nàng, một người bất ngờ lặng lẽ xuất hiện. Đúng vậy, người đó giống như là đột nhiên xuất hiện. Nếu như là trước đây, có lẽ nàng sẽ nghĩ mình gặp quỷ. Nhưng bây giờ, kể từ khi nàng trở thành người tu tiên, nàng đã bắt đầu biết đây không phải là quỷ, mà rất có thể là một người tu tiên. Trên người mặc một bộ trường bào màu xám, mái tóc dài choàng trên đầu, nhìn qua có vẻ hơi lộn xộn, hơn nữa rõ ràng đây là nam nhân. Chỉ từ bộ trang phục này, Ninh Nhụy Nhụy cũng cảm thấy người đấy không giống như người trên địa cầu, hay nói đúng hơn là không giống như người bình thường. Nàng hơi chần chừ một chút, sau đó xoay người đi hướng khác. Bởi vì nàng không chắc người đấy tới tìm mình. Nhưng, sau khi đi được hai bước, nàng đã xác định, bởi vì nam tử mặc áo bào xám kia lại xuất hiện trước mặt nàng, chặn đường đi của nàng. Người có chuyện gì sao? Cuối cùng Ninh Nhụy Nhụy cũng lên tiếng, nàng lờ mờ cảm thấy không ổn lắm, nàng hoàn toàn không nhìn ra được tu vi của nam nhân mặc áo bào xám này, nhưng lại cảm giác hắn mạnh hơn nàng rất nhiều. Nam nhân áo bào xám vẫn không nói gì, nhưng hắn đột nhiên vươn tay tóm lấy Ninh Nhụy Nhụy. Dường như muốn bắt được nàng. Ninh Nhụy Nhụy vội lui lại theo bản năng, nhưng lại phát hiện tốc độ của mình không thể theo kịp tốc độ của đối phương. Cứ như vậy gần như trong nháy mắt, nàng cảm giác đã mất đi khống chế với cơ thể. Một giây tiếp theo, nàng cảm thấy mình đã rời khỏi làng du lịch, đi đến một nơi khác. Nó cũng là một hòn đảo, nhưng một hoang đảo thực sự, hơn nữa còn trơ trụi, ngay cả cây cỏ cũng không nhìn thấy. Ninh Nhụy Nhụy đứng trên hòn đảo, đồng thời lấy lại quyền kiểm soát cơ thể. Nhưng ngay lúc đó, nàng phát hiện tình huống có gì đó không đúng, hình như người vừa rồi bắt nàng đi không phải là nam nhân mặc áo bào xám kia, bởi vì giờ phút này, nam nhân mặc áo bào xám tỏ ra rất kinh hãi. Ngươi là ai? Ngươi nói chuyện chính là nam nhân kia, giọng nói của hắn có chút kỳ quái, nhưng nàng vẫn có thể nghe hiểu được lời hắn nói, mà nàng cũng biết, nam nhân áo bào xám không hỏi nàng. Bây giờ, nam nhân đó đang nhìn về một hướng khác, ở nơi đó còn có người. Đó là một nữ nhân, người đấy mặc một chiếc váy dài lộng, váy dài lê đất, nhưng vẫn không che giấu được tư thái kiêu ngạo của nàng. Hơn nữa khuôn mặt xinh đẹp của nàng càng khiến cho Ninh Nhụy Nhụy mơ hồ có cảm giác tự ti. Tuy nhiên, điều khiến nàng kinh ngạc chính là nàng cảm thấy mình biết người đó. Đó là khuôn mặt của một minh tinh, thuộc hàng nữ hoàng nhạc tình ca nổi tiếng khắp thế giới. Ngươi là Triệu Vũ Cơ sao? Cuối cùng Ninh Nhụy Nhụy không nhịn được mà hỏi. Người đấy hình như chính là vợ đại yêu tinh, người mà tên biến thái đáng ghét kia nhớ mãi không quên. Đúng vậy,
ta là Triệu Vũ Cơ. Đại mỹ nữ ăn mặc lộng lẫy nọ chính là Triệu Vũ Cơ, người vừa mới trở về từ Vân Tiên Đại Lục mấy ngày trước, nàng nhìn Ninh Nhụy Nhụy, ngữ khí rất ôn hòa. Nàng nhất thời có chút ngẩn người, chẳng trách tên lưu manh kia luôn ghét bỏ thân hình của nàng không tốt. Nhìn nữ nhân này, trên người mặc một bộ váy như vậy cũng không thể che giấu được thân hình đẹp của nàng ấy, thật sự không hổ danh là đại yêu tinh. Chuyện kia, Triệu, Ninh Nhụy Nhụy lấy lại tinh thần, nàng muốn chào hỏi Triệu Vũ Cơ, nhưng nhất thời không biết nên gọi như thế nào cho tốt. Nhụy Nhụy, người gọi ta Vũ Cơ là được, bây giờ chúng ta cũng là người một nhà rồi. Giọng nói của Triệu Vũ Cơ rất bình thản, ta sẽ xử lý người đó, bây giờ ngươi không phải là đối thủ của hắn, chưa chắc phu quân có thể đánh thắng được hắn. Chuyện vừa xảy ra, ngươi biết là được, nhưng tạm thời đừng nói cho phu quân, trước mắt ta không muốn hắn biết mình đã trở về. À, được, được rồi, Vũ Cơ tỷ. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu đồng ý. Nhụy Nhụy, có một số việc ngươi vẫn chưa hiểu rõ, nhưng có một số việc, ta tin rằng ngươi cũng biết. Lý do ta quyết định gặp mặt ngươi vì ta muốn ngươi giúp ta quan sát phu quân, dẫn dắt hắn tu luyện nghịch thiên đệ bát châm. Triệu Vũ Cơ đi thẳng vào vấn đề, bây giờ bên cạnh phu quân chỉ có ngươi và Thạch Thuần, mà từ nhỏ Thuần Thuần nha đầu đó đã rất thích làm càn, không làm chuyện chính sự gì. Nhưng ngươi không giống nàng, ngươi có thể dẫn dắt hắn chuyên tâm làm việc. Chương 1940, ngươi đang chơi gì vậy? Chuyện đó, Vũ Cơ tỷ, cho tới bây giờ Hạ Thiên chưa từng thực sự nghe lời ta. Ninh Nhụy không nhịn được nói. Hắn là như thế, từ trước đến nay đều không nghe lời. Nhưng thực ra, người biết dỗ hắn, cho nên ta mới nói cần người dẫn dắt hắn. Chúng ta không thể ra lệnh cho hắn làm bất cứ chuyện gì. Ngay cả Nguyệt tỷ cũng thật sự không có cách nào ra lệnh cho hắn, nhưng chúng ta có thể chỉ dẫn hắn. Triệu Vũ Cơ cười nhạt một tiếng, ta nghĩ ngươi cũng thấy rồi. Hiện tại đã bắt đầu xuất hiện một số người tu tiên ở nơi đây. Chuyện đêm nay ta có thể giải quyết, nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn cần phu quân tới xử lý kẻ thù thật sự. Bây giờ, mỗi ngày hắn đều giống như không có đầu mối, không biết phải làm cái gì. Ninh Nhụy Nhụy có chút buồn rầu, ta cũng không biết nên để cho hắn làm gì. Thật ra, bây giờ ngươi đã làm được rất tốt rồi, nói cho cùng. Điều chúng ta cần ngươi làm chính là ngươi hãy lấy thân phận một người bình thường, rồi đưa phu quân tiến vào trong thế giới của người bình thường. Đồng thời chỉ dẫn hắn hòa nhập vào cuộc sống. Triệu Vũ Cơ cười nhạo một tiếng, mặc dù chắc chắn phu quân sẽ không hoàn toàn hòa nhập vào trong thế giới người bình thường, nhưng trên thực sự chỉ cần dung hợp một phần là được rồi, đến thời điểm thích hợp hắn có thể tìm ra manh mối liên quan đến nghịch thiên đệ bát châm. Dù nhìn việc đấy có vẻ rất mờ mịt, nhưng hiện tại chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Nhưng hắn chưa bao giờ nghe lời ta nói cái gì cũng vô dụng thôi. Ninh Nhụy Nhụy có vẻ bất lực. Nhụy Nhụy, ngươi phải hiểu được một chuyện, khi ngươi và phu quân ở chung với nhau, đối với hắn mà nói, người mà hắn quan tâm nhất luôn là ngươi, chỉ mỗi ngươi. Không liên quan gì đến danh tiếng hay thân phận của ngươi. Thứ hắn yêu thích chính là khuôn mặt xinh đẹp và thân hình xuất chúng của ngươi. Sở thích của hắn thật sự thô tục như vậy đó. Trong giọng nói của nàng ấy cũng có ít nhiều mấy phần bất đắc dĩ. Hơn hết ngươi càng phải hiểu mình là một nữ nhân, ngươi càng phải lợi dụng ưu thế của mình với tư cách là một nữ nhân. Ninh Nhụy Nhụy có chút không nói nên lời, nói chuyện kia hết cả nửa ngày, chẳng phải là để cho nàng câu dẫn tên háo sắc đáng ghét Hạ Thiên kia sao? Nhụy Nhụy, thật ra, ngươi đừng hiểu lầm ý ta. Ta không bảo ngươi câu dẫn phu quân, mà là ngươi phải học cách làm núng. Triệu Vũ Cơ lại nói, thực ta, những lúc ngươi muốn phu quân làm việc, ngươi chỉ cần làm núng là hắn sẽ đi làm. Ninh Nhụy Nhụy càng không nói nên lời, nàng không có bất kỳ kinh nghiệm làm nũng nào, hơn nữa nàng cũng không muốn làm nũng tên lưu manh đáng ghét đấy đâu. Được rồi, Nhụy Nhụy, thực ra những chuyện này chỉ là gợi ý thôi. Dù sao thì mỗi người chúng ta đều dùng những cách khác nhau để dỗ dành phu quân. Ngươi có thể có cách của riêng mình, Triệu Vũ Cơ lại nói, ta sẽ đưa người trở về làng du lịch. Bình thường ngươi hãy cố gắng đừng rời khỏi phu quân quá xa, nếu không, như đêm nay. Rất có thể ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện đó, Vũ Cơ tỷ, ta có một câu hỏi, tại sao những người tu tiên đó lại tìm đến ta? Ninh Nhụy Nhụy nhìn không được dò hỏi. Nhụy Nhụy, chuyện nọ thật ra rất đơn giản, trên thế giới này người tu tiên ít đến thảm thương. Nhưng khi những người tu tiên khác đến nơi đây, việc đầu tiên bọn hắn làm là đi tìm kiếm người tu tiên, cho nên tự nhiên ngươi sẽ bị bọn hắn tìm thấy. Triệu Vũ Cơ giải thích, tất nhiên, còn có một khả năng khác. Đó chính là bọn hắn hướng về phu quân, mà gần đây ngươi lại ở cùng một chỗ với phu quân. Nhiều người cũng biết mối quan hệ khá đặc biệt giữa ngươi và phu quân,
vì vậy bọn hắn trực tiếp đến tìm ngươi. Còn về chuyện vì sao người tu tiên giả lại đến tìm ngươi, ta sẽ từ từ hỏi hắn. Lúc đầu, Ninh Nhụy Nhụy còn muốn hỏi gì đó, nhưng giây tiếp theo, nàng lại thấy mình ở trên bãi biển. Ba nam nhân bị nàng đá bay trước đó vừa mới đứng dậy khỏi mặt đất, thậm chí nàng còn có ảo giác chuyện vừa xảy ra giống như nằm mơ giữa ban ngày vậy. Nhưng Ninh Nhụy Nhụy biết rất rõ đây không phải là nằm mơ giữa ban ngày, bởi vì cho dù nàng muốn nằm mơ thì cũng sẽ không mơ thấy Triệu Vũ Cơ. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ba nam nhân nhìn thấy Ninh Nhụy Nhụy lại trở về, một người trong đó hét lên, sau đó hắn lại bị nàng một cước đá bay, lần này bay thẳng xuống biển. Kết cục của hai người còn lại cũng giống như vậy, nàng lười nói nhảm nên đá thẳng cả hai xuống biển. Do dự một lúc, cuối cùng nàng từ bỏ ý định trở về khách sạn, nàng lại đi về phía hiện trường bữa tiệc không thể miêu tả được kia lần nữa. Bây giờ, ở hiện trường bữa tiệc, trò chơi vua may mắn đã chính thức bắt đầu, tất cả mọi người đều đứng về một bên, trên tay người chủ trì trò chơi cầm bài poker, người rút bài đứng bên cạnh hắn, chờ người tiếp theo rút bài, sau đó xem trong tay ai có số bài lớn hơn thì ở lại bên cạnh người chủ trì. Còn người còn lại thì chẳng khác gì đã bị loại ra, chỉ có thể đứng một bên làm khán giả. Chỉ vừa mới qua một lúc đã có hơn 10 người rút bài, mà những người bị loại, thật ra cũng tương đương mười mấy người. Qua, Nhụy Nhụy tỷ, ngươi lại trở về rồi à? Bây giờ, Thạch Thuần liếc mắt đã thấy Ninh Nhụy Nhụy đi vào, lập tức chạy đến kéo nàng tới, Nhụy Nhụy tỷ, chúng ta đang chơi trò chơi, ngươi cũng tới chơi nha. Các ngươi đang chơi trò gì vậy? Đúng là Ninh Nhụy Nhụy không biết rõ. Nhưng trực giác nói cho nàng, chuyện đó hơn phân nửa không phải là chuyện gì tốt. Nhìn thấy Thạch Thuần hưng phấn như vậy, có thể là trò chơi đứng đắn gì sao? Chương 1941, đỏ tình đen bạc. Một trò chơi rất vui, Nhụy Nhụy tỷ chỉ cần gia nhập là được, đừng hỏi nhiều như vậy nha. Thạch Thuần lập tức nói. Mà bây giờ, gần như tất cả mọi người ở đây đều tán thành lời của Thạch Thuần, bởi vì bọn hắn cũng hy vọng Ninh Nhụy Nhụy gia nhập vào trò chơi này. Tiểu muội chân dài, đừng nghe đồ lừa gạt Thuần Thuần kia, cô đừng chơi. Hạ Thiên chính là người phản đối duy nhất. Anh rể à, sao ngươi lại ngốc như vậy chứ? Không phải vận khí của ngươi tốt nhất sao? Nếu ngươi thắng thì có thể làm gì với Nhụy Nhụy tỷ cũng được, đây quả là một việc rất tốt nha. Thạch Thuần bĩu môi, không phải ngươi mới vừa đáng tiếc nàng ấy không có ở đây sao? Tiểu muội chân dài không chơi trò kia thì ta cũng có thể muốn làm gì nàng thì làm. Vậy ta cần làm gì với nàng ấy mới chơi cái trò đó à? Hạ Thiên lười biếng nói, mới vừa rồi đúng là ta đáng tiếc tiểu muội chân dài không ở đây, nhưng mà bây giờ nàng ấy đã trở về rồi. Hạ Thiên nói xong thì ôm Ninh Nhụy Nhụy vào lòng, tiếp đó cười hì hì, tiểu muội chân dài, cô chơi với ta đi, hình như ta đã nói với cô rồi thì phải, vận khí của ta luôn luôn tốt nhất, cho nên đêm nay tuyệt đối cũng như vậy. Đợi lát nữa ta thắng thì có thể làm bất cứ chuyện gì với bất cứ ai ở đây. Cô nói xem, đợi lát nữa chúng ta biến Thuần Thuần thành người câm điếc có được không? Các ngươi đang chơi loại trò chơi đó. Ninh Nhụy Nhụy rốt cuộc hiểu rõ, quả nhiên không phải trò chơi đứng đắn gì. Đúng thế, Nhụy Nhụy tỷ, cái trò đấy rất vui, ta nói cho ngươi biết nha, đợi lát nữa chắc chắn ta sẽ thắng. Thạch Thuần nháy nháy mắt, ta mới là người có may mắn nhất, anh rể không thể so sánh với ta được đâu. Thuần Thuần lừa đảo định gian lận. Nhưng cho dù có gian lận thì cũng không thắng ta được. Hạ Thiên cười hì hì nói với Ninh Nhụy Nhụy nói. Anh rể đừng nói bừa như vậy chứ, ta xinh đẹp đáng yêu như vậy sao có thể gian lận chứ. Thạch Thuần lập tức phủ nhận, chỉ là suy nghĩ của nàng tồn tại vấn đề nghiêm trọng, xinh đẹp đáng yêu rõ ràng là chẳng liên quan gì tới gian lận cả. Vị mỹ nữ kia, bây giờ đến phiên ngươi rút bài. Hiện tại, chủ trì trò chơi nói chuyện, mà người hắn nhìn chính là Thạch Thuần. Hừ. Chờ ta rút ba tấm ca cho các ngươi nhìn. Thạch Thuần hừ dỗi một tiếng, chạy tới cực kỳ tùy ý rút ba tấm bài, tiếp đó xòe ra, anh rể xem đi, có phải là ba tấm ca không? Tiểu muội chân dài, có phải đầu óc của Thuần Thuần bị hư ở đâu không? Hạ Thiên rất nghiêm túc hỏi thăm nàng. Ngươi là thần y, chẳng phải ngươi mới là người hiểu vấn đề đó hơn ta sao? Ninh Nhụy Nhụy hừ nhẹ một tiếng, thật ra nàng không cảm thấy Thuần Thuần bị hỏng đầu. Nhà đầu đó chỉ thích ba hoa, khoác lác mà thôi. Không phải sao, bây giờ bị bẽ mặt. Mỹ nữ à, đừng nói là ba tấm ca, suýt chút nữa thì ngươi rút ra được ba tấm hai rồi. Không phải sao, hai tấm ba, một tấm hai, mỹ nữ à, vận khí của ngươi thực sự không tốt lắm đâu. Đúng vậy, nếu so sánh xem ai có vận khí kém nhất ở đây, đoán chừng chính là mỹ nữ ngươi.
những người khác cười vang, bây giờ, Thạch Thuần mới lật bài nhìn xem, sau đó lập tức sửng sốt, chuyện kia là sao đây? Nè, có phải bài của ngươi có vấn đề gì không? Thạch Thuần trừng mắt với chủ trì trò chơi, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Mỹ nữ à, mỗi người đều rút từ bộ bài này, hơn nữa trước khi mỗi lần rút bài thì ta đã sáo bài rất nhiều lần, cho nên mỗi người rút bài đều rất công bằng. Chủ trì trò chơi giải thích không chút hoang mang. Hừ, nhất định là gian lận rồi. Thạch Thuần tức giận nói một câu, tiếp đó trở lại bên cạnh Hạ Thiên. Anh rể, ta nói với ngươi, mấy lá bài kia nhất định là có vấn đề. Ta rõ ràng đã nhìn thấy ba tấm ca ở mấy vị trí, tuyệt đối không tính sai được. Thạch Thuần ghé vào bên cạnh Hạ Thiên rồi nhỏ giọng nói. Bởi vì Thuần Thuần ngươi quá ngu ngốc, Hạ Thiên thuận miệng nói, người ta đã đổi bài mà ngươi cũng không thấy sao. À, Thạch Thuần bĩu môi, anh rể à, nếu như vậy tại sao ngươi lại không nói cho ta chứ? Tại sao ta phải nói cho ngươi? Hạ Thiên có chút khó hiểu, ta lại không muốn để cho ngươi thắng. Lý do của Hạ Thiên rất đầy đủ đến mức Thạch Thuần không cách nào phản bác. Nè anh rể, nếu ngươi không thắng thì ta sẽ bị người khác muốn làm gì thì làm, đến lúc đó người thua thiệt chính là ngươi. Ta thì không sao cả, dù sao một ngày nào đó ta cũng sẽ trở thành nữ nhân của ngươi, là ngươi hay người khác thì cũng không có gì khác nhau. Thạch Thuần nói chuyện không kiêng nể gì cả, mà xét theo một ý nghĩa nào đó thì lý luận của nàng cũng không có sai, một khi thật như thế thì người thua thiệt nhất đúng là hắn. Vị huynh đệ kia, đến phiên ngươi rồi, chủ trì trò chơi nhìn về phía hắn. Thuần Thuần à, lần này chỉ là do vận khí của ngươi không tốt thôi, để ta rút ba tấm ca cho ngươi xem một chút. Hạ Thiên cười hì hì, một tay hắn ôm Ninh Nhụy Nhụy, một tay rất tùy ý rút ra ba tấm bài poker, tiếp đó đưa bài cho Thạch Thuần nhìn, thấy không? Ta đã nói là vận khí của mình tốt nhất mà. Qua, wow, anh rể, vận khí của ngươi thật sự rất rất tốt. Thạch Thuần có chút khoa trương kêu to, ba tấm hai mà ngươi cũng có thể rút ra được. Ha ha ha, mọi người lập tức cười vang. Vận khí của tên kia quả thật không tệ, ha ha ha, ba tấm hai, ta chưa từng gặp ai có vận khí tốt hơn hắn. Ha ha ha, lần này thú vị rồi, xem hắn còn làm màu nữa không. Mẹ nó, diễm phúc của tên này không tệ. Hai tay hai đại mỹ nữ. Đỏ tình đen bạc, tình trường đắc ý thì sòng bạc không được như ý, đây chính là chân lý thiên cổ. Chương 1942, bài có vấn đề. Ninh Nhụy Nhụy cũng có chút cạn lời, tên lưu manh chết tiệt đó cũng có lúc thất thủ sao? Theo lý thuyết thì chuyện đấy không có khả năng. Trước đó Thuần Thuần rút ra hai tấm hai, một tấm ba đã là rất thái quá rồi, hiện giờ Hạ Thiên lại rút ra ba tấm hai. Coi như là xui xẻo thì cũng không có khả năng kém tới mức này. À, thật sự biến thành 3 tấm 2 rồi này. Hạ Thiên lật bài poker, phát hiện đúng là 3 tấm 2, hắn không khỏi ngạc nhiên, chuyện kia tuyệt đối không có khả năng. Anh rể nè, có phải lá bài này có vấn đề gì không? Thạch Thuần lại gần hỏi, mới vừa rồi ngươi thật sự nhìn thấy người kia đổi bài sao? Theo lý thuyết, nếu hắn thật sự muốn đổi bài thì ta có thể nhìn thấy nha. Không có, ta lừa ngươi đấy. Hạ Thiên thuận miệng nói, hắn thật ra không có nhìn thấy. Dừng một chút, Hạ Thiên lại nói, nhưng Thuần Thuần ngươi nói đúng, lá bài này chắc chắn là có vấn đề. Vận khí không tốt thì trách bài có vấn đề, xem ra là các ngươi muốn chơi xấu phải không? Đúng vậy, chơi xấu chứ còn gì nữa. Không nhận thua nổi thì đừng chơi, đã chơi rồi thì đừng chơi xấu. Mau lăn sang chỗ khác đi, ta phiền nhất loại người không có gan nhận thua. Hạ Thiên và Thạch Thuần nói chuyện phiếm với âm thanh rất lớn đến mức tất cả những người ở đây đều nghe thấy được. Mà bây giờ một đám người nhao nhao chỉ trích cũng là chuyện rất bình thường, bọn hắn đều cho rằng bọn họ không có gan nhận thua. Đương nhiên, đứng tại góc độ của nam nhân thì bọn hắn có thể lý giải tâm trạng của Hạ Thiên, chỉ chốc lát nữa thôi, đại mỹ nữ vốn thuộc về hắn chỉ lát nữa sẽ bị người khác muốn làm gì thì làm, như vậy không nóng vội mới là lạ. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không cho Hạ Thiên có cơ hội đổi ý. Đặc biệt là những người còn chưa bị đào thải, bây giờ có người đã bắt đầu ảo tưởng xem mình làm gì thì làm với Thạch Thuần. Nè tên ngu ngốc kia, người mau nói cuối cùng lá bài đó có vấn đề gì hả? Lúc này, Hạ Thiên nhìn tên chủ trì trò chơi, trong giọng nói có chút bất mãn. Là một nam nhân có vận khí nghịch thiên, đâu là lần đầu tiên hắn gặp phải loại tình huống này, chuyện đấy hắn tuyệt đối không thể nhịn. Vị huynh đệ này, ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng gây sự ở. Tên chủ trì trò chơi lên tiếng. Đừng kêu là huynh đệ, tên ngu si như ngươi không có tư cách làm huynh đệ với ta.
Hạ Thiên có chút không vui, ta hỏi một lần nữa, rốt cuộc lá bài đấy có vấn đề gì? Ta đã nói là bài không có vấn đề gì cả, nếu như ngươi còn muốn gây sự thì đừng trách. Tên chủ trì trò chơi nổi giận, bị người khác gọi là đồ ngu hai lần đương nhiên khiến hắn khó chịu, nhưng mà giây sau, hắn đã không còn khó chịu nữa, mà là đau đớn. A! À, chủ trì trò chơi đột nhiên kêu la một cách dị thường, trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy ngàn vạn con kiến đang gặm cắn cơ thể mình, mà hắn thậm chí còn không thể giơ tay cào gãi, vì hắn phát hiện mình không thể nhúc nhích. Để ta xem tên ngốc nhà ngươi có thể chịu đựng được bao lâu. Hạ Thiên lười biếng nói, thảm trạng của tên chủ trì trò chơi đương nhiên là công lao của hắn, mà hắn chẳng qua chỉ tiện tay đâm một châm mà thôi. Ngươi làm cái gì? Ngươi đã làm gì với hắn vậy? Đậu xanh, tên kia thật sự muốn gây chuyện mà. Đuổi hắn ra ngoài. Có mấy người đã lao tới Hạ Thiên tiện tay lấy ngân châm đâm vào người bọn hắn, tiếp đó cả đám đột nhiên ngã lăn ra đất la hét thảm thiết. A! À, tiếng kêu thảm thiết đau đớn kia lập tức khiến những người có ý đồ tiến đến lùi lại, hiển nhiên, là đồ ngu cũng biết Hạ Thiên không phải người dễ trêu chọc. Ta nói, đây là một loại bài poker đặc biệt bằng điện tử, có thể điều khiển để thay đổi con số trên lá bài. Điều đấy không liên quan tới ta, là nàng động tay động chân. Tên chủ trì trò chơi lập tức khai hết mọi chuyện trong tiếng kêu thảm, mà tay của hắn thì đang chỉ về phía một nữ nhân. Ta biết ngay là do người xấu xí kia làm mà. Hạ Thiên liếc nhìn nữ nhân tên là An Lộ, tiếp đó không nói hai lời, một châm đâm vào trên người nàng ta. A, à, An Lộ bắt đầu hét thảm. Mấy tên ngu ngốc các ngươi chịu đựng qua 10 phút là được, còn nữ nhân xấu xí đấy phải chịu đựng 1 giờ. Hạ Thiên lười biếng nói, trò chơi nhỏ như vậy mà cũng muốn gian lận trước mặt ta, lười chơi với các ngươi. Hạ Thiên ôm Ninh Nhụy Nhụy xoay người rời đi, Thuần, ngươi có thể tiếp tục chơi. Ta và tiểu muội chân dài trở về khách sạn. Ngươi cứ thế mà đi rồi sao? A, à, không được đi, ngươi làm gì An Lộ vậy? A, à, ngươi đã làm gì chồng của? Ách, có mấy người dự định đến tính sổ với Hạ Thiên, tiếp đó bọn hắn cũng gia nhập vào hàng ngũ gào thảm, sau đó không còn ai dám tới ngăn lại hắn, mà hiện giờ mọi người hiển nhiên đã rõ ràng, trò chơi nọ không thể tiếp tục được nữa. Anh rể, bọn hắn thật sự kêu gào rất thảm nha. Ngươi có muốn lại đâm vài châm cho bọn hắn không, làm bọn hắn kêu thảm hơn chút nữa? Thạch Thuần cười hì hì nói. Một đám người nhìn Thạch Thuần như nhìn thấy ác quỷ, nữ nhân ấy xinh đẹp như tiên nữ, tại sao mở miệng ra lại biến thành yêu nữ chứ? Cũng may Hạ Thiên không để ý tới Thạch Thuần, hắn ôm Ninh Nhụy Nhụy rời khỏi đi về phía khách sạn, nhưng đi được một nửa đoạn đường thì hắn đột ngột ngừng lại. A, à, tiểu muội chân dài, có phải mới vừa rồi cô gặp người nào đó đúng không? Hạ Thiên nhìn Ninh Nhụy Nhụy, trên mặt lộ vẻ hoài nghi. Chương 1943, mũi thính. Ngươi nói vớ vẩn nói cái gì vậy? Chẳng phải mới vừa rồi ta đã gặp rất nhiều người sao? Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói, trong lòng lại nói thầm, lẽ nào gia hỏa này biết nàng gặp Triệu Vũ Cơ? Nếu thật sự là như vậy, sắc lang ấy cũng quá lợi hại. Tiểu muội chân dài, trên người của cô có một mùi hết sức đặc biệt, có chút quen thuộc. Hạ Thiên nhìn Ninh Nhụy Nhụy, giống như hương vị của vợ đại yêu tinh vậy, nhưng cũng không đúng, hình như vợ đại yêu tinh không có trở về. Chẳng lẽ nàng ấy cũng lén trở về? Trong lòng Ninh Nhụy Nhụy thực sự chấn động, chẳng lẽ tên biến thái kia thật sự biết được? Đang lúc không biết nên nói gì, Hạ Thiên lại nói tiếp, chắc không phải vợ đại yêu tinh, nếu như nàng ấy trở về thì nhất định sẽ tới tìm ta. Nàng ấy không thích nữ nhân, không có khả năng đi tìm tiểu muội chân dài mà không tìm ta. Nè, ngươi đừng suy nghĩ lung tung rối loạn như vậy chứ. Nếu ngươi nhớ vợ đại yêu tinh của mình thì mau mà nghĩ biện pháp tìm nàng ấy đi, chớ có lẩm bẩm cả ngày trước mặt ta. Ninh Nhụy Nhụy bày ra dáng vẻ không cao hứng, nàng cũng chỉ có thể dùng loại phương thức ấy để che giấu sự kinh ngạc trong lòng mình, nếu không thì rất có thể sẽ bị hắn nhìn ra. Tiểu muội chân dài, cô đang ghen sao? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, cô không cần ăn dấm, mặc dù ta rất nhớ vợ đại yêu tinh nhưng ta cũng nhớ muội muội chân dài. Nhớ thần tiên tỷ tỷ, nhớ băng băng, nhớ mị nhi. Ninh Nhụy Nhụy nghe không nổi nữa, gia hỏa ấy lại bắt đầu liệt kê tên các cô vợ của hắn, quả thật là có bệnh. Tránh thoát cái ôm của Hạ Thiên, Ninh Nhụy Nhụy nhanh chóng đi về phía khách sạn. Lần này, nàng rất thuận lợi trở lại khách sạn, trong khách sạn vẫn không có vị khách khác, nhân viên phục vụ và bảo vệ cũng đầy đủ như cũ. Bây giờ, nàng đã mơ hồ hiểu rõ, nơi đây thật sự bị Triệu Vũ Cơ tạm thời mua lại. Trở lại phòng ở tầng cao nhất,
Ninh Nhụy Nhụy không để ý Hạ Thiên có đi theo hay không, nàng ngã xuống sofa, đôi chân dài gác lên trên ghế, cơ hồ chiếm hết toàn bộ sofa. Tiểu muội chân dài, cô mệt sao? Lúc này giọng nói của Hạ Thiên vang lên, nếu không ta đấm bóp giúp cô một chút. Không cần, Ninh Nhụy Nhụy lười biếng trả lời một câu, thật ra nàng không cảm thấy mệt mỏi, có điều bây giờ lại cảm giác có chút mệt lòng. Nàng nhẹ nhàng thở hắt ra, thật sự quá mệt mỏi, hơn nữa còn là một loại mệt lòng không biết tên. Nàng vốn dĩ là một thiếu nữ xinh đẹp có mục tiêu rõ ràng, nhưng hiện giờ nàng cảm thấy tương lai thực sự là một mảnh mê mang, căn bản không tìm được phương hướng. Chẳng lẽ tương lai của nàng phải làm vợ nho nhỏ của tên háo sắc đó sao? Tiểu muội chân dài, vậy cô xoa bóp cho ta đi. Bây giờ, hắn đang rất nhàm chán, muốn Ninh Nhụy Nhụy chơi với mình. Không, Ninh Nhụy Nhụy ngáp một cái, nè, ta muốn ở một mình, ngươi đừng đến quấy rối ta. Tiểu muội chân dài, cô mệt rồi sao? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên. Nàng lười biếng trả lời, dứt khoát nhắm mắt lại, tiếp đó lại cảm khái trong lòng lần nữa, thực sự là mệt lòng. Cuối cùng thì nàng nên tiếp tục sinh hoạt những ngày sau như thế nào đây? Bị tên biến thái Hạ Thiên kia để mắt quấn lấy thì thôi đi, bây giờ Y Y tỷ hay Triệu Vũ Cơ đều hy vọng nàng có thể làm một người vợ tốt, dẫn đường cho tên lưu manh đó luyện thành nghịch thiên đệ bát châm gì gì ấy. Điều kia vốn dĩ cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng vấn đề là, những phương pháp mà Y Tiểu Âm và Triệu Vũ Cơ nói tới trên bản chất đều là một. Hiển nhiên, các nàng cũng là những người chân chính hiểu rõ Hạ Thiên, ở trong suy nghĩ của các nàng, nếu muốn hắn nghe lời thì biện pháp duy nhất là phát huy mị lực của mỹ nữ. Nhưng vấn đề là nàng không muốn làm mỹ nữ, như vậy thì có khác gì là cái bình hoa đâu chứ? Nếu như nàng chỉ muốn làm cái bình hoa, vậy thì trước kia cũng sẽ không đi khiêu chiến đủ loại hạng mục thể dục, tiếp đó càng sẽ không đi khiêu chiến cực hạn, nói như vậy, nàng cũng sẽ không nhận biết tên lưu manh ấy. Một luồng khí tức mát lạnh đột nhiên tiến vào trong đầu, Ninh Nhụy Nhụy lập tức mở to mắt, tiếp đó phát hiện Hạ Thiên ngồi ở phía sau, hai ngón tay nhẹ nhàng ấn đầu nàng. Ngươi làm gì vậy? Ninh Nhụy Nhụy vừa mới nói một câu lại không tự giác ngáp một cái, mí mắt dần dần trở nên nặng nề. Không đợi Hạ Thiên trả lời thì Ninh Nhụy Nhụy tiến vào mộng đẹp. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng thì nàng tỉnh lại. Trong phòng rất sáng, nhưng không phải vì ánh đèn, mà vì hiện tại là ban ngày, hiển nhiên, Ninh Nhụy Nhụy đã ngủ rất lâu. Rất nhanh, nàng cũng phát hiện, nàng không còn nằm trên ghế salon nữa, mà nằm ở trên giường. Nàng theo bản năng co chân lại, nhưng phát hiện có gì đó không đúng, đôi chân dài của nàng bị ai đó đè lên, ngồi dậy xem xét. Hóa ra là Hạ Thiên đã gối đầu lên đùi nàng ngủ rồi. Thật ra Hạ Thiên cũng không có ngủ, đôi mắt của hắn vẫn còn mở to đây này. Tiểu muội chân dài, cô tỉnh ngủ rồi à? Hạ Thiên còn nằm ở trên đùi Ninh Nhụy Nhụy, không hề có ý định ngồi dậy. Nè, tối hôm qua ngươi đã làm gì ta thế? Ninh Nhụy Nhụy có chút tức giận. Không làm gì hết nha, ta chỉ bế cô lên giường mà thôi. Hắn thuận miệng nói, tiểu muội chân dài, cô không cần lo lắng. Nếu ta muốn làm gì cô thì chắc chắn sẽ làm lúc cô còn thức, ngủ thiếp đi thì không có thú vị chút nào. Ta hỏi ngươi tại sao lại làm ta ngủ thiếp đi? Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói. Ta nhìn cô có vẻ hơi mệt, cho nên giúp cô xoa bóp đầu, tiếp đó cô lập tức ngủ thiếp đi. Hạ Thiên giải thích một chút, nhưng tiểu muội chân dài à, cô thật sự rất dễ ngủ nha, đương nhiên ngủ được là chuyện tốt, ngủ nhiều thì có thể béo lên rồi thì dáng người của cô cũng trở nên tốt hơn. Ta không cần béo lên, Ninh Nhụy Nhụy hừ nhẹ một tiếng, nè, đừng gối đầu lên đùi ta nữa, ta cần phải rời giường. Chương 1944, chẳng lẽ hai người ngủ với nhau rồi sao? Hạ Thiên có chút không muốn rời đi đôi chân dài của Ninh Nhụy Nhụy, nhưng cuối cùng cũng ngồi dậy, mà nàng thì nhanh chóng xuống giường, tiếp đó nhìn đồng hồ, phát hiện bây giờ đã là 9 giờ sáng ngày hôm sau, tính thời gian thì nàng đã ngủ gần 12 giờ rồi. Là một người tu tiên. Có thể ngủ như vậy đúng là không quá bình thường, nhưng Ninh Nhụy Nhụy quy tội cho Hạ Thiên, chắc chắn là tên biến thái đó đã làm gì với nàng. Cũng may nàng tin tưởng lời của Hạ Thiên, nếu tên háo sắc ấy thật sự muốn làm gì với nàng thì nhất định sẽ lựa chọn lúc nàng tỉnh táo, cho nên cũng không có gì phải lo lắng. Lại nói, lo lắng cũng không ý nghĩa gì, chẳng thay đổi được cái gì cả. Nàng tắm rửa sơ một chút, tiếp theo quyết định đi bể bơi bơi hai vòng, nhìn hắn, nè, ta đói bụng rồi. Người đi lấy bữa sáng giúp ta đi. Được, Hạ Thiên rất dứt khoát đồng ý, rồi lập tức biến mất. Ninh Nhụy Nhụy nhanh chóng thay quần áo, nhưng vừa thay xong quay người lại thì có chút hỏng mất.
Nè, không phải ngươi đã đi rồi sao? Nàng biết bản thân lại bị Hạ Thiên nhìn sạch sành xanh. Tiểu muội chân dài, cô bảo ta đi lấy bữa sáng, ta lấy bữa sáng rồi nên trở về. Hạ Thiên lộ ra vẻ mặt vô tội, mà trên tay hắn đúng là có bữa sáng, hơn nữa còn là một mâm đồ ăn rất lớn và phong phú. Ninh Nhụy Nhụy không phản bác được, làm sao nàng biết Hạ Thiên đi lấy bữa sáng lại nhanh như vậy chứ? Ngươi lấy bữa sáng này ở đâu vậy? Ninh Nhụy Nhụy không khỏi tò mò. Ở ngay dưới nhà ăn, bọn hắn chuẩn bị cho chúng ta rất nhiều đồ ăn, có thể đi lấy bất cứ lúc nào. Hạ Thiên cười hì hì nói, nào, tiểu muội chân dài, cô ăn trước đi. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, tiểu muội chân dài, hôm qua cô ăn tương đối nhiều, buổi tối lại ngủ rất ngon, cho nên dáng người của cô đã tốt hơn một chút rồi đấy. Ninh Nhụy Nhụy chừng Hạ Thiên một cái, còn lâu nàng mới tin loại chuyện hoang đường này, nào có chuyện ngủ một buổi tối là dáng người có thể thay đổi chứ. Nè, ngươi ăn trước đi, ta bơi một lúc. Ninh Nhụy Nhụy đi về phía bể bơi, nhưng chờ nàng nhảy vào bể bơi thì lại nhìn thấy Hạ Thiên cầm bữa sáng đi theo. Ninh Nhụy Nhụy bơi vài vòng, sau đó ghé vào thành hồ bơi, khi nàng vừa định nói chuyện thì lại bị nhét một viên sủi cảo tôm vào miệng. Tiểu muội chân dài, ăn một miếng trước rồi lại chơi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Ninh Nhụy Nhụy thật đúng là hơi đói bụng. Nè, ta còn muốn ăn cái này, còn có cái này nữa. Nàng bắt đầu yên tâm hưởng thụ sự phục vụ của hắn, dù sao thì nàng cũng bị tên lưu manh ấy biến thành vợ nho nhỏ, bây giờ cũng nên hưởng thụ phúc lợi một chút. Hạ Thiên phục vụ coi như không tệ, chuyện gì cũng sẽ đáp ứng. Nè, ngươi thật sự rất muốn làm ta béo lên sao? Ninh Nhụy Nhụy có chút khó hiểu, trên thế giới này làm gì có nam nhân nào hy vọng bạn gái mình béo lên chứ? Đương nhiên rồi, Hạ Thiên nhìn Ninh Nhụy Nhụy, cô quá gầy, phải mập chút nữa mới dễ nhìn. Ngươi cho rằng ta lên cân thì chỗ đó nhất định sẽ biến lớn sao? Ninh Nhụy Nhụy hừ nhẹ một tiếng, đến lúc đó nếu trên eo ta có thịt thừa, như vậy sẽ chẳng đẹp đẽ gì. Tiểu muội chân dài thực ngốc, ta chính là thần y đệ nhất thiên hạ, làm sao lại để xảy ra chuyện như vậy chứ? Hạ Thiên lắc đầu, hơn nữa cô là người tu tiên, mỗi ngày đều luyện công, tỷ lệ dáng người nhất định sẽ được duy trì rất tốt, lại càng không có thịt thừa gì. Ninh Nhụy Nhụy không phản bác được, cuối cùng nàng hiểu rõ. Hạ Thiên đã xác định nếu nàng lên cân thì ngực sẽ trở nên lớn hơn. Gặp phải một nam nhân như vậy, nàng thật đúng là bó tay không có biện pháp. Mà càng kỳ quái hơn chính là, nàng cảm thấy bây giờ mình đã bị tên lưu manh ấy dần dần thay đổi một chút quan niệm. Phải biết rằng, trước đó nàng chưa bao giờ cảm thấy dáng người của mình có vấn đề gì, nàng thậm chí cảm thấy bản thân mình chính là đại diện cho hai chữ hoàn mỹ. Nhưng bây giờ nhìn thấy Thạch Thuần, Triệu Vũ Cơ, cộng thêm thỉnh thoảng bị Hạ Thiên ghét bỏ. Nàng đã bắt đầu hoài nghi bản thân. Chẳng lẽ nàng thật sự cần làm dáng người của mình khá hơn một chút? Nè, ta hỏi ngươi, bình thường ngươi ở với các cô vợ của mình thì sẽ làm những gì? Ninh Nhụy Nhụy không khỏi tò mò, ngươi đừng nói cho ta là mỗi ngày ngươi và các nàng ấy chỉ làm loại chuyện vớ vẩn kia thôi. Cái đó sao có thể là chuyện vớ vẩn được chứ? Hạ Thiên cười hì hì, tiểu muội chân dài, chuyện đó chơi rất vui, cô không tin thì chúng ta cũng có thể thử nha. Ninh Nhụy Nhụy bó tay rồi, thì ra thật sự là như thế. Anh rể, không tốt rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Lúc này, một tiếng kêu gào thanh thúy động lòng người truyền đến, sau đó Thạch Thuần vọt vào, tiếp đó Thạch Thuần nhất nhìn thấy Ninh Nhụy Nhụy, oa! Nhụy Nhụy tỷ, hình như hôm nay vóc người của ngươi đã trở nên tốt hơn một chút rồi nha, ngươi làm cách nào mà qua một buổi tối dáng người trở nên tốt hơn vậy? Chẳng lẽ là... Thạch Thuần quay đầu nhìn Hạ Thiên, anh rể. Cuối cùng ngươi cũng ngủ với Nhụy Nhụy tỷ rồi à? Chương 1945, nhất định là cha nam. Đúng vậy, Hạ Thiên gật đầu một cái, tối hôm qua ta đã ngủ với tiểu muội chân dài. Oa, anh rể à, ta quá hâm mộ ngươi, sau này ta ngủ với ngươi, có thể để Nhụy Nhụy tỷ ngủ cùng không? Thạch Thuần nhất nói với vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Chuyện đó có thể suy nghĩ một chút, Hạ Thiên suy nghĩ rất nghiêm túc, tiếp đó cảm thấy mình cũng không lỗ. Hai người các ngươi nói đủ chưa? Ninh Nhụy Nhụy vừa xấu hổ vừa buồn bực không thôi, hai người kia thật sự là quá không coi ai ra gì. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt với Thạch Thuần, nói, nè, tối hôm qua ta và tên biến thái ấy chẳng làm gì cả, nhiều nhất cũng chỉ là nằm cùng một cái giường mà thôi. Đúng vậy, ta nằm ở trên đùi tiểu muội chân dài. Hạ Thiên thuận miệng tiếp một câu. Ngươi ngậm miệng lại, Ninh Nhụy Nhụy hung ác trợn mắt nhìn Hạ Thiên, ta nói cho cả hai biết. Cái việc vớ vẩn mà hai người các ngươi mới vừa nói kia, đừng có mơ tưởng.
Nhụy Nhụy tỷ à, người lại suy nghĩ thêm một chút nữa. Thạch Thuần chớp chớp cặp mắt xinh đẹp. Thạch Thuần, không phải vừa rồi ngươi mới vừa la hét xảy ra chuyện lớn sao? Ninh Nhụy Nhụy vội vàng rời chủ đề, mới vừa rồi nữ lưu manh này còn la hét chạy vào nói có chuyện, thế mà vừa tiến vào lại bắt đầu làm càn, cái chuyện lớn kia cũng bị nàng ấy bỏ qua một bên. Ờ, thật ra cũng không phải chuyện gì quá lớn, hình như Tôn Vân tìm được một tên cha nam. Thạch Thuần nói nhanh, tối hôm qua, ta đi chơi cũng không để ý đến nàng ấy, sáng nay nàng ấy mang theo một nam nhân trở về, còn nói muốn xuất ngoại với người ta. Tên kia không đẹp trai, cũng không phải phú nhị đại gì, ta còn gọi điện thoại hỏi Thẩm Hạo nói đây không phải là người hắn giới thiệu, tóm lại ta thấy tên kia giống như là cha nam. Người ta không đẹp trai cho nên ngươi cảm thấy người ta là cha nam. Ninh Nhụy Nhụy tức giận hỏi. Đúng rồi, không đẹp trai đương nhiên là cha nam rồi. Thạch Thuần nói năng hùng hồn, ngươi nhìn anh rể xem, hắn hoàn toàn không đẹp trai chút nào, suy ra hắn chính là cha nam lớn nhất. Ai nha, anh rể à, tại sao ngươi lại đánh ta chứ? Thạch Thuần bĩu môi, nhìn Hạ Thiên, ngươi muốn sợ ta thì có thể nói nha, làm gì dùng sức như thế? Ta là soái ca đệ nhất thiên hạ, cho nên ta cũng là nam nhân tốt nhất thiên hạ. Hạ Thiên có chút bất mãn nhìn Thạch Thuần, Thuần Thuần, nếu ngươi còn nói hưu nói vượn nữa, cho dù ngươi có mặc bikini cho ta xem thì ta cũng sẽ biến ngươi thành người câm. Vậy nếu ta không mặc cho ngươi xem thì sao? Ngươi có thể không biến ta thành người câm chứ? Thạch Thuần bắt đầu cò kè mặc cả với Hạ Thiên, ta còn có thể vẽ cho ngươi một bức họa về cơ thể của Nhụy Nhụy tỷ, nhất định sẽ rất đẹp. Thạch Thuần, nếu ngươi dám vẽ bậy thì ngươi không xong với ta đâu. Ninh Nhụy Nhụy cắt đứt lời nói của Thạch Thuần. Nhụy Nhụy tỷ à, ta lại không sợ ngươi, ta chỉ sợ anh rể. Thạch Thuần cười hì hì. Ninh Nhụy Nhụy lập tức chán nản, số nha đầu Thạch Thuần ấy quá phách lối rồi. Tiểu muội chân dài, nếu cô tức giận thì ta có thể giúp cô đánh Thuần Thuần một trận nha. Hạ Thiên lên tiếng, bày ra dáng vẻ rất muốn giúp nàng đánh Thạch Thuần. Ta lười tức giận với hai người các ngươi. Ninh Nhụy Nhụy hừ nhẹ một tiếng, nè, ngươi thả bữa sáng xuống đi, ta tự ăn một mình. Ngươi và Thạch Thuần ra ngoài giải quyết tên cha nam kia đi. Tiểu muội chân dài, thật ra ta không muốn đi ra ngoài với Thuần Thuần đâu. Hạ Thiên hiển nhiên không có hứng thú đi giải quyết cha nam gì đó. Ngươi không đi thì ta sẽ ăn không ngon thì sẽ không mập, ta không mập thì dáng người cũng sẽ không thay đổi gì, như thế người bị lỗ vẫn là ngươi, sao nào, cuối cùng thì ngươi có đi hay không? Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói. Wow! Nhụy Nhụy tỷ, suy nghĩ kia của ngươi đạt điểm tối đa nha. Thạch Thuần ở bên cạnh cười hì hì, tiếp đó kéo cánh tay của Hạ Thiên, anh rể đi thôi, ngươi chơi với ta một hồi đi, để Nhụy Nhụy tỷ ở đây ăn điểm tâm rồi bơi lội phát triển cơ thể thôi. Tốt thôi, tiểu muội chân dài, vậy ngươi ăn nhiều một chút, nếu không đủ thì có thể gọi điện cho nhân viên phục vụ hoặc tự xuống dưới lấy. Cuối cùng thì Hạ Thiên vẫn quyết định ra ngoài, dù sao nếu Ninh Nhụy Nhụy không chịu ăn thì đó chính là đại sự. Hơn nữa đi ra ngoài chơi với Thuần Thuần cũng không tệ, mặc dù Thuần Thuần là cái tiểu lừa gạt, nhưng vóc người của nàng ấy rất đẹp nha. Anh rể, ta nói với ngươi, tên bạn trai mà Tôn Vân tìm nhất định là cha nam. Tôn Vân dẫn hắn tới khách sạn mà hắn vẫn luôn nhìn ta, kỳ quái nhất là hắn còn không dẫn Tôn Vân về phòng của mình. Thạch Thuần lôi kéo Hạ Thiên đi ra ngoài, vừa đi vừa nói xấu bạn trai của Tôn Vân, ta cho rằng hắn không có tiền mướn phòng nên muốn ở chùa, thế là ta dứt khoát chạy ra ngoài. Tên kia không đẹp trai lại không có tiền, chắc chắn là cha nam. Nhưng Tôn Vân ấy cũng khó nhìn và cũng không có tiền. Hạ Thiên thuận miệng nói, Thuần Thuần, ngươi không cảm thấy bọn họ rất xứng đôi sao? Mặc kệ chuyện của bọn họ đi. Rất hiển nhiên, Hạ Thiên thật sự không có hứng thú quản loại chuyện kia, mặc dù hắn đã gặp cái người tên Tôn Vân đó vài lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng ta thì hắn đều tự động bỏ qua nàng ta. Anh rể, ngươi nói như vậy cũng đúng. Nhưng ta mang nàng ấy đi ra ngoài cho nên vẫn phải chịu trách nhiệm với nàng ấy. Lỡ như nàng ấy bị người khác ức hiếp thì sao, bảo vệ nàng ấy chính là trách nhiệm của ta nha. Thạch Thuần nói nhanh, hơn nữa anh rể ta nói với ngươi, ta nghe nói một số nữ nhân bị cha nam lừa gạt đi hỗ trợ làm chuyện xấu, người kia vừa mới gặp đã nói muốn dẫn Tôn Vân xuất ngoại, ta luôn cảm thấy không bình thường, nói không chừng là muốn bán Tôn Vân đi đâu, ừ nhỉ, cũng có thể là nhờ nàng ấy hỗ trợ buôn lậu thuốc phiện. Chương 1946, lý tưởng của Hạ Thiên. Không thể không nói, Thạch Thuần suy nghĩ rất nhiều, đương nhiên, sự nghi ngờ kia của nàng không hoàn toàn vô căn cứ, dù sao những chuyện tương tự như vậy cũng đã từng phát sinh rồi.
Vậy tại sao ngươi không đánh tên kia một trận rồi đuổi hắn ra chứ? Hạ Thiên có chút khó hiểu. Anh rể à, ta không phải là ngươi, hở tí là vung tay đánh người. Ta chính là một thiếu nữ xinh đẹp tuân thủ luật pháp, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, ôn lương hiền thục, ta chỉ biết lấy đức phục người. Nếu Thạch Thuần nghe người khác nói về mình như vậy phỏng chừng sẽ không tin tưởng, nhưng nàng lại có thể nói ra mà hoàn toàn không đỏ mặt chút nào. Vậy cuối cùng thì ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Hạ Thiên trừng mắt với Thạch Thuần, nhà đầu này thật đúng là phiền phức. Ừ, cũng không có gì, chúng ta đi tới đó xem tình hình như thế nào trước đã. Thạch Thuần nháy nháy mắt, đúng rồi, để ta gọi điện thoại cho Tôn Vân hẹn nàng xuống dưới ăn điểm tâm, dù sao thì ta vẫn còn chưa ăn sáng đâu. Thạch Thuần lấy điện thoại di động ra gọi cho Tôn Vân, mà bên kia, nàng ta cũng nhận điện thoại rất nhanh. Tôn Vân, ngươi ăn sáng chưa? À, thôi, ngươi vội việc của mình trước đi. Thạch Thuần lập tức cúp điện thoại, khuôn mặt có chút ửng hồng, bởi vì bên kia điện thoại truyền đến âm thanh không thể miêu tả. Cha Nam, quả nhiên là cha Nam mà. Thế mà dám làm bậy ở phòng của ta và Tôn Vân, ta không muốn ở đó nữa, ta phải đổi chỗ ở. Thạch Thuần thở phì phò nói, anh rể, ta muốn tới ở chỗ của ngươi. Tốt thôi, dù sao bây giờ khách sạn cũng chỉ có ta và tiểu muội chân dài, ngươi có thể ở gian phòng của chúng ta, cũng có thể ở bất cứ gian phòng nào trong khách sạn. Hạ Thiên thuận miệng nói, cảm thấy chuyện đó sao cũng được. Phải không, Thạch Thuần thật là có chút bất ngờ, anh rể, ngươi mua lại khách sạn à? Hình như là cô vợ nào của ta mua, tóm lại, bây giờ khách sạn là của chúng ta, không cho người khác ở. Hạ Thiên không quá xác định chuyện ấy, cũng lười tìm hiểu. Anh rể, ta đói bụng rồi, ta muốn đi ăn điểm tâm. Thạch Thuần bĩu môi, ta mặc kệ Tôn Vân, người dẫn ta đi ăn điểm tâm trước đi. Hạ Thiên không có ý kiến gì, nhưng hắn cũng không có mang Thạch Thuần trở về khách sạn, lý do rất đơn giản, lỡ như trở về gặp phải Ninh Nhụy Nhụy cũng đang ăn điểm tâm phía dưới. Sau đó nhìn thấy bọn hắn lại nói không muốn ăn, vậy thì không tốt lắm. Mặc dù Thạch Thuần không đồng ý lý do kỳ quái của Hạ Thiên, nhưng nàng không có để ý gì, dù sao ăn ở đâu cũng giống nhau. Nhưng phải biết rằng, dù sao ở đây cũng là hải đảo, không có nhiều sự lựa chọn, ngoại trừ tất cả khách sạn đều có phòng ăn, nơi còn lại có thể ăn cơm chính là khu mua sắm tổng hợp. Đương nhiên, khu mua sắm ở đây không phải chỉ là để mua sắm, vui chơi ẩm thực gì cũng có. Mua đồ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, đói bụng muốn ăn cái gì rất là tiện lợi. Thời điểm này, khu mua sắm không có bao nhiêu người, chỗ ăn cơm càng ít. Thật ra chuyện nọ cũng bình thường, người tới đây nghỉ phép vừa mới bay nhảy cuồng hoan tối hôm qua, cho nên bây giờ hơn phân nửa là đang ngủ. Anh rể, ta đột nhiên lại không muốn ăn. Khi cả hai đi vào một tiệm ăn sáng, nhìn hết menu thì Thạch Thuần phát hiện mình không có ăn uống gì. Thuần Thuần, tại sao ngươi lại kén ăn chứ? Hạ Thiên có chút khó hiểu, ta nhớ lúc nhỏ ngươi không có kén ăn như vậy. Đó là do hồi nhỏ ta không được ăn nhiều món ngon, cho nên là không kén ăn rồi. Thạch Thuần bĩu môi, khi đó cơ thể người ta còn đang phát triển chứ bộ. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Hạ Thiên thuận miệng hỏi một câu. Không biết, hình như không có gì mà ta muốn ăn cả. Thạch Thuần hơi bày ra vẻ mặt không quá hứng thú, anh rể, ta hỏi ngươi một việc nha, bây giờ ngươi lợi hại như vậy, vợ cũng nhiều như vậy. Tiền cũng xài không hết, có khi nào ngươi cảm thấy mình không có gì để theo đuổi không? Không, ta còn có rất nhiều thứ để theo đuổi, ví dụ như làm cách nào để cởi ra bộ quần áo trên người muội muội chân dài, đến giờ nàng ấy còn không chịu nói cho ta biết đâu, còn có thần tiên tỷ tỷ cũng không phải mỗi ngày đều chơi với ta, ta còn muốn đi Tiên Vân Đại Lục tìm các cô vợ của mình. Ở đây thì ta còn muốn thay đổi dáng người của tiểu muội chân dài, còn muốn làm cho vợ y y nghe lời một chút, còn có bố nha đầu bây giờ cũng không nghe lời ta nói, tóm lại ta còn có rất rất nhiều thứ để theo đuổi. Hạ Thiên nói như thuộc trong lòng bàn tay, những thứ hắn cần theo đuổi thật sự rất nhiều. Thạch Thuần có chút cạn lời, người anh rể này đã có nhiều vợ như vậy, tại sao vẫn còn có hứng thú với mỹ nữ chứ? Tốt thôi, nhưng ta thường xuyên cảm thấy mình không hề có chút theo đuổi nào. Cái gì ngon thì ta đã ăn rồi, trò gì vui cũng chơi hết, ta cũng không muốn chạy khắp nơi tìm soái ca. Ở đây nghỉ phép cũng không biết chơi cái gì. Nhụy Nhụy tỷ chân dài ta cũng đã chơi cùng rồi, thật sự không có việc gì đặc biệt muốn làm. Thạch Thuần cảm thấy có chút vô vị, anh rể, ngoại trừ chơi với tỷ tỷ các nàng ấy thì ngươi không còn có sở thích khác sao? Không có, Hạ Thiên nói rất chân thành, nhưng các nàng ấy đều có sở thích khác. Nói như vậy ta vẫn muốn tìm một chút việc để làm. Thạch Thuần lẩm bẩm,
chẳng lẽ ta thật sự phải làm họa sĩ sao? Nhưng ta lại không có hứng thú quá lớn đối với vẽ tranh. Thạch Thuần chống cằm bằng hai tay, vẻ mặt buồn khổ nhìn Hạ Thiên, anh rể, ngươi có thể tìm cho ta một chút trò vừa có tính khiêu chiến vừa chơi vui được không? Chương 1947, Cốc Phú, Cổ Tình. Thuần Thuần, ngươi có thể làm vợ nho nhỏ số 108 trước, sau đó mỗi ngày biểu hiện tốt một chút, như vậy ngươi có thể chậm rãi thăng cấp, từ 108 biến thành 107, cuối cùng biến thành 18. Nếu biểu hiện tốt hơn nữa thì ngươi có thể biến thành vợ nho nhỏ số 8. Thậm chí có thể thăng cấp thành vợ nhỏ, người xem có phải rất có tính khiêu chiến không? Hạ Thiên cười hì hì nói. Nhưng chuyện ấy hoàn toàn không vui một chút nào. Thuần Thuần bĩu môi, người dám để ta ở hạng 108, còn lâu ta mới làm vợ nho nhỏ của ngươi, địa vị còn không bằng hiện giờ nữa. Như vậy cũng không tệ. Hạ Thiên lẩm bẩm, hắn cũng cảm thấy Thuần Thuần hiện tại đã có lực hấp dẫn lớn hơn một chút. Hừ, đại háo sắc ngươi quá dễ dàng bị câu dẫn. Ta chỉ cần mặc bikini nửa đêm đi vào phòng ngươi, ngươi chắc chắn sẽ muốn làm bậy, hoàn toàn không có một chút tính khiêu chiến. Thạch Thuần hừ dỗi một tiếng, ta phải đi tìm việc có tính khiêu chiến chân chính làm mới được. Thật ra ban ngày ngươi mặc bikini đi vào phòng ta cũng được, không nhất định phải là buổi tối. Hạ Thiên ở bên cạnh rất nghiêm túc bổ sung một câu. Còn lâu ta mới mắc mưu của anh rể ngươi, ngươi chỉ toàn đưa ra ý kiến sằng bậy. Thạch Thuần bĩu môi, thôi thôi. Ta vẫn nên tự suy nghĩ xem có chuyện gì chơi vui không, anh rể ngươi không đáng tin cậy chút nào. Duỗi lưng một cái, Thạch Thuần đứng lên, anh rể, ta không muốn ăn sáng, ta đi chơi một mình đây, không đi với ngươi nữa đâu. Thạch Thuần nói xong là đi, có điều nàng mới đi được hai bước thì cả người đã bị khống chế bay ngược trở về, tiếp đó ngã xuống trên đùi Hạ Thiên. Ta không muốn chơi một mình, Hạ Thiên có chút không vui, tên lừa đảo Thuần Thuần này quá không coi ai ra gì rồi. Vốn dĩ hắn đang chơi rất vui với tiểu muội chân dài, thế mà Thuần Thuần nhất định phải kéo hắn ra ngoài, bây giờ, nàng lại muốn chạy làm hắn chơi một mình, chuyện đó tất nhiên không được. Anh rể, người có thể đi tìm Nhụy Nhụy tỷ chơi, đôi chân dài của nàng ấy rất đáng chơi nha. Thạch Thuần vội vàng nói. Không được, tiểu muội chân dài đang ăn để bồi bổ cơ thể, ta không thể đi quấy rầy nàng ấy, nếu không thì dáng người của tiểu muội chân dài không thể thay đổi, ta sẽ thua thiệt lớn. Hạ Thiên nói rất chân thành. Tốt thôi, anh rể, chúng ta chuyển sang nơi khác ăn đi, ta không muốn ăn điểm tâm ở đây. Thạch Thuần biết không có cách nào đi chơi một mình, lập tức ra một đề nghị mới. Hạ Thiên không có ý kiến gì, hắn chỉ không muốn ở một mình mà thôi, đến nỗi đi ăn cơm với tiểu lừa gạt Thuần Thuần hay đi làm cái khác, với hắn đều không quan trọng. Kết quả là hai người cứ như vậy rời đi tiệm ăn sáng, mà Thạch Thuần cũng có vẻ rất ngoan ngoãn. Dựa vào Hạ Thiên y như chim non nép vào người, điều đó khiến hắn rất hài lòng, mặc dù tiểu lừa gạt Thuần Thuần thường xuyên lừa hắn, nhưng nhiều khi cũng rất tự giác. Không bao lâu thì hai người đã đến bờ biển, bây giờ người ở bờ biển không nhiều, chắc có liên quan tới thời tiết hôm nay, bởi vì bầu trời bây giờ rất âm u, nhìn như sắp mưa tới nơi. Mà lúc này nhiệt độ cũng không cao lắm, nếu người bình thường đi ở bờ biển có thể sẽ cảm thấy có chút lạnh, đặc biệt là hiện giờ có gió rất lớn. Anh rể, hình như có người đang nướng đồ ăn thì phải. Gió biển thổi tới một mùi thơm, Thạch Thuần lập tức phát hiện cách mấy trăm mét có người đang nướng đồ ăn cạnh bờ biển, tiếp đó nàng nhanh chóng lôi kéo Hạ Thiên đi tới bên kia. Nơi đó có một cặp nam nữ đang nướng thịt, cả hai đều mặc đồ tắm, có thể nhìn ra dáng người của bọn hắn rất tốt, chỉ cần nhìn 6 khối cơ bụng trên người nam và cơ bụng số 11 trên người nữ là biết, hai người này chắc thường xuyên tập thể hình. Đại ca, đại tỷ, chúng ta có thể gia nhập với hai người các ngươi không? Thạch Thuần đi tới chào hỏi, mùi thơm của đồ nướng gợi lên cảm giác thèm ăn trong nàng. Mặc dù trên đảo không có nhiều nhà hàng, nhưng nếu muốn ăn đồ nướng cũng không phải không có. Mà thật ra Thạch Thuần cũng không phải rất muốn ăn đồ nướng, chỉ là đột nhiên cảm thấy đồ nướng bờ biển không tệ, cho nên muốn ăn. Nói cho cùng, Thạch Thuần chính là một thiếu nữ xinh đẹp hay thay đổi, có điều Hạ Thiên không thèm để ý chuyện ấy, bởi vì với hắn mà nói, chỉ cần Thạch Thuần là thiếu nữ xinh xắn, hơn nữa còn là thiếu nữ ưa nhìn với dáng người nóng bỏng là được rồi, đến nỗi có hay thay đổi hay không thì không liên quan gì tới hắn. Không thành vấn đề, vị tiểu muội muội và vị tiểu huynh đệ này cùng tới đây đi. Nam nhân cầm thịt nướng ngẩng đầu nhìn hai người rồi mỉm cười chào đón. Thạch Thuần không chỉ có dung nhan xinh đẹp mà miệng còn rất ngọt, trên cơ bản sẽ không có người từ chối. Đại ca, anh rể của ta không phải là tiểu huynh đệ. Hắn còn lớn hơn cả ngươi đấy. Thạch Thuần cười hì hì,
lôi kéo Hạ Thiên ngồi xuống bờ cát, hắn đã hơn 30 tuổi rồi, nhưng ta chính là thiếu nữ xinh đẹp, ta mới 22. Vậy à, nam nhân nướng thịt hơi kinh ngạc, vị tiểu huynh đệ kia nhìn qua quá trẻ tuổi. Dừng một chút, nam nhân kia lại bổ sung một câu, nhưng ta cũng hơn 30 rồi, năm nay ta 33. Qua, đại ca, người cũng già như vậy sao? Biểu cảm của Thạch Thuần có chút khoa trương, tiếp đó nàng cười hì hì với người bên cạnh nam nhân kia, vị tỷ tỷ này, vẫn là ngươi nhìn trẻ tuổi. Tiểu muội muội, ta cũng không trẻ, rất mau sẽ bước sang tuổi 30 rồi nha. Nữ nhân kia nhẹ nhàng nở nụ cười, đúng rồi, rất vui được quen biết, ta tên là Cổ Tình, cổ trong cổ kim nội ngoại, tình trong trời nắng không mưa. Ừ, ta là Thạch Thuần, thạch là đá, thuần trong đơn thuần. Thạch Thuần nháy nháy mắt, đây là anh rể của ta, tên là Hạ Thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong đệ nhất thiên hạ. Ta gọi Cốc Phú, chính là từ Cốc Phú trong 24 tiết khí. Nam nhân nướng thịt đáp lời, thuận tay đưa miếng thịt nướng chín cho Thạch Thuần, nào, thử xem tay nghề của ta. Được, cảm ơn Cốc Phú đại ca. Thạch Thuần chớp chớp cặp mắt xinh đẹp, tiếp nhận miếng thịt nướng, sau đó đưa tới bên miệng Hạ Thiên, anh rể, người nếm trước đi, xem coi ăn được hay không nha. Ý của Thạch Thuần hiển nhiên để cho Hạ Thiên thử độc trước. Hạ Thiên cũng không ngại, cắn một miếng thịt, vài giây sau nói cho Thạch Thuần cũng không tệ lắm. Ừm, vậy ta ăn nha. Thạch Thuần lập tức đưa thịt tới bên miệng, hoàn toàn không ngại miếng thịt này đã bị Hạ Thiên ăn qua, mà thấy cảnh kia, trên mặt Cốc Phú và Cổ Tình thoáng hiện lên chút quái dị, dù sao thì hai người kia có vẻ quá thân mật, trông không giống như quan hệ đơn giản giữa anh rể và cô em vợ. Cổ Tình tỷ, Cốc Phú đại ca là bạn trai của ngươi phải không? Thạch Thuần cũng rất thích hóng hớt, thắc mắc. Chúng ta à, xem như thế đi. Cổ Tình nhẹ nhàng nở nụ cười, thật ra chúng ta mới quen biết không bao lâu, nói đúng hơn là quen biết không lâu trong hiện thực. Đúng vậy, trước đó chúng ta chỉ giao tiếp ở trên mạng, chính là theo dõi Weibo lẫn nhau, ngẫu nhiên tương tác một chút, bởi vì cả hai chúng ta đều rất thích tập thể hình. Cốc Phú ở bên cạnh tiếp lời, lần này, chúng ta vừa vặn đều tới đây du lịch, tiếp đó hẹn gặp mặt nhau, mặc dù ta thật thích Cổ Tình, nhưng Cổ Tình còn không có đáp ứng làm bạn gái của ta đâu. Vậy sao? Thạch Thuần nháy nháy mắt, ta cảm thấy các ngươi rất xứng đôi, Cốc Phú đại ca rất đẹp trai, Cổ Tình tỷ rất xinh đẹp, không giống ta và anh rể, hoàn toàn không xứng đôi chút nào. Các ngươi nhìn ta xinh đẹp như vậy, dáng người cũng tốt như vậy, nhưng anh rể lại không soái chút nào, dáng người cũng không tốt, hắn còn chưa bao giờ tập thể hình. Ai nha, các ngươi nhìn đi, hắn còn đánh ta, quả thật là bạo lực gia đình. Chương 1948, ta sẽ mách chị họ. Biểu cảm trên mặt Cổ Tình và Cốc Phú có chút quái dị, bọn hắn đương nhiên nhìn thấy Hạ Thiên đánh Thạch Thuần, hơn nữa còn là đánh ở chỗ không nên đụng chạm, nhưng bọn hắn không ngốc, cả hai nhận ra Thạch Thuần cũng không tức giận, thoạt nhìn càng giống như một cặp đôi đang đùa giỡn. Vấn đề là Thạch Thuần nhất vẫn luôn miệng gọi Hạ Thiên là anh rể, chắc không phải là một cặp đôi. Ai ra, tóm lại là, ngay cả tên của các ngươi cũng rất xứng đôi nha. Thạch Thuần cười hì hì, các ngươi không kết hôn thật sự rất đáng tiếc. Cổ Tình và Cốc Phú có chút cạn lời, hai người bọn hắn thậm chí còn chưa phải là bạn bè đâu, bây giờ, Thạch Thuần đã nói đến kết hôn rồi. Thuần Thuần, người quản nhiều như vậy làm gì? Bọn hắn cũng không phải chưa ngủ với nhau. Hạ Thiên lười biếng nói. Thật sao, Thạch Thuần có chút ngạc nhiên. Không chỉ ngủ với nhau, còn mang thai nữa. Hạ Thiên nhìn Cốc Phú, nè, tên kia, người đừng nướng thịt cho Thuần Thuần nữa, cho vợ người ăn nhiều một chút, bây giờ nàng cần bồi bổ cơ thể. Còn nữa, thời gian qua, các ngươi đừng vận động quá dữ dội, hạn chế loại chuyện đó một chút, đừng lại giống đêm qua một hơi làm 4-5 lần. Nghe vậy, Cổ Tình và Cốc Phú không khỏi trợn mắt há hốc mồm nhìn Hạ Thiên. Ngươi, cuối cùng các ngươi là ai? Cổ Tình không nhịn được hỏi, có phải các ngươi đã quay được video gì không? Các ngươi muốn thế nào? Cổ Tình nhìn qua có chút hoảng sợ, mà nàng hiển nhiên là hiểu lầm. Nàng cho rằng Hạ Thiên và Thạch Thuần là thám tử tư hoặc paparazzi gì đó rình mò quay được video không thể miêu tả của nàng và Cốc Phú, nếu không thì sao lại hai người kia lại biết được buổi tối bọn hắn làm loại chuyện riêng tư như vậy. Ừ, Cổ Tình tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, anh rể là thần y, chúng ta không có video nào về các ngươi nha. Thạch Thuần rất thông minh, thoáng cái đã hiểu rõ Cổ Tình lo lắng cái gì, nếu không thì tại sao anh rể lại biết được ngươi mang thai chứ? Ta xem chính Cổ Tình tỷ cũng không biết bản thân đang mang thai đúng không? Chuyện này, các ngươi thật sự không có quay video sao? Ta, Cổ Tình vẫn còn có chút mơ hồ, nàng nhìn Cốc Phú,
lại nhìn về phía Thạch Thuần và Hạ Thiên, nhưng ta cũng không biết bản thân có mang thai hay không, phải đi tìm bệnh viện kiểm tra hoặc mua dụng cụ thử mới biết. Anh rể, hình như ở đây không có bệnh viện, người có biện pháp gì lập tức chứng minh Cổ Tình Tỷ mang thai không? Thạch Thuần lại nhìn về phía Hạ Thiên, bây giờ nàng rất nhàm chán, cho nên rất để ý việc ấy. Chuyện đó rất đơn giản, ngươi cho nàng ăn cái kia đi. Hạ Thiên tiện tay chỉ vào một sâu cá cắt lát được nướng thơm phức. Thạch Thuần rất phối hợp, cầm lấy sâu cá lát nướng đưa cho Cổ Tình. Cổ Tình đang muốn nói chuyện thì đột nhiên đứng dậy vọt tới bờ biển, tiếp đó là một hồi ói mửa. Cổ Tình, ngươi không sao chứ? Cốc Phú vội vàng chạy tới. Thấy chưa, ta nói là nàng mang thai mà. Hạ Thiên lười biếng nói, đương nhiên, lời đó là cho Thạch Thuần nghe. Nè anh rể, ngươi xem, có phải nàng phun quá nhiều không? Đã qua mấy phút rồi đó. Một lúc sau, Thạch Thuần có chút nghi ngờ hỏi. Cổ Tình nhìn có vẻ không đúng lắm, luôn nôn mửa, hơn nữa nhìn thêm lại càng ngày càng nghiêm trọng, chính là không thể ngừng được. À, nàng ấy không chỉ mang thai, còn ăn đến hỏng bụng. Hạ Thiên liếc Cổ Tình, sau đó rút ra kết luận, nàng ấy không chỉ sẽ nôn không ngừng, mấy phút nữa nàng sẽ đau bụng, sau đó tiêu chảy không dừng được. À, Thạch Thuần ngẩn ngơ, Cổ Tình tỷ sẽ không gặp chuyện như vậy chứ? Đương nhiên sẽ có chuyện. Hạ Thiên dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc nhìn Thạch Thuần, Thuần Thuần sao ngươi lại đần như vậy chứ? Tiếp tục như vậy thì nàng ấy sẽ chết. Nghiêm trọng như vậy sao? Thạch Thuần lại ngẩn ngơ, sau đó có chút lo lắng, vậy thì anh rể ngươi nhanh chóng trị bệnh cho nàng ấy đi. Thuần Thuần vì sao ngươi lại quan tâm nàng ấy như thế? Hạ Thiên thấy kỳ quái, nàng ấy cũng không phải là chị ruột của ngươi, ngươi biết nàng mới nửa tiếng thôi. Tóm lại anh rể ngươi nhanh chóng trị bệnh cho nàng ấy đi. Nếu không thì ta không vui thì chẳng lẽ ngươi sẽ vui sao? Thạch Thuần nhanh chóng nói. Hạ Thiên nghĩ nghĩ, sau đó nói rất chân thành, Thuần Thuần nếu như ngươi không vui, ta chắc sẽ rất vui vẻ. À, anh rể tại sao ngươi như vậy, ta phải nói cho chị họ rằng ngươi khi dễ ta. Thạch Thuần có chút sụp đổ, người anh rể này thật sự đúng là tìm niềm vui của hắn ở trên nỗi thống khổ của nàng sao? Không có quan hệ, ngược lại Vân Thanh tỷ không ở đây. Hạ Thiên không có để ý chút nào. Thạch Thuần lập tức không có biện pháp, sau đó lại dùng tới một loại thủ đoạn khác của nàng. Anh rể, ngươi coi như giúp ta một chút đi, ngươi nhìn ta ngoan như vậy. Thạch Thuần bắt đầu nũng nịu. Nhưng, hiệu quả vẫn rất có hạn, ngược lại bây giờ hắn còn không nhúc nhích, mà bên kia, hình như tình huống của Cổ Tình càng ngày càng nghiêm trọng, không chỉ là nôn, nôn ra thứ có mùi khó ngửi. À, giống như không đơn giản như ăn đồ hỏng. Hạ Thiên lẩm bẩm. Sau đó cuối cùng vỗ người một cái đi tới bên cạnh Cổ Tình, lấy ra ngân châm, nhanh chóng châm ở trên người nàng mấy lần. Sau đó, Cổ Tình đang nôn mửa đột nhiên liền dừng lại, sắc mặt trong mấy giây đã khôi phục lại bình thường. Việc đó, cảm ơn bác sĩ Hạ. Cổ Tình cảm ơn Hạ Thiên, động tác châm của hắn không tính là đặc biệt nhanh, ít nhất người bình thường còn thấy rõ, cho nên bất luận là Cổ Tình hay Cốc Vũ, đều có thể nhìn thấy hắn vừa mới châm cho Cổ Tình. Mà điều ấy nhanh chóng có hiệu quả, làm cho hai người bắt đầu ý thức được, Hạ Thiên đúng là bác sĩ. Là thần y, Hạ Thiên uốn nắn cách xưng hô. Cảm ơn Hạ thần y, Cốc Phú phản ứng rất nhanh, lập tức nói theo, sau đó lại có chút vội vàng hỏi, xin hỏi Hạ thần y, Cổ Tình đây là có chuyện gì? Nôn ngén bình thường, chắc không đến mức như vậy, tại sao vẫn luôn nôn mà ngừng không được? Chương 1949, đi điều tra. Ồ! Người đây không phải là nôn ngén, mà là ăn đồ hư. Hạ Thiên lười biếng nói, trước đó các ngươi ăn đồ nướng. Ừ, 2 giờ trước, nàng còn ăn thứ gì không? 2 giờ trước, hình như không ăn cái gì. Cổ Tình bắt đầu suy tư, sau đó nhìn Cốc Vũ, lúc đó, hình như chúng ta. À, cũng đúng, 2 giờ trước các ngươi đang ở đây, chắc không ăn cái gì giữa lúc đó. Hạ Thiên lẩm bẩm, đúng rồi, người có uống nước gì không? Uống nước, đã uống. Là nước khoáng miễn phí khách sạn tặng, chẳng lẽ nước đó có vấn đề? Cổ Tình suy nghĩ, lúc đó nàng cảm thấy rất khát, thuận tay uống nước đặt ở bên giường, lúc đó không cảm thấy có vấn đề, sao bây giờ mới bắt đầu xảy ra chuyện chứ? Cổ Tình, có phải là có người muốn hại ngươi hay không? Cốc Phú lập tức khẩn trương, được rồi, không nói những việc ấy nữa, chúng ta vẫn nên nhanh đi bệnh viện, kiểm tra ngươi kỹ hơn một chút. Nếu cần phải đi bệnh viện, thì phải rời khỏi đảo, chỗ đó vẫn rất xa. Thật ra nghe nói trên cái đảo này có bệnh viện, nhưng bệnh viện rất nhỏ, không xem bệnh nặng được. Cổ Tình có chút do dự,
rõ ràng nàng không muốn rời khỏi, hơn nữa bây giờ nàng cảm thấy rất khỏe, không có không thoải mái cái gì. Cổ Tình tỷ, ngươi không cần đi bệnh viện, anh rể của ta là thần y, trên thế giới này không có bác sĩ nào tốt hơn hắn, ngươi có vấn đề gì cũng có thể để cho anh rể giải quyết giúp ngươi. Thạch Thuần đi tới, ở bên cạnh nhanh chóng nói. Không đợi Cổ Tình nói, Thạch Thuần lại nhìn về phía Hạ Thiên, anh rể, bây giờ Cổ Tình tỷ không sao chứ? Không chết được, Hạ Thiên lười biếng nói, nhưng còn có chút vấn đề nhỏ. Vấn đề nhỏ gì? Thạch Thuần có chút buồn bực, sao anh rể ngươi làm gì mà không chữa khỏi cho nàng ấy chứ? Không phải ngươi còn nghĩ nhắc tới điều kiện gì với Cổ Tình tỷ chứ? Thuần Thuần, ngươi lại muốn ăn đòn, làm sao ta có thể ra điều kiện với nàng ấy không đủ tư cách làm vợ cho ta, hơn nữa nhìn nàng ấy cũng không có tiền bạc gì. Hạ Thiên có chút không cao hứng, nhưng mà cơ thể của nàng ấy có điểm kỳ quái, ta muốn biết rõ ràng đến cùng trước đó đã xảy ra chuyện gì. Cổ Tình ngẩn ngơ, câu đó nghe có hơi kỳ quái, cái gì gọi là nàng không đủ tư cách làm vợ của hắn. Hơn nữa đây chỉ là chữa bệnh mà thôi, có quan hệ gì với việc làm vợ của hắn. Nhưng, nghĩ đến Hạ Thiên vừa mới giúp nàng, Cổ Tình thật sự không tính toán việc này, nàng nhìn hắn, giọng vẫn rất khách khí, Hạ Thần Y, cơ thể của ta còn có vấn đề gì? Đầu tiên ta bắt mạch cho ngươi đã. Hạ Thiên quyết định kiểm tra cẩn thận một chút, nói xong thì trực tiếp dùng hai ngón tay nắm cổ tay Cổ Tình, mà vẻn vẹn 3 giây sau đó, hắn đã thu tay lại. Hình như có chút không thích hợp, Hạ Thiên lại lầm bầm lầu bầu. Anh rể, đến cuối cùng là bị làm sao? Thạch Thuần ở bên cạnh có chút mơ màng, sao bây giờ bộ dáng của anh rể nhìn trông có vẻ rất nghiêm túc? Chẳng lẽ Cổ Tình có vấn đề rất nghiêm trọng sao? Hạ Thần Y, chính là chai nước này, ta uống một nửa, nhưng ta nhớ lúc ta uống, chai nước ấy còn chưa mở, là ta mở ra, theo lý thuyết, chắc không có người động tay động chân. Cổ Tình đưa một bình nước khoáng bên đầu giường cho Hạ Thiên, đồng thời nhớ lại tình huống lúc đó. Thần Tuyền, Thạch Thuần bu lại, a, nhãn hiệu chai nước suối này rất nổi danh, ta nhớ ta cũng từng uống, hương vị không tệ lắm. Phải không, thế mà Hạ Thiên cứ uống một ngụm như vậy, sau đó phun ra, Thuần Thuần ngươi quả nhiên là một tiểu lừa gạt, thứ kia uống chẳng ngon chút nào. Vậy thì, Hạ Thần Y, nước này có vấn đề gì không? Cổ Tình có chút thấp thỏm hỏi. Hạ Thiên không nói gì, quét quanh căn phòng, sau đó nhìn thấy còn có một bình Thần Tuyền, mà lại còn chưa mở ra, đã đi tới, mở ra uống một ngụm, sau đó lại phun ra. Hai bình nước này giống nhau, Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó đột nhiên biến mất từ trong căn phòng. Cổ Tình và Cốc Phú ngẩn ngơ, sau đó đều nhìn về phía Thạch Thuần, hiển nhiên muốn biết Hạ Thiên đi nơi nào. À, anh rể sẽ trở về ngay lập tức, Thạch Thuần giải thích. Hạ Thiên trở lại rất nhanh. Không đến một phút, hắn đã quay lại căn phòng, mà Cổ Tình và Cốc Vũ vẫn không có nhìn thấy cuối cùng hắn lại xuất hiện thế nào, hiện giờ, sắc mặt hai người có chút không thích hợp. Dù sao, điều ấy khá là quái dị. Anh rể ngươi đi đâu vậy? Thạch Thuần có chút hiếu kỳ hỏi. À, đều thử nơi đặt Thần Tuyền trong khách sạn này một chút, phát hiện nước đều giống nhau. Hạ Thiên thuận miệng nói. Vậy thì, đúng là nước uống không có vấn đề. Thạch Thuần hỏi. Thuần Thuần ngươi thật ngốc. Đương nhiên là có vấn đề. Hạ Thiên lại có biểu hiện nhìn đồ ngốc. Sao ta lại kém thông minh rồi? Rõ ràng những người khác trong khách sạn đều tốt, chẳng lẽ bọn hắn đều không uống nước sao? Thạch Thuần bĩu môi, có chút không phục. Đây là một loại nước chỉ có rất ít người uống mới có thể xảy ra vấn đề. Hạ Thiên lười biếng nói, ừ, ta bảo bé ngoan điều tra thêm cái công ty giỏm kia, khẳng định có vấn đề. Hạ Thiên lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho bé ngoan. Sau đó lại lấy ngân châm, tiện tay châm thêm mấy lần trên người Cổ Tình. Tốt rồi, bây giờ cơ thể ngươi không có vấn đề, nhưng, ngươi tốt nhất là không nên uống cái loại nước Thần Tuyền nọ. Hạ Thiên nói mấy câu như vậy với Cổ Tình, sau đó đã biến mất. Anh rể ngươi chờ ta một chút, Thạch Thuần cũng đột nhiên biến mất. Mặt mũi của Cổ Tình và Cốc Phú lập tức trắng bệch, đây, cái này chẳng lẽ là gặp quỷ. Cổ Tình, ta nghĩ chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi đây. Cốc Phú đề nghị. Được, chúng ta đi thôi. Lần này, Cổ Tình cũng cảm thấy nên rời khỏi. Bên này Cổ Tình và Cốc Phú chuẩn bị rời đi, thì Hạ Thiên lại đi vào một khách sạn khác. À, đương nhiên là đi vào từ cửa, mà hắn đi vào mỗi căn phòng đều là nhìn thấy nước khoáng. Nếu như là Thần Tuyền kia không có mở chai ra, đều uống một ngụm thử xem. Mà những thứ kia ở trong phòng, không ít người ở bên trong, chỉ là, trên cơ bản, từ đầu đến cuối đều không có người chú ý tới sự xuất hiện của Hạ Thiên,
người duy nhất biết hắn ra vào qua những căn phòng này, thật ra chỉ có Thạch Thuần. Anh rể cuối cùng ngươi đang làm gì? Sau khi nhảy vào một căn phòng, Thạch Thuần nhìn không được hỏi, nhưng một giây sau, Thạch Thuần phát hiện gian phòng đó không thích hợp, đã vội vàng la một câu, "A, anh rể ngươi đừng vội đi, ở đây giống như có người bị bắt cóc." Hạ Thiên vừa mới phun ra một ngụm nước, sau đó quay đầu nhìn một chút, đã phát hiện, hình như ở đây thật sự không thích hợp, có một nam nhân bị người ta trói nằm trên giường, đây có phải là bắt cóc hay không, ngược lại còn chưa có thể xác định. Chương 1950, kẻ đứng sau là ai? Này, người bị bắt cóc rồi phải không? Thạch Thuần trực tiếp kêu lên một tiếng với nam nhân trên giường kia. Nam nhân ấy cũng khá trẻ, thoạt nhìn cũng khoảng hơn 20 tuổi, chẳng qua, hắn cũng không trả lời câu hỏi của Thạch Thuần. Thuần Thuần ngươi ngốc thật, hắn căn bản không nghe thấy. Hạ Thiên ở bên cạnh thuận miệng nói một câu, hắn không những bị người ta trói, còn bị người ta bỏ thuốc, không nghe thấy lời ngươi nói. Nhưng anh rể, ngươi nhìn xem mắt hắn hình như mở to ra kìa. Thạch Thuần bĩu môi, lập tức sẽ nhắm lại. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, mà hắn vừa dứt lời, nam nhân trẻ tuổi kia thật sự nhắm mắt lại, thoạt nhìn có vẻ thật sự đã hôn mê hoàn toàn. Ngươi mau làm hắn tỉnh lại đi. Thạch Thuần nũng nịu, tại sao phải giúp hắn tỉnh lại? Hạ Thiên có chút khó hiểu, ta lại không quen biết hắn. Anh rể sao ngươi lại không có chút tinh thần làm việc nghĩa nào vậy, chúng ta đương nhiên là phải cứu người, vừa nhìn là biết hắn đã bị người ta bắt rồi. Thạch Thuần có chút không nói nên lời. Nhưng thật ra nàng cũng biết Hạ Thiên là kiểu người thế nào, cho nên nàng lại lập tức bổ sung thêm một câu, tóm lại anh rể ngươi coi như là giúp ta đi, ngươi mau làm hắn tỉnh lại đi. Hạ Thiên thuận tay đâm một châm lên người nam nhân trẻ tuổi kia, sau đó nhảy ra ngoài cửa sổ. Anh rể ngươi chờ ta với. Thạch Thuần muốn đuổi theo, chỉ là vừa tới bên cạnh cửa sổ, đã nghe thấy động tĩnh từ sau lưng truyền đến, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy nam nhân trẻ tuổi kia đang giãy giụa tại chỗ, hiển nhiên thật sự đã tỉnh lại. Ngươi là ai? Đây là đâu? Sao ta lại ở đây? Ngươi trói ta lại làm gì? Ngươi muốn gì? Nam nhân trẻ tuổi có chút hoảng sợ kêu lên. Có vẻ hắn hoàn toàn không rõ tại sao mình lại ra thế này. Này, ngươi có thôi đi được không, ta đâu có biết tại sao ngươi lại ở đây. Cũng không phải ta bắt cóc ngươi đưa tới đây. Thạch Thuần có chút không vui ngắt lời nam nhân trẻ tuổi nọ, ta còn đang muốn hỏi ngươi tại sao lại bị bắt cóc đây. Nhìn nam nhân trẻ tuổi kia vẫn còn cảnh giác, Thạch Thuần hừ một tiếng, bỏ đi, nhìn dáng vẻ ngươi coi bộ cái gì cũng không biết, ta cũng lười quan tâm tới ngươi. Thạch Thuần vung tay lên. Dây thừng trên người nam nhân trẻ tuổi lập tức đứt thành nhiều đoạn, ngay dây tiếp theo, Thạch Thuần cũng nhảy ra ngoài cửa sổ. Về phần nam nhân trẻ tuổi này sẽ làm gì tiếp theo, hiển nhiên Thạch Thuần không có tâm trạng quan tâm. Lúc Thạch Thuần tìm thấy Hạ Thiên, đã là 10 phút sau, mà hiện tại, Hạ Thiên cũng không còn nhảy cửa sổ ở khắp nơi nữa, hắn đang ngồi trên một chiếc ghế dài bên bờ biển, trong tay còn cầm một chai nước khoáng, chính là cái gọi là thần tuyền. Anh rể, cuối cùng thì nước này có vấn đề gì sao? Thạch Thuần ngồi xuống bên cạnh hắn, có chút tò mò, người vừa rồi uống nhiều chai như vậy, chẳng lẽ muốn tìm hiểu xem mỗi chai nước có gì khác nhau sao? Thuần Thuần ngươi ngốc thật, ta đương nhiên là vì muốn tìm chỗ giống nhau. Hạ Thiên nhìn Thạch Thuần như nhìn kẻ ngốc, loại nước này đối với người bình thường mà nói thật ra không có gì đặc biệt, chỉ là nước khoáng rất bình thường, nhưng đối với một số người có thể chất đặc biệt, rõ ràng có chút đặc biệt. Anh rể ngươi nói rõ chút đi, ta vẫn nghe chưa hiểu. Thạch Thuần bĩu môi. Đã nói Thuần Thuần ngươi thật sự quá đần mà, ngực ngươi rõ ràng lớn như vậy sao lại ngốc thế chứ? Hạ Thiên có chút nghi ngờ, chính là bọn hắn thêm một ít chất đặc biệt vào nước khoáng, thứ đó có thể khiến một số người có thể chất đặc biệt cảm thấy cơ thể khó chịu, dẫn tới nôn mửa và tiêu chảy nghiêm trọng, giống như Cổ Tình vừa rồi. Nhưng anh rể ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, rốt cuộc người có thể chất đặc biệt là gì? Thạch Thuần vẫn không hiểu. Nàng cảm thấy Cổ Tình chắc cũng không có thể chất đặc biệt gì. Xem như là thể chất tu tiên đi. Hạ Thiên lười biếng nói, người có loại thể chất ấy, tu tiên sẽ dễ dàng hơn một chút, bọn hắn càng dễ hấp thu linh khí hơn. Ồ, thiên tài tu tiên à? Thạch Thuần hiểu ra một chút, lập tức lại có chút khó hiểu, nhưng mà anh rể, ta cũng uống qua loại nước ấy, sao ta lại không có chút phản ứng gì? Ngươi không phản ứng không phải rất bình thường sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái nhìn Thạch Thuần. Ngươi vốn dĩ không thích hợp để tu tiên, nếu không phải ta giúp ngươi dùng nghịch thiên bát châm tẩy tủy tăng công lực, ngươi bây giờ chắc đã chết rồi. Được rồi, ta biết ngươi đã cứu ta, nhưng chị ta đã cảm ơn ngươi rất nhiều lần rồi. Thạch Thuần bĩu môi, anh rể, vậy theo như ngươi nói như vậy,
Cổ Tình tỷ là thiên tài tu tiên sao? Thuần Thuần, đầu óc ngươi thật sự không cứu nổi rồi đó, có thể chất tu tiên không có nghĩa là thiên tài tu tiên, giống như ngươi có não cũng không có nghĩa là não ngươi dùng được. Hạ Thiên lười biếng nói, ngươi cho rằng trên thế giới này khắp nơi đều là thiên tài tu tiên sao? Thần Tiên tỷ tỷ và muội muội chân dài mới là thiên tài tu tiên thật sự, đương nhiên, vợ nữ hoàng thật ra cũng có thiên phú rất cao, nhưng các nàng đều ở Tiên Vân Đại Lục, ở nơi đây của chúng ta, có lẽ chỉ có vợ Mị Nhi mới là thiên tài thật sự. Hắn ngừng một chút, lại bổ sung một câu, đương nhiên, ta cũng là thiên tài. Vậy thì, anh rể, thể chất tu tiên đó chẳng phải là không có tác dụng gì sao? Ta nhớ ở thế giới này trên cơ bản không thể tu tiên được. Thật ra Thạch Thuần cũng không ngốc thật, nàng lập tức phát hiện mấu chốt của vấn đề. Là không có tác dụng gì, cứ coi như thật sự là thiên tài, ở nơi đây cũng không thể trở thành người tu tiên thật sự. Hạ Thiên lười biếng nói, nhưng, đối với người bình thường mà nói, cũng vẫn có chút tác dụng, tu luyện vài năm, nói không chừng có thể đánh được 10 người bình thường. Này, anh rể ngươi nói như vậy, hình như cũng khá có ích, nếu huấn luyện mấy trăm người như vậy, mở công ty vệ sĩ, khẳng định cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Thạch Thuần chớp mắt, dường như đối với chuyện đó có chút hứng thú. Hạ Thiên đối với chuyện này hiển nhiên không hề có hứng thú, cho nên căn bản không đáp lại. Đúng rồi, anh rể, chất trong nước khoáng thần tuyển ấy là thiên nhiên hay là cố ý thêm vào vậy? Thạch Thuần lại hỏi. Đương nhiên là cố ý thêm vào, Hạ Thiên đáp. Nói như vậy, chẳng lẽ công ty nước khoáng nọ là vì muốn lựa chọn người tu tiên sao? Thạch Thuần chớp mắt, có chút kỳ quái, nếu nước khoáng này thường xuyên làm cho người ta nôn mửa tiêu chảy, sao chưa từng nghe thấy tin tức chứ? Hạ Thiên không trả lời câu hỏi của Thạch Thuần ngay, mà bây giờ, hắn cầm di động lên, bởi vì hắn vừa nhận được tin tức từ bé ngoan gửi tới. Thạch Thuần cũng nhích lại gần xem, sau đó bắt đầu lẩm bẩm một mình, qua, xem phía trên viết này, ít nhất có hơn 100 người đã xảy ra vấn đề do nước khoáng, nhưng do thời gian xuất hiện phản ứng sau khi uống nước đều khá dài, cho nên mọi người thường không cho rằng có liên quan đến nước khoáng. Anh rể, chuyện đó rất không ổn, những người này hình như đều mất tích rồi. Bọn hắn đều đi tu tiên mà thôi. Hạ Thiên lười biếng nói, Cổ Tình tỷ kia của ngươi có lẽ cũng sẽ nhanh chóng mất tích thôi. Anh rể, ta cảm thấy không đúng lắm, công ty thần tuyển ấy cũng không thể nhìn chằm chằm từng người. Chẳng lẽ bọn hắn chuyên đến bệnh viện tìm ghi chép sao? Nếu như vậy, Cổ Tình tỷ chắc sẽ không mất tích, bây giờ bệnh của nàng ấy đã ổn rồi. Thạch Thuần phân tích rất nghiêm túc. Tuy nàng ấy đã khỏi bệnh rồi, nhưng đầu óc nàng ấy không tốt lắm, đang chuẩn bị đến bệnh viện đấy. Hạ Thiên lười biếng nói, Thuần Thuần, nếu ngươi thật sự buồn chán, ngươi có thể đi theo nàng ấy, đợi nàng ấy đến bệnh viện, nói chuyện với bác sĩ, sau đó công ty thần tuyển rách nát gì ấy có thể sẽ nhận được tin tức, sau đó sẽ phái người bắt nàng ấy đi, còn ngươi, đúng lúc đó đi bắt mấy người đó lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 108.